Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Dọn đi ngũ hành uẩn linh trận, Liễu Chu Hồn cùng Bạch Ma sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hai người đồng thời lắc lắc đầu. Ngũ hành uẩn linh trận chính là đế cấp pháp trận, cho dù phá toái, cũng không phải tùy ý có thể động, chỉ là cái kia sức phòng ngự, cũng không phải là cổ thần cảnh có thể địch. Tiêu Phàm từ hai người ánh mắt bên trong, liền đã đoán được kết quả, không khỏi có chút thất vọng. Nếu như chỉ là dọn đi cái kia ngũ hành linh mạch mà nói, hẳn là có thể, nhưng kể từ đó, liền sẽ triệt để phá hư ngũ hành uẩn linh trận. Liễu Chu Hồn lại bổ sung một câu. Dạng này a, vậy ta biết rồi. Tiêu Phàm cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu như hủy ngũ hành linh mạch cũng trách đáng tiếc, tất nhiên như thế, vậy liền dứt khoát chiếm lấy Thiên Võ Thần Sơn. Chiếm lấy Thiên Võ Thần Sơn. Liễu Chu Hồn cùng Bạch Ma hai người khóe miệng co quắp một trận, Tiêu Phàm ý nghĩ này thật đúng là không phải bình thường lớn mật, người cũng gan to bằng trời. Nếu để cho người khác biết rõ, đoán chừng sẽ càng thêm kinh hãi, phải biết, lúc trước Lục gia vì chiếm cứ chủ phong, cũng tốn giá rất lớn mới diệt quân gia a. Hơn nữa, cái kia hay là Lục gia vốn liền là Thiên Võ Thần Sơn phân dãy nguyên nhân. Tiêu Phàm cái này ngoại lai giả, muốn chiếm lấy Thiên Võ Thần Sơn, cái kia không khác thiên địa mới dạ đàm, không nói Lục gia sẽ không tán thành, cái khác tứ mạch cũng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Công tử, cái này ngươi ở nơi này nói một chút liền tốt. Liễu Chu Hồn ho khan một tiếng nói. Ngươi không tin ta, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Chu Hồn nói, nếu không, chúng ta đánh cược. Bách sát chiến trường sau khi kết thúc, Thiên Võ Thần Sơn liền về ta tất cả. Không phải không tin công tử. Lấy công tử hiện tại thực lực làm không được, nhưng là bách sát chiến trường sau khi kết thúc, ta tin tưởng công tử có năng lực làm được. Liễu Chu Hồn gượng cười một tiếng. Tiêu Phàm thực lực hắn vẫn có hiểu biết, lấy hắn thiên phú, đã trải qua bách sát chiến trường, thế nhưng là vô cùng có hy vọng đột phá thần vương cảnh. Mà một khi đột phá thần vương cảnh, đồng giai bên trong hiếm có người là đối thủ của hắn, quét ngang Thiên Võ Thần Sơn, khả năng cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Tiêu Phàm bĩu môi, không dám đánh cược coi như xong, không cần đập tiểu ra mông ngựa. Hắn cũng không vấn đề này dây dưa, đi đến cửa sổ, nhìn về phía ngoại giới nói, tiểu hắc bọn họ hẳn là cũng mau tới đi. Tiêu Phàm lần này, lại là 10 ngày, cự ly thời hạn một tháng, cũng đã vượt qua vài ngày, một ngày này, hắn rốt cuộc đã tới tiểu hắc tin tức. Lúc nửa đêm, Tiêu Phàm lặng yên đi tới Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong, nhưng hắn kinh ngạc là, nơi đó lại là có hai đạo thân ảnh chờ lấy hắn, Tiêu Phàm nhìn xem trong đó một người, thân hình khẽ run lên. Sư huynh, người đã tỉnh, Tiêu Phàm khó có thể ức chế trong lòng kích động, hắn còn tưởng rằng mắt mình hoa, người kia không phải kẻ khác, chính là hôn mê đến mấy năm Huyết Vô Tuyệt. Năm đó Huyết Vô Tuyệt vì cứu hắn, bị Minh Yểm gây thương tích, thần cách cùng linh hồn phá toái, lần này thực là Tiêu Phàm trong lòng một đạo khảm. Bây giờ nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt tỉnh lại, Tiêu Phàm như thế nào không vui đây? Sư đệ, những năm này đã làm phiền ngươi. Huyết Vô Tuyệt một đầu mái tóc tím dài trong gió bay lên, cả người lộ ra siêu phàm nhập thánh, tiêu sái bay lên. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Lúc này, Huyết Vô Tuyệt bên cạnh một đạo khác xinh đẹp bóng hình xinh đẹp mở miệng, người này tự nhiên liền là Huyết Yêu Nhiêu. Sẽ không. Tiêu Phàm vội vàng khoát tay một cái nói, lập tức vội vàng chuyển di ánh mắt, nhìn về phía núp ở phía xa Cửu Âm Thần Long, tiểu hắc, ngươi tới đã chậm. Cái này không có thể trách hắn, là ta muốn đến, bởi vì ca của ta tỉnh lại, cho nên làm trễ nải mấy ngày thời gian. Huyết Yêu Nhiêu nói ra. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn quái tiểu hắc có lẽ có thể, nhưng lại không cách nào trách cứ Huyết Yêu Nhiêu, những năm này, Huyết Yêu Nhiêu vì Tu La Điện bỏ ra nhiều lắm. Các ngươi theo ta tiến vào Thiên Võ Thần Sơn lại nói. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, lập tức mang theo mấy người hướng Thiên Võ Thần Sơn phương hướng bay đi, Thiên Võ Thần Sơn hộ sơn trận pháp, đối Tiêu Phàm tới nói, cũng đã giống như không có gì. Mấy người trở về đến Tử Vũ Phong số 1 tiểu viện lúc, phòng đã có mấy người chờ lấy hắn, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, Ảnh Phong, Tiếu Thiên Tà, Quỷ Thiên Cửu 4 người. Huyết huynh. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Ảnh Phong bọn họ nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt thời khắc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người,
đã lâu không gặp. Huyết Vô Tuyệt hướng về phía đám người hơi hơi gật đầu. Công tử, vị này là... Tiếu Thiên Tà cùng Quỷ Thiên Cửu hai người là không quen biết Huyết Vô Tuyệt, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ cảm nhận được Huyết Vô Tuyệt trên người phát ra một cỗ cường hoành khí tức, liền bọn họ đều nhìn không thấu mảy may. Đây là ta sư huynh, đệ tam Diêm La. Tiêu Phàm giới thiệu nói, trong lòng hổ thẹn cũng rốt cục biến mất. Tiếu Thiên Tà cùng Quỷ Thiên Cửu hơi hơi kinh ngạc, mà Huyết Vô Tuyệt lại cười cười nói, sư đệ, hiện tại đệ tam Diêm La là Diêm Dúa loè loẹt. Huyết Yêu Nhiêu trên mặt lóe qua một vòng vẻ ngạo nhiên, nói, khả năng một ít người cảm thấy ta không thể đủ đảm nhiệm đệ tam Diêm La chức vị A. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, ảnh phong bọn họ lại xem như cái gì đều không nghe được, hắn và Nam Cung Tiêu Tiêu thế nhưng là biết rõ Huyết Yêu Nhiêu đối Tiêu Phàm tâm tư. Huyết Vô Tuyệt nghe lệnh, Tiêu Phàm thần sắc bỗng nghiêm một chút, nói, từ giờ trở đi, mặc ngươi vì Tu La Điện phó điện chủ. Huyết Vô Tuyệt hơi hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, đây là chuẩn bị tiếp tục nhường Huyết Yêu Nhiêu đảm nhiệm đệ tam Diêm La Điện điện chủ. Hít sâu một cái, Huyết Vô Tuyệt cung kính bái nói, Huyết Vô Tuyệt tuân lệnh. Chúc mừng phó điện chủ, ảnh phong, Tiếu Thiên Tà cùng Quỷ Thiên Cửu ba người chúc mừng, bọn họ ở Tu La Điện địa vị mặc dù không thấp, nhưng là cùng Tu La Điện phó điện chủ so sánh, địa vị vẫn là muốn có không bằng. Một trận hàn huyên qua đi. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện có vẻ như thiếu đi một người, không khỏi hỏi, đúng rồi, Quân Nhược Hoan đây. Không biết, từ lúc hơn nửa tháng phía trước, hắn liền cùng chúng ta mất đi liên hệ, chúng ta âm thầm nghe ngóng, không ai biết rõ hắn đi chỗ. Ảnh phong trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Trước đó ta xem Quân Nhược Hoan tâm sự trùng điệp, hỏi hắn phải chăng cần chúng ta hỗ trợ, hắn cũng không có mở miệng, cách mấy ngày liền biến mất. Quỷ Thiên Cửu khó được mở miệng nói ra. Tiêu Phàm nhíu mày, kẻ khác không biết, nhưng là Tiêu Phàm thế nhưng là rõ ràng Quân Nhược Hoan thân phận. Mặc kệ, chờ chúng ta đi ra lại tìm hắn a. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn về phía Liễu Chu Hồn nói, Liễu Chu Hồn, mở ra thông đạo a, chúng ta tiến vào sau đó, nơi này phòng ngự liền dựa vào ngươi. Công tử yên tâm, Liễu Chu Hồn gật gật đầu nói, một thoáng thời gian, từng đầu cành liễu chấp động, ở dưới chân hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đầu thông đạo. Nối thẳng lòng đất chỗ sâu. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc linh khí thốc thẳng vào mặt, đám người chỉ cảm giác toàn thân lông dựng đứng lỗ đều nháy mắt giãn ra. Linh mạch, Cửu Âm Thần Long càng là kêu sợ hãi một tiếng, hận không thể lập tức xông xuống dưới. Linh mạch, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người lấy lại tinh thần, cũng khó che đậy trên mặt chấn kinh chi sắc. Bách sát chiến trường mở ra sắp đến, mọi người mượn nhờ đầu này linh mạch làm cuối cùng bắn vọt a. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Tiểu Hắc, Bạch Ma, các người đánh với ta trận đầu, những người khác cùng ở phía sau. Vâng, đám người gật gật đầu, trùng trùng điệp điệp hướng về lòng đất linh mạch chỗ sâu mà đi. Sâu thẳm đen kịt trong thông đạo, mấy người nhanh chóng tiến lên, Liễu Chu Hồn mở ra thông đạo coi như rộng lớn, có thể dung nạp hai người song hành. Tiêu Phàm, Bạch Ma cùng Cửu Âm Thần Long đi ở phía trước nhất, càng hướng xuống. Thần linh chi khí càng ngày càng nồng nặc lên, hút một trong miệng, đám người cảm giác cả người thư thái. Bất quá bọn họ áp chế một cách cưỡng ép ngay tại chỗ tu luyện xúc động, nơi này thần linh chi khí đều như thế nồng đậm, huống chi phía dưới đây. Nếu là ở trên linh mạch tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ càng nhanh. Thông đạo mặc dù đen kịt vô cùng, nhưng đám người đều là cổ thần cảnh tu vi, linh hồn chi lực quét qua, bốn phía tức khắc nhìn một cái không sót gì. Tiêu Phàm, Tu La Điện còn thiếu hay không người? Cửu Âm Thần Long rốt cục không nhịn được, mười phần kích động hỏi, hắn hiện tại phát hiện, đi theo Tiêu Phàm, thật đúng là ăn ngon uống đã. Không chỉ có là hắn, mỗi lần người nào đi theo Tiêu Phàm, đều sẽ lấy được chỗ tốt cực lớn. Làm sao, người nghĩ gia nhập Tu La Điện? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Cửu Âm Thần Long nói. Hắn thế nhưng là biết rõ, gia hỏa này chỉ thích tự do. Nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ cân nhắc qua gia nhập Tu La Điện A, chỉ là kiêng kỵ hắn dâm uy, cho tới nay đều không dám giả bộ mà thôi. Muốn, Cửu Âm Thần Long được không do dự nói ra. Có thể, từ hôm nay về sau, ngươi liền là Tu La Điện hộ pháp Thần Long. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Tu La Điện muốn cường đại, dạng người gì đều cần. Cửu Âm Thần Long chính là thiên sinh thai nghén linh vật, đối linh mạch cực kỳ mẫn cảm.
Tu La Điện muốn mau chóng cường đại, có lẽ về sau còn phải dựa vào hắn tìm kiếm linh mạch đây. Đa tạ điện chủ, Cửu Âm Thần Long cười hắc hắc, thân thể đứng thẳng lên, cho Tiêu Phàm làm một cái vái chào, ngược lại cũng có mô hình có dạng. Đột nhiên, Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, nhắc nhở, mọi người cẩn thận, nhanh rốt cuộc. Xuyên thấu qua thông đạo hướng phía dưới nhìn lại, Tiêu Phàm cũng đã thấy được từng đạo yếu ớt quang mang, hiển nhiên, đây là thần thạch phát ra vầng sáng. Nghĩ đến một đầu linh mạch, Tiêu Phàm trong lòng liền nổi lên một trận gợn sóng, lộ ra kích động không hiểu. Điện chủ, muốn hay không ta đi tìm tới linh mạch chi tâm, chờ ta luyện hóa, liền có thể hoàn toàn điều khiển lần này đầu long mạch, người nghĩ chuyển đi nơi nào liền có thể chuyển đi nơi nào. Cửu Âm Thần Long tiểu hắc ma quyền sát trưởng nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nơi này có một cái đế cấp trận pháp, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Đế cấp trận pháp, tiểu hắc nghe vậy, không khỏi sợ run cả người, vội vàng thối lui đến Tiêu Phàm sau lưng, đề phòng nhìn xem phía trước, gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường tham sống sợ chết. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, gia hỏa này luôn cảm giác không đáng tin cậy a. Trong đầu hắn lúc này lại không khỏi nhớ tới Sở Phiền, cái kia tiểu gia hỏa mặc dù sợ chết, nhưng nhiều lần cứu bản thân đối nguy nan, chỉ là bởi vì thiên phú nhận hạn chế nguyên nhân, Sở Phiền chỉ có thể dừng bước tại chiến thần cảnh. Những cái này năm tháng, hắn cũng hiếm thấy đến Sở Phiền, hắn nhớ kỹ đoạn thời gian trước Lãnh Tiếu Nhận còn truyền tin cho hắn, Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai cái này tiểu gia hỏa rời đi đệ nhất thành, tiến về bên ngoài sông Sáo. Thật lâu, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thông đạo phía trước, cái kia quang mang càng ngày càng sáng. Hắn cũng không nhịn được tăng nhanh bước chân. 10 cái vài hô hấp sau, một mảnh khoáng đạt không gian tiến nhập Tiêu Phàm bọn họ trong tầm mắt, Liễu Chu Hồn dùng vô số rễ cây chống đỡ lấy bốn phía, phòng ngừa vách đá sụp đổ. Đây là kim thuộc tính thượng phẩm linh mạch, Bạch Ma cũng khó có thể ức chế trong lòng kích động, nếu là đặt ở trước kia, một đầu linh mạch thật đúng là không thả ở trong mắt hắn. Nhưng là hiện tại, thượng phẩm linh mạch lại là có thể làm cho hắn nhanh chóng khôi phục thực lực, nếu như thôn phệ đầu này linh mạch, hắn tự tin nhất định có thể khôi phục thần vương cảnh tu vi. Bất quá hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng nhường hắn một mình thôn phệ một đầu linh mạch, nhất là thượng phẩm linh mạch. Nói chung, một đầu thượng phẩm linh mạch cũng đã đầy đủ nhường một cái nhất lưu thế lực phồn vinh mấy chục vạn năm. Hậu phương, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Huyết Vô Tuyệt bọn họ cũng nhao nhao xuất hiện. Nhìn xem phía trước sáng lóng lánh thượng phẩm thần thạch, tất cả mọi người ánh mắt đều ở tỏa ánh sáng. Một sát na này, bọn họ lỗ chân lông toàn bộ thư giãn ra, thể nội công pháp tự động vận chuyển. Ta có loại muốn đột phá cảm giác, Huyết Yêu Nhiêu kinh ngạc nói, nàng tu vi còn dừng lại ở thiên thần cảnh đỉnh phong, một mực không thể tìm tới đột phá thời cơ. Bây giờ thôn phệ như thế nồng đậm thần linh chi khí, nàng cái kia gông cùm xiềng xích dĩ nhiên có chút lỏng động. Tiểu hắc sốt cục chịu đựng không nổi thượng phẩm linh mạch dụ hoặc, thân thể bỗng nhiên hướng về linh mạch phóng đi, nhưng mà, hắn còn không có tới gần linh mạch, liền bị một màn ánh sáng cho bắn ngược. Thật tiến không lên, tiểu hắc một mặt chán trường, Bảo Sơn ngay ở trước mắt, hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ khó chịu. Ngũ hành uẩn linh trận, lực công kích mặc dù cơ hồ là không, nhưng là lực phòng ngự thập phần cường đại. Cho dù thần vương cường giả cũng chưa hẳn có thể phá vỡ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Cho dù là phá toái ngũ hành uẩn linh trận, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá vỡ. Sau đó hắn lại quay người nhìn về phía đám người nói, nơi này là kim thuộc tính thần linh chi khí, cảm thấy thích hợp bản thân, ngay ở chỗ này tu luyện, những người khác đi theo ta đi địa phương khác. Ta ngay ở chỗ này. Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự nói. Hắn không chỉ là lôi thuộc tính thể chất, cũng đồng dạng là kim thuộc tính thể chất, hấp thu kim thuộc tính thần linh chi khí, đột phá tự nhiên là nhanh nhất. Điện chủ, không cần như thế phiền phức, ta nếu là có thể điều khiển toàn bộ linh mạch, liền có thể điều phối thích hợp nhất thần linh chi khí cho bọn hắn tu hành, hơn nữa thần linh chi khí sẽ càng thêm nồng đậm. Tiểu Hắc vội vàng nói, hắn sợ Tiêu Phàm không giúp hắn luyện hóa linh mạch chi tâm. Tiêu Phàm nghe vậy. Tức khắc cũng rơi vào trong trầm tư, sớm biết rõ muốn phá trận, hắn nên mang lên phệ hồn tới đây. Phệ hồn cái kia ra hỏa, chỉ cần là thần linh chi khí, liền có thể thôn phệ, cái gì trận pháp đều không thả ở trong mắt hắn.
chỉ là cái kia gia hỏa ở lần trước kinh lịch đệ nhất thành một trận chiến sau đó, khống chế giả cửu u thân thể không biết tung tích, Tiêu Phàm cũng không có kịp đi tìm hắn. Mà lấy hắn nắm giữ thần văn tạo nghệ, trong thời gian ngắn muốn phá vỡ cái này trận pháp, đoán chừng là không thể nào. Tiêu Phàm, phá vỡ trận pháp có lẽ rất khó, nhưng chỉ cần xé mở một đạo lỗ hổng, hẳn là liền có thể cho cái này tiểu gia hỏa đi vào, hơn nữa, cũng không cần hủy trận này. Bạch Ma đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có thể xé mở một đạo lỗ hổng. Tiêu Phàm không khỏi nhìn Bạch Ma một cái, trong mắt lóe qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hắn nội tâm chỗ sâu cũng không muốn hủy cái này trận pháp, dù sao, thiên võ thần sơn thế nhưng là hắn coi trọng địa phương, cái này thượng phẩm linh mạch cùng ngũ hành uẩn linh trận, hắn cuối cùng vẫn là hy vọng có thể để bản thân sử dụng. Bạch Ma do dự lúc này, điểm cuối cùng gật đầu, có thể, bất quá ta sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu, trong vòng 7 ngày không thể động thủ. Chỉ là 7 ngày sao? Tiêu Phàm tính toán một cái, nói, vậy liền bắt đầu đi. Quay đầu ngươi tận lực hấp thu thần linh chi khí, đột phá đến bán bộ thần vương cảnh giới. Tốt, Bạch Ma trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, hơi có vẻ hưng phấn nói. 7 ngày thời kỳ suy yếu, trả lại hắn tu vi càng tiến một bước, cái này lại cớ sao mà không làm đây. Tiểu Hắc, làm tốt chuẩn bị, mau chóng tìm tới linh mạch chi tâm. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ Bạch Ma ý tứ, ân uy tịnh thi một chiêu này hắn sớm đã dùng dễ như trở bàn tay. Bạch Ma chậm rãi hướng về thượng phẩm linh mạch đi đến, hắn thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành bản thể bộ dáng, một cỗ kinh khủng uy thế từ trên người hắn nở rộ mà ra. Trường sinh đại đế, lúc này, một tiếng kinh khiếu vang lên, lại là Liễu Chu Hồn linh hồn bỗng nhiên xuất hiện, một mặt kinh hãi nhìn xem Bạch Ma cái kia uy mãnh thân thể. Liễu Chu Hồn đã từng thế nhưng là vô trần thiên cung đệ tử, tự nhiên gặp qua trường sinh thú. Chỉ là trước kia nhìn thấy Bạch Ma bộ dáng, căn bản không hướng cái phương hướng này nghĩ mà thôi. Hống, Bạch Ma gầm thét một tiếng, cả người phát sáng, đột nhiên nâng lên móng vuốt, một đạo bạch sắc thiểm quang giống như lôi điện đồng dạng, hướng về thượng phẩm linh mạch nổi giận chém đến. Tiêu Phàm bọn họ bị Bạch Ma trên người phát ra cỗ kia cuồng bạo khí tức tung bay, Nam Cung Tiêu Tiêu toàn bộ đều trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến đầu này nhìn qua bình thường tiểu cẩu, dĩ nhiên như thế cường hoành. Ở Bạch Ma sau lưng, hiện lên một đạo to lớn thân ảnh, theo lấy hắn một chảo rơi xuống, thượng phẩm linh thạch chung quanh tầng kia vầng sáng bỗng nhiên nổ tung, đã nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Ong ong, kim sắc quang mang từ thượng phẩm linh mạch bên trong bắn ra, cuồn cuộn thần linh chi khí dâng trào, so sánh vừa rồi không biết muốn nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Tiến nhanh đi, Bạch Ma hét lớn một tiếng. Thân thể hơi hơi run rẩy, hắn móng vuốt chống ra lấy đạo kia liệt phùng, lộ ra cố hết sức. Tiêu Phàm trong mắt nở rộ lấy tinh quang, ngũ hành uẩn linh trận không hổ là đế cấp trận pháp, cho dù bể nát, uy lực vẫn như cũ như thế cường đại, liền Bạch Ma đều không phá nổi. Nếu như Tu La Điện chiếm cứ lấy thiên võ thần sơn, có thể khởi động cái này trận pháp, cái kia chẳng phải là liền thần vương cường giả đều không sợ hãi. Tiểu Hắc phản ứng rất nhanh, gầm thét một tiếng. Hóa thành một đạo hắc khí xông vào thượng phẩm linh mạch. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng không nhìn được muốn xông vào, đáng tiếc, thượng phẩm linh mạch chính là từ thần thạch cấu thành, bọn họ nhưng không có tiểu hắc dạng này năng lực đi vào. Bạch Ma nhìn thấy tiểu hắc đi vào, bỗng nhiên rút lui lực, thân thể không khỏi bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại biến thành chó sủ bộ dáng. Ngươi thế nhưng là trường sinh đại đế, Liễu Chu Hồn linh hồn xuất hiện. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Ma nói. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ không biết trường sinh đại đế là ý gì, nhưng vẫn như cũ chấn kinh vừa mới Bạch Ma hiển lộ thực lực. Bạch Ma ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc, lộ ra uể oải suy sụp. Hắn không phải trường sinh đại đế, là mới trường sinh thú. Tiêu Phàm mở miệng nói. Thần thú bảng xếp hạng bài danh thứ 16 trường sinh thú. Quỷ thiên cừu con ngươi hơi hơi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn xem Bạch Ma, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Có thể hàng phục xếp hạng đệ thập 6 thần thú, có thể không chỉ là vận khí, cái kia Tiêu Phàm thực lực, chẳng phải là so Bạch Ma còn muốn cường đại. Quỷ thiên cừu lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm trưởng thành, cũng đã vượt quá hắn dự liệu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến bất đồng. Hôm nay sự tình,
tất cả mọi người nát ở trong lòng. Tiêu Phàm nhìn Bạch Ma một cái, lại trịnh trọng nhìn xem đám người nói, tốt, mọi người liền ở đây tu luyện, Tiểu Hắc tìm tới linh mạch chi tâm luyện hóa. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ở nguyên địa, vận chuyển vô tận chiến điển điên cuồng hấp thu thần linh chi khí cọ rửa nhục thân. Hắn linh hồn bản thể cũng đang nhanh chóng luyện hóa cái thứ hai hắc sắc pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm không biết luyện hóa khối thứ hai pháp tắc toái phiến, sẽ cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ gật gật đầu, cũng bắt đầu tu luyện, đây chính là khó được cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà ở việc này, Thiên Võ Phong đỉnh đại điện bên trong, lại là tụ tập không ít lục gia lão giả, mỗi người trên thân khí thế đều không kém đối bán bộ thần vương. Gia chủ, chúng ta vô năng, vẫn như cũ không cách nào phá vỡ cái kia cấm chế. Trong đó cầm đầu một cái hắc bào trưởng lão sắc mặt khó xử nói. Đại trưởng lão không cần như thế, thủ tọa bên trên Lục Kinh Thiên khoát tay một cái nói, trong mắt sát mang lấp lóe, nhìn đến, quân gia còn có dư nghiệt chưa trừ, dĩ nhiên như thế trắng trợn lẫn vào Thiên Võ Thần Sơn. Cái khác trưởng lão sắc mặt cũng tốt nhìn không thấy đi đâu, tựa như đang lo lắng cái gì. Mọi người cũng không cần lo lắng, bản gia chủ cũng đã triệt để phong cấm Thiên Võ Phong, thạch thất kia bên ngoài, tức thì bị ta dưới vô số phong cấm, vô luận người nào tiến vào, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Lục Kinh Thiên ánh mắt u lãnh đến cực điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gia chủ, ta dẫn đầu mấy vị trưởng lão trước trông coi thạch thất nhập khẩu A, đề phòng bất chắc. Hắc Bào đại trưởng lão chủ động xin đi giết giặc nói. Cũng tốt, Lục Kinh Thiên trầm ngâm lúc này, gật đầu nói, những người khác ai vào chỗ nấy a, cường thịnh quân gia chúng ta đều không sợ, huống chi cũng đã rách nát quân gia, vô luận là người nào, cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Đám người có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Kinh Thiên trên người lệ khí, nhưng là không dám nói thêm cái gì, nhao nhao khom người thối lui. Lúc này, cung điện bên trong liền chỉ còn lại Lục Kinh Thiên cùng Hắc Bào đại trưởng lão hai người. Đại trưởng lão hít sâu một cái nói, gia chủ, nếu không, chúng ta mượn nhờ huyết ma luyện ngục lực lượng mở ra a. Không được, Lục Kinh Thiên tuyệt đối cự tuyệt, mở ra huyết ma luyện ngục nhập khẩu ngược lại là không quan trọng, có thể một khi sử dụng huyết ma luyện ngục, bọn họ liền sẽ phát hiện chúng ta, đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào hủy diệt chúng ta mạch này, cái này có thể liền được không bù mất. Đại trưởng lão nghe được bọn họ hai chữ này, toàn thân khẽ run lên. Trịnh trọng gật gật đầu nói, lão phu biết rồi. Ngươi cũng yên tâm, năm đó bọn họ giết không chết chúng ta, liền đại biểu chúng ta mạch này khí số chưa hết, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ giết trở về. Lục Kinh Thiên ngữ khí lạnh như băng nói. Lão phu tin tưởng gia chủ, một vạn năm đều đến đây, ta Lục gia không ngại đợi thêm một vạn năm. Đại trưởng lão gật gật đầu. Việc cấp bách, trước lấy được quân gia truyền thừa lại nói, chỉ cần lấy được quân gia đồ vật. Đừng nói giết trở về, cho dù đặt chân thiên hoang, cũng không phải không thể. Lục Kinh Thiên gật đầu nói. Là, lão phu đi trước trông coi thạch thất. Đại trưởng lão gật gật đầu, cung kính thối lui. Chớp mắt lại qua ba ngày thời gian, Tử Vũ Phong chỗ sâu, Tiêu Phàm bọn họ vẫn ở chỗ cũ lẳng lặng chờ đợi. Còn không có trở về. Nam Cung Tiêu Tiêu đã có chút cấp bách khó dằn nổi, nơi này linh khí mặc dù tràn đầy. Nhưng còn chưa đến nhường bọn họ đến lập tức đột phá cấp độ. Dù sao, đi đến cổ thần cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều khó như lên trời, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nhất định phải rèn luyện tự thân nhân thể bí cảnh mới có thể đột phá. Về phần Tiêu Phàm, đó là càng thêm không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá, bởi vì hắn nhất định phải luyện hóa pháp tắc chi lực mới có thể càng tiến một bước. Mười mấy ngày thời gian, mảnh thứ hai pháp tắc toái phiến, cũng rốt cục sắp bị luyện hóa, hắn thực lực, khẳng định lại sẽ phát sinh chất biến. Gia hỏa này sẽ không chạy a. Bạch Ma ngưng tiếng nói, ba ngày thời gian, hắn cũng đã không còn giống lúc ấy như vậy suy yếu, nhưng nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ba thành thực lực. Đám người hơi nhíu mày, lấy cửu âm thần long phát niệu tính, thật đúng là có khả năng chạy. Yên tâm, hắn chạy không thoát, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, mười phần khẳng định nói ra. Hừ, bản thân Long rất thủ tín dự, làm sao có thể chạy. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo hắc sắc lưu quang từ linh mạch bên trong sông ra, hóa thành một đầu tiểu Long hiện lên ở Tiêu Phàm trước người. Ngươi thành công,
Tiêu Phàm nhìn thấy Tiểu Hắc dễ dàng như thế liền từ ngũ hành uẩn linh trận bên trong đi ra, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Hắc gật gật đầu, hung hăng chừng Bạch Ma một cái, nhưng mà, Bạch Ma lại không thèm để ý Tiểu Hắc, bởi vì Tiểu Hắc chạy trốn cũng là rất bình thường sự tình. Xem ở ngươi trước đó để cho ta tiến vào linh mạch phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Tiểu Hắc mười phần khó chịu Bạch Ma thái độ, nhưng là không thể làm gì, ai bảo hắn thực lực không bằng nhân ra đây. Hắn con ngươi lại rơi vào Tiêu Phàm trên người bọn họ, nói, bản thân Long cũng đã triệt để luyện hóa linh mạch chi tâm, hiện tại sẽ đưa các ngươi một trận tạo hóa. Tạo hóa, cái gì tạo hóa, đám người trong lòng hơi hơi kích động nói. Qua một lúc các ngươi liền biết, Tiểu Hắc nhếch miệng cười một tiếng, cố ý cho đám người thừa nước đục thả câu. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là Tiêu Phàm một cái bạo lật, đau hắn nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa thì khóc lên. Đừng cho ta chậm trễ thời gian, Tiêu Phàm hung dữ chừng Tiểu Hắc một cái, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đột phá cổ thần cảnh, ta liền không làm gì được ngươi, lưu ở nơi này, thời gian càng lâu, khả năng liền càng dễ dàng bại lộ. Nghe Tiêu Phàm vừa nói như thế, Tiểu Hắc cũng không dám kéo dài, một thoáng thời gian, hắn duỗi ra hai đầu móng vuốt, nhẹ nhàng vạch một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia linh mạch bên trong đột nhiên bay vụt ra năm đạo lưu quang, đột nhiên hướng về đám người gào thét mà tới, cuồn cuộn thuần túy thần linh chi khí, nhưng đám người kinh hãi không thôi. Không chờ đám người kịp phản ứng, cái kia năm đạo lưu quang liền vỡ ra thành mấy đạo, sau đó mỗi năm đạo dung hợp cùng một chỗ, vọt thẳng vào ở đây mỗi người thể nội. Đây là linh mạch tẩy lễ, Bạch Ma chung quy là kiến thức uyên bác hạng người. Trong mắt lóe qua một đạo ánh sáng, vội vàng nằm dưới mặt đất, mặc cho cái kia quang mang rửa sạch thân thể. Linh mạch tẩy lễ, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ mặc dù không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là giờ phút này lại có thể cảm nhận được cái kia bàng bạc thần linh chi khí ở thể nội cọ rửa. Bọn họ thể nội thần lực điên cuồng dâng lên, hướng về mỗi một tấc kinh mạch và tế bào dũng mãnh lao tới, đám người không chút do dự vận chuyển riêng phần mình công pháp. Có Tiêu Phàm ở. Tất cả mọi người đều sớm đã chọn lựa thích hợp thiên thư cổ kinh, những vật này Tiêu Phàm cũng không thiếu, chỉ ít ở đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong trước đó bọn họ không thiếu. Chỉ là muốn đột phá thần vương cảnh, Tiêu Phàm liền muốn sầu những thứ này, dù sao, muốn đột phá thần vương cảnh, nhất định phải tu luyện thần điển. Tu la truyền thừa bên trong mặc dù có một chút thần điển, nhưng không nhiều, cũng không nhất định thích hợp tất cả mọi người tu luyện. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết Yêu Nhiêu trên người bộc phát ra một cỗ cường đại thần lực ba động, lấy nàng làm trung tâm sinh ra một cái to lớn vòng xoáy, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán mà đi. Đột phá, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, đưa tay đánh ra từng đạo thần văn lưu chuyển, đem liền thần lực ba động áp chế ở nhất định phạm vi. Hiện tại mảnh này không gian nhìn như rất lớn, nhưng đối với cổ thần cảnh tới nói, lại là rất nhỏ. Tiêu Phàm cũng không thể nhường Huyết Yêu Nhiêu đột phá quấy rầy những người khác nhục thân tẩy lễ. Đồng thời, Tiêu Phàm lại liên tục ở Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma bọn họ quanh thân bố trí một đạo kết giới đối nội không đối ngoại, không ảnh hưởng bọn họ tiếp nhận linh mạch tẩy lễ. Về phần Tiêu Phàm, có thí thần ở, cái này linh mạch tẩy lễ đối với hắn tới nói cũng không có quá nhiều tác dụng, bởi vì nhục thân của hắn cùng thần lực sớm đã đạt đến 10 phần thuần túy cấp độ. Đừng nói thượng phẩm linh mạch, cho dù cực phẩm linh mạch, đối với hắn cũng không có tác dụng lớn, bởi vậy, Tiêu Phàm liền đứng ở đó thay đám người hộ pháp. Bắn vào hắn thể nội cái kia bàng bạc thần linh chi khí, cũng là bị thí thần thôn phệ hấp thu, vật này đối với thí thần tới nói cũng là vật đại bổ. Có lẽ, thôn phệ bàng bạc thần linh chi khí sau, thí thần cũng có khả năng càng tiến một bước, đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi. Điện chủ, cái này tạo hóa như thế nào? Tiểu Hắc có chút đắc ý nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cũng không tệ lắm, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Chỉ là không sai sao? Tiểu Hắc nhếch miệng nói. Về sau cho Tu La Điện người linh mạch tẩy lễ, liền dựa vào ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Kỳ thật giống loại này linh mạch tẩy lễ, hắn Tiêu Phàm cũng có thể lấy ra, chỉ là làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa cần đại lượng thần thạch mà thôi. Bây giờ Tiểu Hắc đã có sẵn linh mạch, lại có thể tùy ý điều khiển linh mạch lực lượng, cho nên mới có thể nhẹ nhõm làm được một bước này, nhưng cũng không vào Tiêu Phàm pháp nhãn. Yên tâm đi, giao cho ta chính là,
Tiểu Hắc vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, lập tức hắn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, điện chủ, ta phát hiện tòa này linh mạch cuối cùng, có một tòa cung điện, người có muốn hay không đi nhìn một chút. Cung điện, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hứng thú, lại nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nói, không ảnh hưởng bọn họ linh mạch tẩy lễ. Không ảnh hưởng, Tiểu Hắc lắc lắc đầu, ba canh giờ sau, linh mạch tẩy lễ liền sẽ tự động kết thúc. Ta hiện tại cũng liền có thể điều phối nhiều như vậy thần linh chi khí, lại nhiều mà nói, liền muốn tổn thương linh mạch. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, người ở phía trước dẫn đường, Liễu Chu Hồn, mở ra thông đạo. Là, công tử, Liễu Chu Hồn không chút do dự đáp. Bên này, Tiểu Hắc chỉ một cái phương hướng. Thoại âm rơi xuống, Liễu Chu Hồn từng đầu rễ cây giống như linh xà đồng dạng chui ra, hóa thành hình dạng xoắn ốc hướng về vách đá đánh tới. Ầm ầm, vách đá rung động, hình dạng xoắn ốc rễ cây cực tốc xuyên tường đục vách tường, tốc độ cực nhanh vô cùng, Tiêu Phàm không thể không cảm thán, mỗi một loại sinh linh, đều có hắn sở trường. Đổi lại là hắn, trong lòng đất là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ dạng này tốc độ, hơn nữa, sẽ tạo thành rất lớn động tĩnh, khẳng định sẽ khiến những người khác phát hiện. Tiêu Phàm nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái, lập tức mang theo cửu âm thần long Tiểu Hắc vội vàng đi theo. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Liễu Chu Hồn rốt cục ngừng lại, Tiêu Phàm cùng Tiểu Hắc đứng ở một chỗ vách núi bên cạnh, ở bọn hắn phía trước, là một mảnh chu vi mấy trăm trượng không gian. Không gian trên vách đá, điểm xuyết lấy vô số tử sắc thủy tinh, đem toàn bộ không gian đều chiếu huyền diệu mộng ảo, mông lung. Trong đó một chỗ vách đá, hoàn toàn là một mảnh kim sắc linh mạch, hiển nhiên, Tiểu Hắc liền là lại cái kia kim sắc linh mạch chỗ cảm ứng được chỗ này cung điện tồn tại. Phía trước không gian bên trong, là một chỗ cỡ nhỏ quảng trường một bên khác, mới là một tòa tử sắc cung điện hùng hồn thở mạnh, phát ra cổ pháp khí tức. Ở tử sắc cung điện chung quanh, tràn ngập vô số điểm sáng, giống như ngàn vạn tinh thần lượn lờ, tạo thành một đầu tinh hà, sáng lạn vô cùng. Liền là nơi này, Tiểu Hắc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tử sắc cung điện, hận không thể lập tức xông đi lên. Ngươi không đi vào. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tiểu Hắc nói, lấy ra hỏa này phát niệu tính, phát hiện bậc này cung điện tồn tại, khẳng định sẽ điều tra một phen. Một phần vạn bên trong nếu là có cái gì pháp bảo, vậy coi như phát đạt. Ha ha, Tiểu Hắc gượng cười mấy tiếng, có chút thẹn thùng nói, ta tiến không lên, cái kia cung điện chung quanh bố trí trận pháp. Tiêu Phàm trắng Tiểu Hắc một cái, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến quảng trường lao đi, hắn trong lòng lại là tính toán. Bọn họ vị trí địa phương, có lẽ vẫn là thuộc về Tử Vũ Phong phạm vi, tòa này cung điện vô cùng có khả năng liền là thuộc về Tử Vũ Phong đã từng một vị nào đó cường giả. Thậm chí, Tiêu Phàm nghĩ tới càng nhiều, cái này Tử Vũ Phong phía dưới có dạng này cung điện, cái kia mặt khác Tứ Phong, phải chăng cũng đồng dạng có đây. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm cũng đã đi tới tử sắc cung điện bên ngoài, đến gần xem xét, tử sắc cung điện chung quanh lại là tràn ngập một đạo đơn bạc màn sáng. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Tiêu Phàm duỗi ra tay phải đụng chạm đến đơn bạc trên màn sáng tức khắc lưu chuyển lên dị dạng sóng ánh sáng, như là sóng nước dập dờn mà ra. Đồng thời hư không chiếu xuống vô số quang vũ, sáp nhập vào màn sáng bên trong, màn sáng bỗng nhiên phát ra sán lạn tử sắc quang mang, một cỗ cường hoành khí tức đem Tiêu Phàm đánh bay ra. Ta không có lừa gạt ngươi chứ, dù sao ta tiến không lên. Chỉ có thể nhìn ngươi. Tiểu Hắc không biết lúc nào cũng đã thối lui đến mấy chục trượng có hơn, đề phòng nhìn chằm chằm tử sắc cung điện. Tiêu Phàm hung hăng trừng Tiểu Hắc một cái, hắn biết rõ ra hỏa này sợ chết, có thể không nghĩ đến hắn dĩ nhiên như thế sợ chết. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, lần nữa đánh giá tử sắc quang mạc, khi hắn không có tiếp xúc màn sáng thời điểm, màn sáng kia lại biến đơn bạc. Tiêu Phàm xuyên thấu qua màn sáng nhìn về phía cung điện vị trí, cái kia mấy cây đại trụ giống như bàn long đồng dạng, tản mát ra một cỗ mênh mông khí tức. Bất quá Tiêu Phàm ánh mắt cũng là bị đại điện cửa ra vào treo lơ lửng khối kia bảng hiệu hấp dẫn, chỉ thấy bảng hiệu phía trên viết ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, Tử Vũ Điện. Tử Vũ Điện, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trong đầu nháy mắt nhớ tới một cái tên, kinh ngạc nói cái này sẽ không là Tử Vũ Thần Vương cung điện a. Tử Vũ Phong truyền lại từ Tử Vũ Thần Vương nhất mạch, mà tòa này Tử Vũ Điện vừa lúc ở dưới Tử Vũ Phong,
Tiêu Phàm tự nhiên đem những chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Tin đồn Tử Vũ Thần Vương lúc trước vẫn lạc, cũng không có lưu lại truyền thừa, từ đó dẫn đến Tử Vũ Phong chậm rãi xuống dốc. Tiêu Phàm híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy cung điện. Dừng một chút, lại lẩm bẩm, trên thực tế, Tử Vũ Thần Vương khả năng không phải là không có lưu lại truyền thừa, mà là đem truyền thừa lưu lại Tử Vũ Phong, chỉ là Tử Vũ Phong người cho tới bây giờ không có phát hiện mà thôi, đây quả thực liền là dưới đĩa đèn thì tối a. Điện chủ, người có thể hay không đi vào? Tiểu Hắc thanh âm đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, cái này trận pháp mặc dù bất phàm, nhưng đi qua vô số tuế nguyệt, cũng đã kém xa lúc trước, tự nhiên không làm khó được hắn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấn, tiện tay duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về trận pháp điểm tới. Tiêu Phàm đầu ngón tay, có một cái nhỏ bé vòng xoáy bên trong, có vô số hắc sắc phong nhận, hiển nhiên, cái này chính là vừa mới thuế biến thần thông ngự. Thần thông ngự cố nhiên không phá nổi ngũ hành uẩn linh trận, nhưng muốn phá vỡ cái này tử sắc cung điện chung quanh trận pháp, lại không phải là cái gì việc khó. Phốc phốc, hắc sắc vòng xoáy tiếp xúc đến tử sắc quang mạc một sát na kia, liền cực tốc phóng đại, tử sắc vòng xoáy xinh xinh đã nứt ra một đạo lỗ hồng. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, thân thể nhanh chóng xuyên vào, đi thẳng tới tử sắc cung điện điện cửa ra vào. À lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng nổ vang. Lại là cửu âm thần long Tiểu Hắc muốn đi theo Tiêu Phàm tiến vào đại điện, lại bị tử sắc quang mạc cho bắn ra, thân thể trùng điệp đập trên mặt đất. Liền biết rõ cái này tiểu gia hỏa không thành thật, Tiêu Phàm không có mảy may đồng tình bộ dáng, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn Tiểu Hắc một cái, Tiêu Phàm ánh mắt liền dừng lại ở cửa điện phía trên, hắn xòe bàn tay ra, dùng sức đẩy, đại điện cánh cửa ầm vang mở ra, vô số tử sắc quang mang bắn ra. Đâm vào Tiêu Phàm có chút không mở ra được hai mắt. Tiêu Phàm hai mắt bỗng nhiên vận chuyển thần lực, nháy mắt biến thành huyết sắc, đem cái kia tử sắc quang mang ngăn cản ở ngoài, đồng thời, đại điện bên trong tất cả cũng toàn bộ bại lộ ở trong mắt hắn. Đây là, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đại điện bên trong, nháy mắt bị thủ tọa phía trên một đạo thân ảnh hấp dẫn. Không sai, liền là một đạo bóng người. Đó là một người mặc trường bào màu tím. Chân đạp lưu vân dày nam tử, không sai biệt lắm 40-50 tuổi tả hữu, đứng ở đó, trên người trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ đáng sợ uy áp. Tiêu Phàm bản năng muốn hướng hậu phương thối lui, cỗ uy áp này, dù là thần vô tận cùng lục kinh thiên đều xa xa không bằng. Bất quá, Tiêu Phàm mới vừa lui ra phía sau một bước, liền thấy được nam tử mi tâm, quán xuyên một chuôi đoạn nhận, vết thương phía dưới, thấm vào từng tia máu tươi. Xa xa nhìn lại. Cái kia máu tươi dĩ nhiên vẫn như cũ hiện lên chất lỏng hình, tựa như vừa mới bị đâm trúng một dạng. Chẳng lẽ người này là mới vừa chết không được lâu? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được áo bào tím nam tử trên người sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt, lấy hắn thần dược sư thủ đoạn có thể phán đoán đi ra, người này tuyệt đối chết vô số tuế nguyệt. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm nội tâm mới không bình tĩnh, chết vô số tuế nguyệt, dĩ nhiên huyết dịch dĩ nhiên còn chưa khô cạn. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, cái này áo bào tím nam tử khi còn sống đạt đến cỡ nào cảnh giới. Cũng chỉ có giống Bạch Ma cùng Trường Sinh Đại Đế như vậy, bị tù vây lại 100 vạn năm mới có thể bất tử. Hẳn là trong truyền thuyết nhục thân bất tử không diệt, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù thiên thần cảnh tu luyện tới đỉnh phong, danh xưng nhục thân bất hủ, nhưng là cái kia điều kiện tiên quyết là tu sĩ bản thân chưa chết điều kiện tiên quyết, giống loại này, người đã chết. Nhục thân vẫn như cũ còn sống là không thể nào làm được. Thậm chí, liền Tiêu Phàm bây giờ nhục thân lực lượng, cũng làm không được một bước này. Hơn nữa, cái kia chói mắt tử sắc quang mang, liền là từ thi thể kia bên trên phát ra, dị tượng kinh người. Lấy dũng khí, Tiêu Phàm đi vào đại điện bên trong, cửa điện bỗng nhiên quan bế, Tiêu Phàm mãnh kinh, toàn thân lông tơ dựng thẳng, con ngươi nhìn chằm chằm cỗ kia thi thể. Hắn quét đại điện bên trong một cái, phát hiện ngoại trừ cỗ kia thi thể bên ngoài, cái gì đều không có. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cỗ kia thi thể đi đến, tâm thần đề phòng đến cực điểm. Tiền bối, đi tới thi thể ba trượng có hơn, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, thử thăm dò hỏi. Dù là người này đã chết thấu,
Tiêu Phàm cũng không dám mảy may mạo phạm, hắn trên người phát ra cỗ kia uy thế, liền để Tiêu Phàm không cách nào động đậy. Liên tục xác nhận phía dưới, Tiêu Phàm lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, người này cũng đã chết thật thấu. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt vòng qua thi thể kia, đột nhiên thấy được áo bào tím nam tử sau lưng trên ghế, dĩ nhiên trưng bày một cái chiếc hộp màu tím. Tiêu Phàm tâm thần nháy mắt bị cái kia chiếc hộp màu tím hấp dẫn, chẳng lẽ đây chính là áo bào tím nam tử lưu lại vật truyền thừa. Vạn sự cẩn thận là hơn, Tiêu Phàm trong lòng cho mình đề một cái tỉnh, thân hình lóe lên, một bộ linh hồn phân thân bỗng nhiên xuất hiện, hướng về hộp ngọc kia đi đến. Đồng thời, Tiêu Phàm bản tôn thối lui đến đại điện cửa ra vào, đề phòng nhìn xem phía trước. Hắn có thể còn nhớ rõ thần vô tận lưu lại cái kia huyết sắc hạp tử. Không biết người nếu là mở ra, nghênh đón hắn thế nhưng là thần vương một kích, dù là lấy Tiêu Phàm bây giờ thần lực, cũng gánh không được. Nếu như cái này chiếc hộp màu tím cùng thần vô tận lưu lại huyết sắc hạp tử một dạng, vậy hắn khả năng liền thảm rồi. Nhưng linh hồn phân thân thăm dò, Tiêu Phàm cũng có thể kịp thời phòng ngự. Mấy tức sau đó, linh hồn phân thân vòng qua áo bào tím nam tử thân thể, đi tới cái kia chiếc hộp màu tím phía trước, hít sâu mấy khẩu khí. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bắt lại. 3. Linh hồn phân thân mở hộp ngọc ra, nhưng Tiêu Phàm nới lỏng khẩu khí là, bên trong cũng không phải hàm chứa thần vương một kích, mà là an tĩnh nằm một cái ngọc bội, một mai tử sắc lệnh bài, còn có 9 mảnh tử sắc phiến lá. Pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, cái kia ngọc bội cùng tử sắc lệnh bài hắn ngược lại là không có quan tâm, nhưng là cái này tử sắc phiến lá, lại là nhường Tiêu Phàm cảm xúc bành trướng. Hắn muốn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, đang cần pháp tắc toái phiến, có cái này 9 cái pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm tin tưởng, bản thân tất nhiên có thể đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ. Linh hồn phân thân đưa tay vung lên, 9 cái pháp tắc toái phiến bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trong tay, kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề sau, Tiêu Phàm lúc này mới ném vào hắc sắc vòng xoáy. À, cái này pháp tắc toái phiến làm sao dễ dàng như vậy liền bị luyện hóa? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói. Dựa theo hắc sắc vòng xoáy luyện hóa tốc độ, cái này 9 cái pháp tắc toái phiến, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Phải biết, lúc trước hắn lần thứ nhất luyện hóa pháp tắc toái phiến, vẻn vẹn một mai, liền luyện hóa vài ngày. Sau đó, luyện hóa cái kia một mai hắc sắc pháp tắc toái phiến, hắn lại luyện hóa 20 đến thiên, nhưng bây giờ, 9 cái pháp tắc toái phiến, lại chỉ cần mấy ngày thời gian. Cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không kinh ngạc đây? Hẳn là hắc sắc vòng xoáy phát sinh thuế biến nguyên nhân. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tâm thần rời khỏi hắc sắc vòng xoáy, luyện hóa pháp tắc toái phiến sự tình, liền giao cho linh hồn bản thể. Mà hắn ánh mắt, lại lần nữa rơi vào cái kia chiếc hộp màu tím bên trong ngọc bội cùng tử sắc trên lệnh bài. Tử sắc lệnh bài là thứ gì, Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng là cái kia ngọc bội. Tiêu Phàm lại là biết rõ lại tác dụng gì, linh hồn phân thân cầm lấy ngọc bội, một đạo thần lực tràn vào ngọc bội. Ong ong, từng đạo sán lạn tử sắc quang mang phù hiện, linh hồn phân thân bỗng nhiên lui ra phía sau, bay vào bản tôn thể nội, mà lúc này, tử sắc ngọc bội phía trên, lại là hiện lên một đạo tử sắc hư ảnh. Đó là cả người khoác áo bào tím nam tử trung niên, cẩn thận xem xét, cùng cái kia chết đi áo bào tím nam tử giống nhau như đúc. Hiển nhiên, đây là hắn lưu lại một đạo tàn niệm. Rốt cục có người đến, áo bào tím nam tử cảm thán phun ra một câu. Tử Vũ Phong đệ tử, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn tùy tiện xâm nhập nơi này, cũng không muốn nhường đối phương không thích, cho dù là một sợi tàn niệm, vậy cũng không phải hắn có thể không nhìn. Tử Vũ Phong còn tồn tại sao? Áo bào tím nam tử nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Thật lâu mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói, người gọi tên là gì? Vãn bối Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không có cảm nhận được áo bào tím nam tử trên người sát ý, trong lòng đại thạch cũng rốt cục rơi xuống. Tiêu Phàm, áo bào tím nam tử khẽ nói một tiếng, lẩm bẩm Tiêu Phàm danh tự, người có nguyện bái ta vi sư, thụ ta truyền thừa. Ách, Tiêu Phàm sững sờ, trong lòng không khỏi hồ nghi, cái này thiên võ thần sơn người, chẳng lẽ đều thích hơi một tí thu kẻ khác làm đồ đệ sao? Làm sao, người không nguyện ý? Áo bào tím nam tử hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Còn chưa xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tiêu Phàm hỏi một đằng,
trả lời một nẻo nói. Bản tọa Tử Vũ, áo bào tím nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, nói, ngươi liền là Tử Vũ Thần Vương. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, Tử Vũ Thần Vương tục danh, những ngày qua, hắn thế nhưng là thường xuyên nghe được, có thể không nghĩ đến, ở trong này nhìn thấy chân nhân. Tuy nhiên hắn sớm đã có phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được, vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Tin đồn Tử Vũ Thần Vương vẫn lạc, truyền thừa không biết tung tích, có thể không nghĩ đến, Tử Vũ Thần Vương một mực liền ở dưới Tử Vũ Phong. Tử Vũ Thần Vương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Phàm trước đó nói thân làm Tử Vũ Phong đệ tử, tự nhiên là nghe qua hắn. Hiện tại ngươi có nguyện bái ta vi sư, Tử Vũ Thần Vương vừa cười nói. Tiền bối, vãn bối đã có sư tòng, vãn bối sử dụng ngươi lưu lại 9 cái pháp tắc toái phiến, có cái gì muốn vãn bối hỗ trợ, vãn bối hết sức mà làm. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Dù là thần vô tận lúc trước muốn thu hắn làm đồ, Tiêu Phàm cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn chiếm được tu la truyền thừa, sớm đã có sư đồ tên. Nhưng là nhường hắn bái Tử Vũ Thần Vương vi sư, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ như vậy. Cũng không phải Tiêu Phàm cảm thấy Tử Vũ Thần Vương không xứng, mà là hắn không muốn liên lụy Tử Vũ Thần Vương nhân quả, huống hồ, hắn tin tưởng bản thân, một ngày nào đó sẽ đi đến Tử Vũ Thần Vương cảnh giới. Tử Vũ Thần Vương trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, thật cũng không ở trên việc này dây dưa, nói cũng được, người ta nhìn đến không có sư đồ duyên phận, bất quá, đã ngươi đến nơi này, cũng là một loại duyên phận. Đa tạ tiền bối thành toàn, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn chiếm lấy kẻ khác 9 cái pháp tắc toái phiến trước, tự nhiên không có ý tứ thật không có lễ phép. Tiêu Phàm đúng không, từ trên người ngươi, ta cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, không biết ngươi sư tổng nơi nào. Tử Vũ Thần Vương hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút do dự, trên người hắn lực lượng, tự nhiên là truyền thừa thần vô tận. Có thể thần vô tận chính là Tu La nhất tộc. Tu La nhất tộc mặc dù thiên hướng về nhân tộc, nhưng hắn cũng không biết cùng Tử Vũ Thần Vương là địch hay bạn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tử Vũ Thần Vương lại nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là truyền thừa đối Tu La nhất tộc a. Ngươi làm sao biết rõ? Tiêu Phàm trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc. Ta một cái hảo hữu chính là Tu La tộc chi nhánh một vị tộc trưởng, năm đó còn tỉ thí với nhau qua võ nghệ. Tử Vũ Thần Vương khẽ mỉm cười nói, trong mắt lóe qua một vòng hồi ức. Vãn bối sư tôn, thần vô tận, Tiêu Phàm hít sâu một cái, chi tiết nói ra. Hắn không có từ Tử Vũ Thần Vương trên người cảm nhận được ác ý, huống hồ, coi như Tử Vũ Thần Vương sợi này tàn niệm muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Quả nhiên như thế, Tử Vũ Thần Vương nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bi thương, nói, ngươi lấy được vô tận huynh truyền thừa, nghĩ đến hắn cũng đã về cõi tiên. Sư tôn từ lúc hơn 1 vạn năm trước bị người giết chết. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn rốt cục minh bạch, tại sao Tu La truyền thừa bên trong sẽ có Tử Vũ Thần Vương táng quang kiếm, nguyên lai thần vô tận cùng Tử Vũ Thần Vương lại là hảo hữu. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, trên đời này lại có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi cũng biết giết ngươi sư tôn là người nào. Tử Vũ Thần Vương đôi mắt bên trong lóe qua vẻ tàn khốc. Đáng sợ uy áp nháy mắt từ Tử Vũ Thần Vương trên người tản ra, bao phủ cả tòa đại điện. Rõ ràng chỉ là một sợi tàn niệm, thế nhưng rộng lớn phiêu miểu khí tức lại làm cho Tiêu Phàm nhấc lên không nổi bất luận cái gì sức phản kháng. Vãn bối không biết, năm đó vãn bối hỏi thăm sư tôn tàn niệm, hắn chưa từng nói cho ta, hơn nữa, hắn còn nói bản thân sẽ tự mình báo thù. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Đối thần vô tận mà nói, Tiêu Phàm trong lòng là không tin. Một người chết rồi, lại làm sao có thể báo thù đây? Chỉ là, hắn năm đó khó có thể lý giải thần vương cảnh, cho nên coi như làm chuyện như thế. À, nhưng mà, Tử Vũ Thần Vương nghe vậy, trên mặt cỗ kia tàn khốc nháy mắt biến mất, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha, nhìn đến, hắn cũng đạt đến như vậy cảnh giới. Cái gì cảnh giới, Tiêu Phàm không hiểu. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến, tin tưởng ngươi sư tôn mà nói là được rồi. Tử Vũ Thần Vương lắc lắc đầu, cũng không có bao nhiêu nói ý tứ, lại nói, ta hậu nhân mặc dù không có tới, nhưng ngươi nếu là vô tận huynh đệ tử, ta cũng liền không đối ngươi giấu giếm. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nhìn xem Tử Vũ Thần Vương. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm trong lòng khẳng định sẽ có hoài nghi,
nhưng hắn vẫn đối Tử Vũ Thần Vương nhắc lên không nổi bất luận cái gì tâm tư, thậm chí còn có một loại thân thiết cảm giác. Tiêu Phàm, cái kia mấy cái pháp tắc toái phiến coi như làm sư bá quả ra mắt, người hiện tại giúp ta đem cắm ở mi tâm cây chủy thủ kia lấy xuống. Tử Vũ Thần Vương hít sâu một cái nói, cẩn thận cây chủy thủ kia. Nghe được phía trước câu nói kia, Tiêu Phàm còn có chủ trừ, chỉ là nghe được phía sau câu nói kia lúc, Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Nếu như Tử Vũ Thần Vương muốn hại hắn, căn bản không cần phải nói phía sau câu nói kia. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lần nữa phân ra một bộ linh hồn phân thân, hướng về Tử Vũ Thần Vương thi thể đi đến. Tử Vũ Thần Vương nhìn thấy một màn này, trên mặt lóe qua một vẻ kinh dị, người dĩ nhiên thức tỉnh linh hồn phân liệt năng lực. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, linh hồn phân thân cũng đã đi tới Tử Vũ Thần Vương nhục thân vị trí, đưa tay hướng về cây chủy thủ kia chộp tới. Không biết tại sao, làm Tiêu Phàm cánh tay bắt lấy cây chủy thủ kia thời khắc, một cỗ đáng sợ hung mang từ chủy thủ kia phía trên nở rộ mà ra. Phốc phốc, Tiêu Phàm linh hồn phân thân bỗng nhiên bị chủy thủ kia chém trúng, kém chút liền muốn vỡ nát ra, bất quá hắn cũng phản ứng cực nhanh, dùng sức kéo một cái, bỗng nhiên đem chủy thủ kia rút ra. Hô hô, một thoáng thời gian, một cỗ túc sát chi khí từ chủy thủ kia bên trên nở rộ mà ra. Đáng sợ sát khí hóa thành thực chất kiếm khí, rảo sát lấy hư không. Tiêu Phàm linh hồn phân thân vội vàng không kịp chuẩn bị, nháy mắt bị cái kia kiếm khí xé nát, chung quanh hư không đều biến vặn vẹo vô cùng, đáng sợ pháp tắc chi lực mãnh liệt. Thật hung chủy thủ, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, từ tu luyện tới hiện tại, đây tuyệt đối là hắn gặp qua hung nhất một chuôi vũ khí, dù là tu la kiếm so với nó đều xa xa không bằng. Bất quá! Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lóe qua một tia hưng phấn. Hồng hộc, cũng liền ở lúc này, chuôi này hung lệ chủy thủ xẹt qua hư không, cực tốc hướng về Tiêu Phàm chém tới. Cẩn thận, Tử Vũ Thần Vương kêu to một tiếng, nháy mắt xông vào nhục thân của hắn, ngay sau đó, nhục thân của hắn nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng bị cây chủy thủ kia giật nảy mình, hắn không nghĩ đến. Chuôi này chủy thủ dĩ nhiên như thế đáng sợ. Đồ tốt, Tiêu Phàm mắt lộ ra hung quang, ý niệm khẽ động, ở sau lưng hắn, một cái ba trượng lớn nhỏ hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng rút ra trong hư không pháp tắc chi lực. A, Tử Vũ Thần Vương cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên không sợ hãi, không khỏi hài lòng cười nói, không hổ là hắn truyền nhân. Tiêu Phàm không có để ý tới Tử Vũ Thần Vương. Chuôi này hung dao găm bên trên khuấy động thế nhưng là pháp tắc chi lực A, một khi thôn phệ, vô cùng có khả năng đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, giờ phút này không nuốt, còn đợi lúc nào đây? Tử Vũ Thần Vương nắm lấy chuôi này hung dao găm không thể động đậy, chung quanh rảo sát chi lực toàn bộ bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, theo lấy thời gian đưa đẩy, rảo sát chi lực cũng càng ngày càng yếu. Đồng thời, hắc sắc vòng xoáy luyện hóa cái kia chín mảnh tử sắc pháp tắc toái phiến tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản cần mấy ngày thời gian, nhưng Tiêu Phàm hiện tại cảm giác, nhiều nhất cũng liền mấy cái canh giờ liền có thể luyện hóa. Về phần có thể thành công hay không đột phá cổ thần cảnh, vậy liền phải xem hắn tạo hóa. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng không hiểu kích động, lần này tiến vào lòng đất linh mạch, xem ra là thật đến đúng rồi. Theo lấy pháp tắc lực lượng thôn phệ, hung chủy phía trên phát ra khí tức cũng càng ngày càng yếu, Tử Vũ Thần Vương rốt cục có thể khống chế xuống. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản Tiêu Phàm thôn phệ pháp tắc lực lượng, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức kéo lên, Tử Vũ Thần Vương cũng càng ngày càng kinh ngạc. Hắn phát hiện, tự động dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu cái này tiểu tử, nhiều năm như vậy, cái này còn là lần thứ nhất. Tiêu Phàm thôn phệ pháp tắc lực lượng đồng thời, cũng thời khắc đề phòng Tử Vũ Thần Vương, tuy nhiên hắn tin tưởng Tử Vũ Thần Vương sẽ không hại hắn, nhưng là một phần vạn đây. Nên có tâm phòng bị người. Điểm này Tiêu Phàm một mực nhớ cho kỹ, đây cũng là hắn nhiều năm như vậy có thể sống sót nguyên nhân một trong. Hắc sắc vòng xoáy đang thôn phệ hung chủy pháp tắc chi lực sau, chính đang chậm rãi thu nhỏ, nhưng lại càng ngày càng ngưng tụ. Có lẽ là cảm ứng được cái gì, cái kia hung chủy dĩ nhiên tự động thu liếm khí tức, biến bình tĩnh vô cùng. Tử Vũ Thần Vương nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, hắn thế nhưng là rất rõ ràng cái này hung chủy đáng sợ. Năm đó có thể giết chết hắn, hơn nữa còn có thể trấn áp hắn vài vạn năm thời gian, liền có thể thấy được lốm đốm.
nhưng bây giờ, vậy mà ở sợ hãi một cái cổ thần cảnh tiểu tử, nói ra kẻ khác có lẽ không tin, nhưng hắn vẫn thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đây là cái gì thần thông, dĩ nhiên có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng. Tử Vũ Thần Vương thối lui đến mấy trượng có hơn, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm. Dù là lấy hắn kiến thức, cũng nhìn không ra Tiêu Phàm là cái gì thần thông, nếu như hắn biết rõ, đây chính là Tiêu Phàm đột phá căn bản, tương đương với cái khác tu sĩ nhân thể bí cảnh, có lẽ sẽ càng thêm kinh ngạc. Hắc sắc vòng xoáy không cách nào thôn vệ pháp tắc chi lực, nháy mắt biến mất ở trong đại điện, tiến nhập Tiêu Phàm thể nội. Mà ở Tử Vũ Thần Vương nhìn đến, Tiêu Phàm chỉ là thu hồi thần thông mà thôi. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận phẫn nộ tiếng gầm, ở Tiêu Phàm quanh thân phát ra vô lượng kim quang, cả người lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh thời khắc. Hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào không thôi, phát ra trận trận long ngâm, uy thế to lớn. Đây là muốn đột phá, Tử Vũ Thần Vương trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn chỉ biết là cổ thần cảnh muốn đột phá, nhất định phải cô đọng cùng khoáng đạt nhân thể bí cảnh, có thể Tiêu Phàm, nhưng ở thôn vệ pháp tắc lực lượng sau liền muốn đột phá, cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi. Có thể sự thật liền là như thế, Tiêu Phàm giờ phút này cũng đã một chân bước vào cổ thần cảnh hậu kỳ, chỉ kém từng chút một, liền có thể triệt để phóng ra một bước này. Còn kém từng chút một, tất cả pháp tắc toái phiến, đều cho ta luyện hóa. Tiêu Phàm trong lòng hét lớn, áp chế trong lòng phấn chấn cùng kích động. Hắc sắc vòng xoáy đang thôn vệ cái kia pháp tắc chi lực sau, thu nhỏ đến chỉ có hai trượng chu vi, mà lại còn đang nhanh chóng thu nhỏ. Nếu như vẻn vẹn thôn vệ hung trủy bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, hiển nhiên là không có khả năng nhường hắn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ. Nhưng đừng quên, hắc sắc vòng xoáy, còn có 6 mai hắc sắc pháp tắc toái phiến cùng vừa mới lấy được 9 cái tử sắc pháp tắc toái phiến. Tiêu Phàm toàn lực thao túng hắc sắc vòng xoáy, ở lần thứ nhất dung luyện cái kia một mai hắc sắc pháp tắc toái phiến sau đó, hắc sắc vòng xoáy cũng phát sinh một lần thuế biến, hiện tại dung luyện pháp tắc toái phiến tốc độ tăng tốc không ít. Nhưng Tiêu Phàm an ủi là, Tử Vũ Thần Vương lúc này cũng không có quấy rầy hắn, ngược lại có thay hắn hộ pháp ý tứ. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có buông lỏng cảnh giác, lưu một cái tâm nhãn luôn luôn không có chỗ xấu. Thời gian chậm rãi xói mòn, lóa mắt liền qua một ngày thời gian, Tiêu Phàm khí thế vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường, nhưng vẫn như cũ không có bước vào cổ thần cảnh hậu kỳ hàng ngũ. Tử Vũ Thần Vương ở cái kia lẳng lặng quan sát đến Tiêu Phàm, hắn cũng mười phần không hiểu, người bình thường đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, căn bản không cần mai này tốn sức. Có thể Tiêu Phàm, đột phá nửa ngày, dĩ nhiên không có phóng ra đạo này khảm, chẳng lẽ phải thất bại sao? Ầm ầm. Cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến một trận tiếng phá hủy, thân thể càng là nổ tung vô số huyết động, máu chảy ồ ạt. Có thể Tiêu Phàm không có quan tâm, vẫn như cũ cắn răng kiên trì, thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Lúc này còn cười được, bọn họ mạch này, quả nhiên đều là ngoan nhân, Tử Vũ Thần Vương âm thầm cảm thán nói. Tiêu Phàm đúng là cười, bởi vì hắc sắc vòng xoáy lần nữa thu nhỏ. Chỉ có một trượng 3,33 mét bao nhiêu nhỏ, mà lúc này, Tử Vũ Thần Vương cái kia 9 cái pháp tắc toái phiến hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Thậm chí, hắn còn luyện hóa 3 mai hắc sắc pháp tắc toái phiến, chỉ cần luyện hóa cuối cùng mấy cái hắc sắc pháp tắc toái phiến, hắn liền có thể triệt để phóng ra một bước này. Đột phá đến cổ thần cảnh, Tiêu Phàm tin tưởng, lấy hắn thực lực, dù là đối mặt bán bộ thần vương cảnh phong hầu cường giả, cũng không có bất luận cái gì e ngại. Tiêu Phàm cắn chặt răng, như thế lại giữ vững được nửa ngày, làm Tiêu Phàm luyện hóa còn lại quả thứ 3 hắc sắc pháp tắc toái phiến sau đó, hắn cự ly cổ thần cảnh hậu kỳ tầng kia màng mỏng, rốt cục bị hắn xuyên phá. Hắn thể nội thần lực giống như tuyệt địa hồng thủy đồng dạng, phát ra gầm thét tiếng gầm, lại như sóng biển mãnh liệt, sóng lớn vỗ bờ, khí thế khiếp người vô cùng. Giờ khắc này, Tiêu Phàm có một loại không nói ra được thoải mái. Một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập toàn thân. Cuồn cuộn hắc sắc phong nhận từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, bao phủ cả tòa đại điện, khuấy động một phương phong vân. Tử Vũ Thần Vương đều hơi kinh hãi, bất quá, lấy hắn thực lực, những cái này phong nhận lại căn bản không đến gần được hắn, ở cách hắn một trường có hơn liền tan thành mây khói. Tiêu Phàm thể nội, hắc sắc vòng xoáy rốt cục thu nhỏ đến một trượng 3,33 mét chu vi, mặc dù nhỏ đi,
nhưng lực lượng lại là gấp mấy lần gia tăng. Hiện tại Tiêu Phàm có loại cảm giác, dù là gặp gỡ phong hầu cường giả, cũng có thể một quyền đẩy lui, chỉ là cụ thể như thế nào, còn có đợi thử nghiệm. Đồng thời, Tiêu Phàm cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy bên trong có một loại cực kỳ kỳ lạ lực lượng, đó là dung hợp hắc sắc pháp tắc toái phiến sinh ra, bức thần thông ngự uy lực còn muốn hung mãnh. Chẳng lẽ lại là một loại tân thần thông? Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ. Người bình thường ở cổ thần cảnh không đột phá một tầng cảnh giới, đều sẽ tỉnh lại một loại tân thần thông, hắn Tiêu Phàm không có nhân thể bí cảnh, liền chỉ có thể dựa vào chính hắn cơ duyên đi suy nghĩ. Chỉ là hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian đi cảm ứng, Tử Vũ Thần Vương đợi hắn hơn một ngày thời gian, hắn cũng không tiện tiếp tục thử nghiệm. Dù sao cũng đã thức tỉnh loại kia lực lượng liền sẽ không biến mất, về sau hắn có là thời gian đi thăm dò. Còn thừa lại một quả cuối cùng hắc sắc pháp tắc, dù là luyện hóa thời gian ngắn cũng sẽ không để cho ta làm tiếp đột phá, vậy liền trước giữ đi, có lẽ về sau sẽ có tác dụng. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, đình chỉ nhường hắc sắc vòng xoáy luyện hóa cái kia một mai hắc sắc pháp tắc toái phiến. Hắn biết rõ, cái này hắc sắc pháp tắc toái phiến khẳng định không đơn giản, chí ít không phải Tử Vũ Thần Vương cho hắn pháp tắc toái phiến có thể so sánh. Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điển, 9981 chu thiên sau đó, cái này mới dừng lại, hắn tu vi cũng xem như triệt để ổn định ở cổ thần cảnh hậu kỳ. Hô, hắn bộc lộ một ngụm chọc khí, mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, liền hư không đều bị nháy mắt xuyên thủng đồng dạng, trên mặt lóe qua hài lòng tiếu dung. Chúc mừng, Tử Vũ Thần Vương khẽ mỉm cười nói, hắn cũng bị Tiêu Phàm cái này hậu bối thực lực cho kinh động, dù là đặt ở những cái kia đế vực, cũng coi là thiên tài cấp bậc nhân vật. Đa tạ tiền bối hộ pháp, Tiêu Phàm đứng dậy đến, hơi hơi thi lễ nói. Tử Vũ Thần Vương khoát khoát tay, nói, không có ta, ngươi cũng đồng dạng sẽ đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, chuôi này chủy thủ không đả thương được ngươi. Hắn trong lòng cũng có chút may mắn, nếu như đổi lại một người khác, có thể hay không rút ra hung chủy còn không nhất định đây, coi như có thể rút đi ra, đoán chừng cũng sẽ bị hung chủy gây thương tích. Tiền bối, chuôi này chủy thủ đối với ngài vô dụng a, nếu không đưa cho ta. Tiêu Phàm cười ha ha, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tử Vũ Thần Vương chủy thủ trong tay. Đã trải qua vừa mới sự tình, hắn biết rõ, chuôi này chủy thủ tuyệt đối là một kiện đáng sợ pháp bảo, nếu như để bản thân sử dụng, bản thân thực lực tất nhiên tăng nhiều. Vật này, cũng không thể cho ngươi. Tử Vũ Thần Vương lại là cười lắc lắc đầu, không lọt vào mắt Tiêu Phàm trên mặt chờ mong. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải thôi, dù sao, vật này thế nhưng là giết chết Tử Vũ Thần Vương, hắn cũng không tiện ép buộc. Không phải ta không nỡ, mà là nó sẽ hại ngươi. Tử Vũ Thần Vương nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, giải thích nói. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, trong đầu hắn còn rõ ràng nhớ kỹ Tử Vũ Thần Vương mi tâm bị cây chủy thủ kia xuyên thủng một màn, hít sâu một cái nói, tiền bối, chẳng lẽ chuôi này chủy thủ còn rất có lai lịch hay sao? Tử Vũ Thần Vương nhẹ gật đầu, nhìn qua chủy thủ trong tay, cái kia trống rỗng đáy mắt cũng chán phóng một sợi tinh quang, nói, lấy ngươi hiện tại thực lực, cũng có thể biết rồi, ngươi có từng nói hơn người thế gian. Nhân thế gian, Tiêu Phàm cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra hắn chỗ nào nghe nói qua. Nhìn đến ngươi chưa nghe nói qua, Tử Vũ Thần Vương chậm chạp nói, nhân thế gian, chính là thái cổ thần giới mấy đại sát thủ tổ chức một trong. À. Tiêu Phàm ánh mắt trầm xuống, nháy mắt nghĩ tới cái gì, hỏi, liền là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền một dạng đúng không? Nói đến sát thủ tổ chức, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến liền là Bích Lạc Hoàng Tuyền, dù sao, hắn thế nhưng là bị Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ truy sát qua hai lần. Người dĩ nhiên nghe nói qua Bích Lạc Hoàng Tuyền, Tử Vũ Thần Vương hơi hơi ngoài ý muốn, thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, người sẽ không bị Bích Lạc Hoàng Tuyền người truy sát qua a? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Không chỉ truy sát ta, còn truy sát qua hai lần. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mai hắc sắc thiết lệnh, chính là Hoàng Tuyền Sứ Giả Lệnh. Hoàng Tuyền Sứ Giả Lệnh, Tử Vũ Thần Vương cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nơi nào nghĩ đến, Tiêu Phàm trong tay lại có vật này, khó được thận trọng nói, vật này, người tốt nhất hay là giao ra. Tại sao, người tất nhiên chiếm được Hoàng Tuyền Sứ Giả Lệnh. Có thể dùng lệnh này giải trừ Bích Lạc Hoàng Tuyền đối với ngươi truy sát, đây cũng là duy nhất giải trừ truy kích lệnh phương pháp,
nếu không mà nói, nghênh đón ngươi liền là bất tận truy sát. Tử Vũ Thần Vương giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy, tức khắc trợn tròn mắt, lần trước cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ tới tìm hắn, muốn về Hoàng Tuyền sứ giả lệnh, lại là bị hắn cự tuyệt. Sớm biết rõ, nên đem cái này nhanh phá lệnh bài trả lại a. Đã trải qua hai lần truy sát, Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị người ám sát số lần không ít, nhưng có thể từ trong tay hắn đào thoát sát thủ, đây tuyệt đối là cái thứ nhất, hơn nữa đối phương còn liên tục hai lần đào thoát. Ngươi yên tâm, bọn họ còn sẽ tới tìm ngươi. Tử Vũ Thần Vương cười nói, thời gian nửa năm, đầy đủ để ngươi chuẩn bị, hơn nữa ngươi đã có đột phá, bọn họ muốn giết ngươi, đoán chừng khó hơn. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lấy hắn hiện tại thực lực, trừ phi thần vương cường giả tự mình xuất thủ, nếu không mà nói, muốn giết hắn, cơ bản là không thể nào. Tiền bối, cái này nhân thế gian lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trở lại chuyện chính, hắn luôn cảm giác cái này nhân thế gian so Bích Lạc Hoàng Tuyền còn kinh khủng hơn, dù sao, đây chính là liền thần vương cường giả đều có thể ám sát tồn tại. Nhân thế gian chính là thái cổ thần giới tam đại sát thủ tổ chức đứng đầu, bên trong không thiếu đại đế cấp bậc sát thủ. Tử Vũ Thần Vương trầm giọng nói. Tam đại sát thủ tổ chức đứng đầu, đại đế cấp bậc sát thủ. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân quá xem thường thái cổ thần giới sát thủ tổ chức, Tu La Điện muốn đi đến như vậy cảnh giới, đoán chừng còn có đường rất dài muốn đi. Cái kia ngoại trừ nhân thế gian cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền bên ngoài, còn có cái nào sát thủ tổ chức? Tiêu Phàm thật lâu không cách nào bình phục nội tâm gợn sóng. U Minh Địa Ngục, Tử Vũ Thần Vương cực kỳ thận trọng nói, lấy ngươi hiện tại thực lực, tốt nhất đừng cùng cái này tam đại sát thủ tổ chức là địch. Ta biết rồi, Tiêu Phàm gật gật đầu, trước đó không hiểu rõ Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại, hắn quả thật có loại muốn theo Bích Lạc Hoàng Tuyền va chạm ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại là minh bạch, bản thân còn không có tư cách cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền cứng đối cứng. Lần trước ám sát hắn cái kia hắc y nhân vẫn chỉ là tam tinh hoàng tuyển sứ giả, quân Nhược Hoan bọn họ nói cho hắn, Bích Lạc Hoàng Tuyền cường đại nhất sát thủ chính là cửu tinh hoàng tuyển sứ giả. Tam tinh hoàng tuyển sứ giả đại khái là thiên thần cảnh đỉnh phong đến cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, cái kia cửu tinh hoàng tuyển sứ giả, lại là như thế nào cường đại đây? Tiêu Phàm cũng đã không dám nghĩ tiếp, bất quá bây giờ hắn không thể cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền là địch, nhưng không có nghĩa là hắn về sau không thể. Giết hắn mối thù, Tiêu Phàm có thể ghi vào trong lòng đây, hắn tự hỏi không phải người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải bị người hắn nhục hạng người, có thù không báo không phải là quân tử. Hiện tại Tiêu Phàm cũng minh bạch, Tử Vũ Thần Vương không đem chuôi này hung chủy cho hắn, cũng là xuất phát từ hảo ý. Nếu là vật này rơi ở trong tay hắn, bị người thế gian sát thủ phát hiện, đoán chừng hắn cũng chịu không nổi. Tốt, ta thời gian cũng không sai biệt lắm. Tử Vũ Thần Vương đột nhiên hít sâu một hơi, tàn niệm bỗng nhiên rời đi nhục thân của hắn. Tiêu Phàm tìm tới, Tử Vũ Thần Vương đây là chuẩn bị đuổi người, bất quá hắn vẫn không nhịn được hỏi, tiền bối, ngươi. Ngươi chỉ có một lần chết, ta cũng đã chết qua, có cái gì đáng sợ đây? Tử Vũ Thần Vương thản nhiên nói, hắn buông tay một chiêu, nhục thân của hắn bỗng nhiên rơi vào cái kia bảo tọa phía trên. Cùng lúc đó, trên bảo tọa cái kia một mai lệnh bài cũng hướng về Tiêu Phàm bay tới, lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người. Nguyên bản muốn đem vật này cho ngươi, bất quá ngươi tâm, đoán chừng cũng không dừng lại thiên địa võ vực, tất nhiên Tử Vũ Phong chưa diệt, ngươi đem vật này giao cho Tử Vũ Phong a, trong này là ta truyền thừa. Tử Vũ Thần Vương thản nhiên nói, lại ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Là, vãn bối nhất định sẽ giao cho Tử gia trong tay. Tiêu Phàm nơi nào không biết Tử Vũ Thần Vương tâm tư. Tử Vũ Thần Vương xác thực không có hại hắn chi tâm, đoán chừng còn hận không thể bản thân lấy được hắn truyền thừa, như thế liền tương đương với biến tướng thu hắn làm học trò. Chỉ là cái này nhất định nhường hắn thất vọng rồi, nếu là trước kia, Thần Vương truyền thừa Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là hiện tại, Thần Vương truyền thừa thật đúng là không vào hắn pháp nhãn, nếu là đổi lại đại đế truyền thừa. Tiêu Phàm có lẽ còn có mấy phần hứng thú. Đi thôi, Tử Vũ Thần Vương khoát khoát tay, một cỗ đại lực bỗng nhiên bọc lấy Tiêu Phàm hướng về đại điện bên ngoài bay đi, Tiêu Phàm căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm nhìn thấy, tại hắn bay ra đại điện cánh cửa một sát na kia,
Tử Vũ Thần Vương tàn niệm đột nhiên tiêu tán mà ra, hóa thành vô số quang vũ phiêu tán ở trong đại điện. Từ khi bước vào Thái Cổ Thần Giới đến nay, Tiêu Phàm còn là lần thứ nhất đối người khác ôm lấy một tia lòng kính sợ. Oanh một tiếng, đại điện cánh cửa quan bế, Tiêu Phàm cũng rơi vào tử sắc quang mạc bên ngoài, nhìn qua đại điện bên trong thật lâu thất thần. Tiền bối, người rốt cuộc là chết rồi, vẫn là sống đây này. Tiêu Phàm trong lòng nỉ non. Hắn trong lòng mười phần nghi hoặc, dựa theo lẽ thường tới nói, Tử Vũ Thần Vương là không thể nào còn sống, nhưng là Tử Vũ Thần Vương cái kia bất tử bất diệt nhục thân, lại để cho Tiêu Phàm có loại cảm giác, hắn khả năng không chết. Tiêu Phàm có loại cưỡng ép tiến vào cung điện xúc động, bất quá cuối cùng vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Điện chủ, ngài rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Lúc này, một đạo non nớt thanh âm đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, lại là Tiểu Hắc đi tới bên cạnh hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, gia hỏa này dĩ nhiên chớ chú bản thân chết. Không có bất kỳ do dự nào, Tiêu Phàm nâng lên tay phải liền hung hăng thưởng hắn một cái bạo lật, đau Tiểu Hắc nhe răng trợn mắt. Ta, Tiểu Hắc trực tiếp chảy ra nước mắt, Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, cái này bạo lật lực lượng có thể so trước đó muốn cường đại rất nhiều. Đi thôi, Tiêu Phàm lười nhác để ý tới Tiểu Hắc, bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về nơi đến thông đạo mà đi. Tiêu Phàm trở lại Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vị trí không gian, nhưng hắn ngoài ý muốn là, tất cả mọi người dĩ nhiên đều có chỗ đột phá. Ảnh Phong, Huyết Yêu Nhiêu, Long Thần, Tiếu Thiên Tà cùng Quỷ Thiên Cửu 5 người đều đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, mà Nam Cung Tiêu Tiêu lại là đạt đến cổ thần cảnh hậu kỳ. Bạch Ma cũng tất cả tiến bộ, cự ly thần vương cảnh lại tới gần một bước, cũng đã khôi phục được bán bộ thần vương cảnh tu vi. Để cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, chính hắn đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, vậy mà còn nhìn không thấu Huyết Vô Tuyệt tu vi. Sư huynh, người hiện tại tu vi gì? Tiêu Phàm không nhịn được hỏi. Bán bộ thần vương a. Huyết Vô Tuyệt suy nghĩ một chút nói. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều trợn to hai mắt, một mặt vẻ không thể tin. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, hắn thế nhưng là biết rõ, Huyết Vô Tuyệt dung hợp Bạch Ma mệnh thạch. Mệnh thạch bên trong thế nhưng là hàm chứa Bạch Ma đại bộ phận lực lượng, Huyết Vô Tuyệt có dạng này thực lực, cũng không tính cái gì. Khi hắn nhìn về phía Bạch Ma thời khắc, lại là phát hiện Bạch Ma phiền muộn cúi đầu, một mặt mười phần khó chịu bộ dáng. Nếu như không phải Tiêu Phàm áp chế hắn, hắn đã sớm bộc phát mà lên, trực tiếp cướp đoạt mệnh thạch. Trước đó đến nơi này ta liền không sai biệt lắm muốn đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, nơi này thần linh chi khí như thế nồng đậm. Lại tăng thêm linh mạch tẩy lễ, tự nhiên liền đột phá. Huyết Vô Tuyệt ngược lại là có chút không có ý tứ nói. Tốt, thời gian cũng không sai biệt lắm, Tiểu Hắc, ngươi liền đợi ở nơi này linh mạch chỗ tu luyện a, chờ ngươi cường đại lên, ta lại tới tìm ngươi. Tiêu Phàm cắt ngang đám người lời nói. Tốt, Tiểu Hắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn gia hỏa này thích nhất liền là linh mạch, có linh mạch ở, hắn thực lực liền sẽ không ngừng tăng lên. Cũng lại còn có thể ngưng tụ linh mạch. Liễu Chu Hồn, chờ chúng ta rời đi, người đem cái này chỗ lối đi lý điệu. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, linh mạch tồn tại, là vô luận như thế nào đều không thể để cho người khác phát hiện. Người nào biết rõ Thiên Võ Thần Sơn phát hiện sau đó, có thể hay không mổ gà lấy trứng đây. Ở Tiêu Phàm trong lòng, cái này Thiên Võ Thần Sơn về sau thế nhưng là Tu La Điện địa bàn, ai dám hủy đi, hắn liền cùng người nào cấp bách. Là, công tử, Liễu Chu Hồn gật gật đầu. Lập tức, Tiêu Phàm bọn họ một nhóm đi lại lúc thông đạo tiến đến, còn chưa chạy tới cửa ra, Tiêu Phàm bọn họ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn cảm. Động đất, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Không có khả năng, có Tiểu Hắc chấn áp linh mạch, làm sao có thể địa chấn. Tiêu Phàm trước tiên phủ định, trầm giọng nói, không tốt, Thiên Võ Thần Sơn khẳng định phát sinh đại sự. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm tốc độ tăng tốc, vẻn vẹn mười mấy cái mấy tức, hắn liền chạy ra khỏi mặt đất, tiến nhập số một tiểu viện. Đám người theo sát phía sau, trên mặt đất, bọn họ có thể cảm nhận được loại kia càng thêm mãnh liệt chấn cảm, tiếng oanh minh càng là bên tai không dứt. Liễu Chu Hồn, đem cái này chôn, không nên để lại một chút dấu vết. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền xông ra tiểu viện. Ầm ầm, to lớn tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Chân trời hỏa quang đầy trời, thần linh chi khí mãnh liệt, hiển nhiên là có người đại chiến.
Là Thiên Võ Phong, Bạch Ma, theo ta đi. Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên, liếc nhìn chung quanh, lại là phát hiện Tử Vũ Phong dĩ nhiên sớm đã trống rỗng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ảnh Phong bọn họ một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, một loại bất an cảm giác quanh quẩn tất cả mọi người trong lòng. Mọi người phân tán hướng về Thiên Võ Phong tới gần. Nam Cung Tiêu Tiêu quyết định thật nhanh, Tiêu Phàm cũng đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là chạy tới Thiên Võ Phong. Lấy Tiêu Phàm bây giờ tốc độ, căn bản không hoa bao lâu thời gian, liền đi tới Thiên Võ Phong dưới chân, khi hắn nhìn thấy Thiên Võ Phong cảnh sắc, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Giờ phút này, Thiên Võ Phong sớm đã vỡ nát không chịu nổi, bốn phía bụi bặm đầy trời, che khuất bầu trời, tựa như là đã trải qua trọng đại công kích một dạng. Chẳng lẽ có người giết vào Thiên Võ Thần Sơn? Tiêu Phàm cau mày, trong đầu hắn nháy mắt nhớ tới Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, cũng chỉ có hai người kia, mới khả năng tiến đánh Thiên Võ Thần Sơn, cũng có tiến đánh Thiên Võ Thần Sơn vốn liếng. Nhưng mà, làm Tiêu Phàm nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít tu sĩ thời khắc, hắn liền buồn bực. Ở phía xa, Tử Như Cuồng mang theo Tử Vũ Phong các đại trưởng lão đều đứng ở trong mây, cau mày nhìn phía xa tất cả. Nếu quả thật là từ bên ngoài đến thế lực tiến đánh Thiên Võ Thần Sơn, bọn họ khẳng định sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Dù là Tử Vũ Phong cùng mặt khác Tam Phong toàn bộ đều không quen nhìn Lục gia, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhường từ bên ngoài đến thế lực công kích Thiên Võ Phong. Nếu như đối đãi cộng đồng địch nhân đều không đoàn kết nhất trí, Thiên Võ Thần Sơn đoán chừng đã sớm hủy diệt. Duy nhất có thể chính là, đây là nội loạn. Cũng chỉ có nội loạn mới có thể nhường Tử Như Cuồng bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là nội loạn mà nói, Thiên Võ Thần Sơn còn có ai có thể cùng Lục gia giao phong đây? Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng thẳng đến trong mây lao đi, có người muốn ngăn cản Tiêu Phàm, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lúc, vội vàng thối lui đến một bên. Tiêu Phàm uy danh sớm đã truyền khắp Thiên Võ Thần Sơn, liền Nguyệt Thiên Hạo đều không để trong mắt nhân vật, bọn họ có thể đắc tội không nổi. Tiêu Phàm, ta còn tưởng rằng ngươi đối với những khác sự tình đều thờ ơ đây. Tử Như Cuồng nhìn thấy Tiêu Phàm đến, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Bất quá Tiêu Phàm buồn cười không ra, hắn ẩn ẩn cảm giác, Thiên Võ Phong tranh đấu, cùng hắn có liên quan. Cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm nhưng không có tâm tư gì cùng hắn nói đùa. Việc này còn phải từ vài chục năm nói lên, Tử Như Cuồng nhìn thấy Tiêu Phàm nghiêm túc bộ dáng. Thần sắc cũng hơi hơi nghiêm một chút. Nói ngắn gọn a, Tiêu Phàm nhìn qua Thiên Võ Phong, chỗ nào khói đặc giả thiên, lại có pháp trận ngăn cản, hắn cũng nhìn không rõ bên trong cảnh tượng. Mười mấy năm trước Thiên Võ Phong chủ phong là Quân gia, về sau bị Lục gia hủy diệt, hiện tại, Quân gia sống sót cái kia tiểu tử, trở về báo thù. Tử Như Cuồng lời ít mà ý nhiều nói ra. Quân gia, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại. Trong đầu nháy mắt lóe qua một đạo thân ảnh, trầm giọng nói Quân Nhược Hoan. Khó trách trước mấy ngày Tiêu Phàm liên hệ Quân Nhược Hoan không có đến, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên trước giờ đối Lục gia động thủ. Lục gia mặc dù không tính là cường đại, nhưng dù sao là hữu thần vương tọa trấn a, Tiêu Phàm biết rõ Quân Nhược Hoan rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không phải thần vương cảnh đối thủ. Hiện tại báo thù, không khác cùng chịu chết không khác. Lục Kinh Thiên, ngươi nếu dám giết ta người, ta muốn mạng ngươi. Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện cực tốc xông hướng lên trời Võ Phong, Bạch Ma cũng không chút do dự đi theo. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã không lo được nhiều như vậy, ở trong mắt hắn, Quân Nhược Hoan thế nhưng là Tu La Điện người, thân làm Tu La Điện điện chủ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Quân Nhược Hoan chết ở nơi này. Huống chi, hắn Tiêu Phàm đã từng thế nhưng là hứa hẹn qua. Nhất định sẽ cho Quân Nhược Hoan báo thù, chỉ là không nghĩ đến Quân Nhược Hoan hiện tại liền không nhịn được bắt đầu. Tiêu Phàm, Tử Như Cuồng muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản không kịp, Tiêu Phàm đã nhanh muốn xông vào trận pháp bên trong. Phong chủ, Tiêu Phàm mới vừa nói Quân gia tiểu tử kia là người của hắn. Tử Sam từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, một mặt bất khả tư nghị nói. Những người khác trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Nhất là Tiêu Phàm vừa mới trên người bộc phát sát ý, nhưng bọn họ đều có chút sợ hãi. Hiển nhiên, Tiêu Phàm thực lực lại có tăng cường. Các ngươi ở lại đây chờ, ta đi qua nhìn xem, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới.
Tử Như Cuồng sắc mặt nghiêm túc vô cùng, Tiêu Phàm thế nhưng là Tử Vũ Phong hy vọng, hắn cũng không muốn nhường Tiêu Phàm chết ở Thiên Võ Phong. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, Tử Như Cuồng liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Nửa chén trà nhỏ thời gian trước đó, Thiên Võ Phong phía sau núi vách núi vị trí, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, gào thét hư không, đáng sợ hủy diệt chi khí bao phủ cả tòa sơn phong, đáng sợ đến cực điểm. Ở cái kia vách núi trên không, lơ lửng một đạo hắc bào thân ảnh, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ phương. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, hắc bào thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Quân Nhược Hoan. Giờ phút này, Quân Nhược Hoan chân đạp một trận thanh đồng cổ chiến xa, quanh thân bao phủ một tầng thanh sắc kết giới, mặc cho cái kia đao quang kiếm ảnh oanh sát, hắn cũng bất động mảy may. Lục Kinh Thiên, ngươi Lục gia liền chỉ có dạng này năng lực sao? Quân Nhược Hoan càn rỡ cười to, cả người lộ ra một cỗ vô cùng bá đạo khí tức. So sánh trước đó ôn tồn lễ độ, cơ trí tỉnh táo hoàn toàn khác biệt, giờ phút này hắn, hai mắt đỏ bừng, tóc đen bay lên, giống như một đầu tóc cuồng dã thú. Nghiệt trùng, đừng tưởng rằng có oanh thiên chiến xa, liền có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Lục Kinh Thiên lạnh lùng nhìn xem Quân Nhược Hoan, hận không thể đem Quân Nhược Hoan tháo thành tám khối một dạng. Có bản sự, người phá vỡ oanh thiên chiến xa phòng ngự lại nói, hôm nay ta nếu không chết, tất nhiên huyết tẩy ngươi Lục gia, vì ta Quân gia chết đi 135.648 người lấp mệnh. Quân Nhược Hoan muốn phát cuồng, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Hắn giờ phút này trên người phát ra khí tức, xa xa không chỉ cổ thần cảnh trung kỳ, cũng đã vô hạn tiếp cận cổ thần cảnh đỉnh phong, cuồng bạo khí tức phách tuyệt một phương. Bất quá cho dù như thế, dựa theo lẽ thường tới nói, cổ thần cảnh đỉnh phong vẫn như cũ không có khả năng cùng Lục Kinh Thiên cái này thần vương cường giả ngạnh kháng. Nhưng mà, Quân Nhược Hoan thao túng cái kia thanh đồng oanh thiên chiến xa, lại là nhường Lục Kinh Thiên đều không làm gì được mảy may, có thể nghĩ cái kia oanh thiên chiến xa cường đại. Quân Nhược Hoan mỗi nghĩ đến quân gia chết đi mười mấy vạn người, hắn trong lòng liền phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể lập tức đem Lục Kinh Thiên thiên đao vạn quả. Ngươi còn không xong toàn bộ luyện hóa oanh thiên chiến xa a, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu, oanh thiên chiến xa đối thần lực và tâm thần tiêu hao thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Lục Kinh Thiên cười lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan dưới chân oanh thiên chiến xa. Lúc trước hủy diệt quân gia, Lục Kinh Thiên nghĩ lớn mạnh Lục gia chỉ là một phương diện nguyên nhân, nhưng hắn càng nhiều là muốn lấy được quân gia đồ vật, một trong số đó liền là oanh thiên chiến xa. Đáng tiếc, dù là hủy diệt quân gia sau đó, Lục gia vẫn như cũ không một người có thể mở ra Thiên Võ Phong dưới thạch thất, bây giờ nhìn thấy Quân Nhược Hoan đem oanh thiên chiến xa mang ra ngoài, cái này khiến hắn như thế nào không hưng phấn đây. Lục Kinh Thiên mười phần tự tin, nếu là có thể lấy được oanh thiên chiến xa, hắn chiến lực tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn, không nói thần vương cảnh bên trong vô địch, nhưng là hiếm có người có thể là đối thủ của hắn. Không vì cái gì khác, liền là bởi vì cái này oanh thiên chiến xa chính là quân gia tổ truyền đồ vật. Nếu như lúc trước quân gia có người có thể điều khiển oanh thiên chiến xa, đừng nói một cái Lục gia, liền là 10 cái Lục gia, cũng chưa hẳn có thể hủy diệt quân gia, đăng đỉnh thiên vũ vực đệ nhất gia tộc. Thì tính sao, coi như giết không chết ngươi, ngươi Lục gia những người này, cũng tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Quân Nhược Hoan căn bản không bị uy hiếp, hắn bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó hung hăng một trường vỗ ở dưới chân oanh thiên chiến xa phía trên. Oanh thiên chiến xa cái kia u sâm hỏng pháo bỗng nhiên chuyển hướng lên trời võ phong, u sâm pháo trong miệng phát ra một cỗ hủy diệt tính khí tức. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Lục Kinh Thiên cảm nhận được oanh thiên chiến xa pháo trong miệng tràn ngập khí tức, tức khắc kinh nộ không thôi. Hắn trước kia liền nghe nói qua oanh thiên chiến xa đáng sợ, vô tận tuế nguyệt phía trước, oanh thiên chiến xa sáng tạo ra quá nhiều truyền thuyết, nhưng hắn không thể không kiêng kỵ. Ngươi mới tự tìm cái chết, Quân Nhược Hoan nhe răng cười một tiếng, trên mặt hiện ra khát máu tiếu dung. Đồng thời, oanh thiên chiến xa cái kia u sâm hỏng pháo đột nhiên phun ra một đạo thanh sắc trùm sáng. Thanh sắc trùm sáng giống như một đạo thần hồng, liền hư không đều trực tiếp bị xé toạc ra, có thể nghĩ một kích này uy lực. Mau lui lại, tất cả mọi người rời khỏi Thiên Võ Phong. Lục Kinh Thiên sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản cái kia thanh sắc ta trùm sáng. Nhưng mà, thanh sắc trùm sáng tốc độ quá nhanh, còn không có chờ hắn xuất thủ,
thanh sắc chùm sáng liền ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh, hung hăng đập ở trên Thiên Võ Phong. Oanh, một đóa mây hình nấm trùng thiên mà lên, hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ cả tòa trời Vô Thần Phong, bị thanh sắc chùm sáng đánh trúng chỗ nào tiểu viện, toàn bộ đều phát trở thành mảnh vỡ. Còn có vô số tu sĩ gặp nạn, tới chết đều không nghĩ đến, bản thân sẽ chết ở Thiên Võ Phong. Ở Thiên Võ Phong tất cả mọi người nhìn đến, Thiên Võ Phong thế nhưng là bọn họ nơi ẩn núp, nhưng bây giờ, Thiên Võ Phong lại trở thành bọn họ nơi chôn xương, cái này không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Lục Kinh Thiên nhìn xem vô số Lục gia đệ tử chết ở Oanh Thiên Chiến Xa Hỏng Pháo phía dưới, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ tươi như máu, đáng sợ đến cực điểm. Tiểu tạp chủng, bản vương không giết đem ngươi rút gân lột ra, khó phát tiết mối hận trong lòng. Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời mảy may, phất tay, đầy trời hỏa diễm mãnh liệt mà tới, hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương, đem quân Nhược Hoan vây ở trung ương. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện, cái kia hỏa diễm hải dương, có từng đầu thần liên ở xuyên toa, xen lẫn thành một chương lưới lớn. Hỏa diễm pháp tắc sao? Quân Nhược Hoan khịt mũi coi thường, chân hắn đạp Oanh Thiên Chiến Xa, giống như chiến thần lâm thế, bá khí tuyệt luân. Thần vương cảnh lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, mặc dù có thể nghiền ép cổ thần cảnh tu sĩ, nhưng là, hắn có Oanh Thiên Chiến Xa nơi tay, lại là có thể không sợ tất cả. Chí ít, tại hắn thần lực và tâm thần hao hết trước đó, Lục Kinh Thiên căn bản không phá nổi Oanh Thiên Chiến Xa phòng ngự kết giới. Dữ tợn cười một tiếng, quân Nhược Hoan trên người phồng lên lấy khí thế, Oanh Thiên Chiến Xa cái kia u xâm hỏng pháo, lần nữa nhắm ngay Thiên Võ Phong người nhiều nhất địa phương. Tiểu xúc sinh, dừng tay, Lục Kinh Thiên làm càn gầm hét lên, hắn phát hiện bản thân hay là quá xem thường Oanh Thiên Chiến Xa uy lực, liền hắn cái này thần vương cường giả đều cứu không được bọn họ. Hắn trong lòng có chút may mắn năm đó quân gia, không người có thể điều khiển cái này Oanh Thiên Chiến Xa, nếu không mà nói, Lục gia từ lúc mười mấy năm trước liền đã diệt tộc. Dừng tay, ngươi hiện tại gọi ta dừng tay, năm đó ngươi giết ta quân gia người thời điểm. Ngươi có từng nghĩ tới dừng tay? Loại cảm giác này không tốt thụ đúng không? Quân Nhược Hoan thần sắc lạnh lùng, căn bản không có bất luận cái gì thu tay lại ý tứ. Thoại âm rơi xuống, Oanh Thiên Chiến Xa Hỏng Pháo lại oanh ra một đạo thanh sắc chùm sáng, có một đóa mây hình nấm ở một mảnh khác trên sườn núi nổ tung, kêu thảm tiếng bên tai không dứt. Thần vương cảnh phía dưới tu sĩ, ở Oanh Thiên Chiến Trường oanh sát phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn chỗ trống. Lục Kinh Thiên không muốn sống đồng dạng oanh kích Oanh Thiên Chiến Trường kết giới, có thể kết giới kia rung chuyển dây lát sau, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lục Kinh Thiên, người không nghĩ tới sẽ có hôm nay à, hôm nay, ta tới báo thù. Quân Nhược Hoan làm càn kêu to, cười mười phần thoải mái. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn thần sắc cũng biến trắng bệch lên, Oanh Thiên Chiến Xa uy lực tuy lớn, nhưng hắn dù sao chỉ là cổ thần cảnh. Thao túng mười phần phí sức, đối tự thân tiêu hao quá lớn. Đều cho ta lui ra Thiên Võ Phong. Lục Kinh Thiên mặt lộ dữ tợn, hận không thể đem quân Nhược Hoan ăn sống nuốt tươi. Gia chủ, chúng ta đi không ra. Lục gia một vị trưởng lão cả kinh kêu lên. Cái gì? Lục Kinh Thiên có chút không tin, triệt hồi trận pháp. Rút lui, chúng ta cũng đã triệt bỏ. Lục gia trưởng lão thiếu chút nữa thì khóc lên. Triệt bỏ, tất nhiên triệt bỏ. Cái kia tại sao chân trời đạo quang mạc kia vẫn như cũ còn tồn tại đây? Ha ha, Lục Kinh Thiên, ngươi không phải sợ ta chạy, cho nên cố ý bố trí một cái đối nội không đối ngoại trận pháp sao? Ta cho ngươi tăng thêm một chút liệu, trận này không cần người chủ trì, cũng có thể ổn định vận chuyển một canh giờ. Quân Nhược Hoan nhe răng cười nói. Lập tức, hắn tiếu dung bỗng biến thành sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói, một canh giờ. Đầy đủ ta diệt Lục gia cổ thần cảnh phía dưới tất cả mọi người. Một canh giờ, đủ để ta diệt sát Lục gia cổ thần cảnh phía dưới tất cả mọi người. Quân Nhược Hoan bá khí mà ngông cuồng lời nói quanh quẩn ở hư không, Lục gia tu sĩ nghe được câu nói này, chỉ cảm giác khắp cả người phát lạnh, một cỗ sợ hãi khí tức quanh quẩn trong lòng. Oanh Thiên Chiến Xa uy lực bọn họ có thể đều là tận mắt thấy qua, nếu để cho Oanh Thiên Chiến Xa điên cuồng công kích một canh giờ. Đoán chừng cả tòa Thiên Võ Phong đều sẽ bị san thành bình địa, huống chi bọn họ những cái này tu sĩ đây. Chạy, là chạy không thoát, hiện tại cái này trận pháp, căn bản không cho phép cần Lục gia trưởng lão chủ trì,
hắn liền sẽ tự động vận chuyển. Lại tăng thêm trận pháp đối nội không đối ngoại, tất cả mọi người muốn phá trận chạy trốn cơ hồ là không thể nào, phải biết, Lục Kinh Thiên vì đối phó quân Nhược Hoan, bố trí cái này trận pháp, có thể liền thần vương thời gian ngắn cũng không phá nổi a. Lục Kinh Thiên cũng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ đến bản thân vì không cho quân Nhược Hoan đào tẩu, cố ý bố trí một cái đối nội không đối ngoại siêu cấp đại trận, lúc ấy hắn còn âm thầm đắc ý. Nhưng bây giờ, cái này siêu cấp đại trận, lại trở thành diệt sát Lục gia giúp đỡ, từ một cái nào đó loại góc độ tới nói, tương đối với hắn Lục Kinh Thiên tự tay diệt những cái kia Lục gia đệ tử. Không có khả năng, người một cái cổ thần cảnh, làm sao có thể xuyên tạc vương giai trận pháp. Lục Kinh Thiên không tin lắc lắc đầu nói, thế nhưng là sự thật ngay ở trước mắt, hắn lại không thể không tin. Nơi xa, không ít Lục gia đệ tử, chính đang không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, có thể một lần lại một lần thất bại, nhưng bọn họ triệt để tuyệt vọng lên. Giờ phút này người nào cũng không nghĩ đến đối phó quân Nhược Hoan, thật sự là cái kiệu anh thiên chiến xa quá đáng sợ. Lưu ở nơi này, cơ bản liền là cửu tử nhất sinh. Hừ, hôm nay võ phong, thế nhưng là ta quân gia địa phương. Người Lục gia chỉ bất quá là một cái ngoại lai giả thôi. Quân Nhược Hoan ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, trên người trong lúc vô hình phát ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Quân gia, Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rõ 10 năm trước, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế diệt đi tên tiểu tạp chủng này. Hắn cũng không nghĩ đến, quân Nhược Hoan dĩ nhiên có thể khống chế oanh thiên chiến xa, phải biết, đây chính là lúc trước quân gia thần vương cường giả đều làm không được a. Lại đến, quân Nhược Hoan ánh mắt u lãnh, hắn trên trán mà thôi dịn ra tỉ mỉ mồ hôi, hiển nhiên, khống chế oanh thiên chiến xa đối với hắn tới nói, cũng cố hết sức. Tất cả mọi người phân tán ra, Lục Kinh Thiên mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chặp quân Nhược Hoan quát to. Hắn lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, vậy mà đều ngăn cản không được oanh thiên chiến xa thanh sắc trùng sáng, giờ phút này, hắn nội tâm cũng thiếu chút hỏng mất. Nguyên bản coi là giết chết quân gia còn sót lại người, chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình, cho nên cho tới nay hắn đều không đặt ở trong lòng. Thẳng đến hiện tại, Lục Kinh Thiên mới biết được bản thân sai cỡ nào không hợp thói thường, chiếc này oanh thiên chiến xa, liền đủ để hủy diệt hắn Lục gia. Thiên võ phong tu sĩ nghe được Lục Kinh Thiên lời nói, nhao nhao giống như chim tản ra, bọn họ nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng quân Nhược Hoan không nên đem hỏng pháo nhắm ngay bọn họ. Nhưng mà lúc này, quân Nhược Hoan lại là khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra khát máu tiếu dung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, oanh thiên chiến xa bên trong lần nữa phun ra một đạo thanh sắc quang mang, chỉ là cùng trước thanh sắc quang mang có chút khác biệt, trước đó thanh sắc quang mang cực kỳ thô to. Mà hiện tại thanh quang lại nhỏ bé yếu ớt tơ nhện. Quân Nhược Hoan thao túng hỏng pháo ở hư không loạn vũ, cái kia thanh sắc tơ nhện lít nha lít nhít che kín hư không. Hắn thần lực không đủ, có người kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Mọi người không cần chạy, hắn kiên trì không được bao lâu, qua một lúc ta nhất định đem hắn lột ra chóc thịt. Có một cái Lục gia tu sĩ phẫn nộ quát ầm lên. Những người khác nhìn thấy cũng nhao nhao thở dài một hơi, nhe răng trợn mắt, hung ác chừng lớn quân Nhược Hoan, muốn đem hắn tháo thành tám khối một dạng. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, cái kia từng đạo thanh sắc tơ nhện bỗng từ mấy cái tu sĩ trên người xuyên qua, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh sự tình phát sinh. Lại là nhìn thấy cái kia thanh sắc tơ nhện, dĩ nhiên trực tiếp đem người bọn họ thể cho cắt ra, mấy người nhục thân biến thành vô số mảnh vỡ. Tê Lục gia đám người chỉ cảm giác tê cả da đầu, không chút do dự nhấc chân chạy. Chạy, hữu dụng không? Quân Nhược Hoan cười lạnh, hắn thần sắc càng ngày càng trắng bạch lên, hiển nhiên, loại này công kích đối với hắn tiêu hao càng lớn. Bất quá chính như hắn nói, lít nha lít nhít thanh sắc tơ nhện che kín toàn bộ hư không, há lại có thể trốn được. Hơn nữa, thanh sắc tơ nhện tốc độ cũng không chậm, giống như vô số lợi nhận ở hư không loạn vũ. Hư không căn bản không có một chỗ an toàn chỗ. Liền thiên võ phong bị thanh sắc tơ nhện đánh trúng, đều một mảnh phiến sụp đổ, thật giống như bị lợi nhận cắt đứt đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách. Lục Kinh Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, hai mắt đều kém chút chừng đi ra, tiểu tạp trùng, bản vương nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, qua một lúc liền là ngươi tử kỳ. Coi như ta chết đi,
ngươi cũng không chiếm được Oanh Thiên Chiến Xa, bất quá ta càng để ý là, ngươi Lục gia có thể sống bao nhiêu. Quân Nhược Hoan một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thoại âm rơi xuống, Quân Nhược Hoan bỗng đạp không mà lên, khống chế Oanh Thiên Chiến Xa hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa phóng đi. Ngươi chạy không thoát, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt ngăn cản Quân Nhược Hoan đường đi, một trường hướng về Oanh Thiên Chiến Xa kết giới đánh tới. Oanh một tiếng nổ vang, kết giới không ngừng rung động, so trước đó run rẩy càng thêm lợi hại, vẫn như trước không tới chân chính nổ tung cấp độ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Quân Nhược Hoan thần lực cũng đã còn thừa không có mấy. Bất quá, hắn khóe miệng một mực treo băng lãnh tiếu dung, sau đó dưới chân Oanh Thiên Chiến Xa hỏng pháo bỗng nhiên nhắm ngay một phương hướng khác, thanh sắc sợi tơ không muốn sống đồng dạng phóng tới cái khác Lục gia tu sĩ. Ta thật không nghĩ qua chạy, Quân Nhược Hoan nhe răng cười nói. Lục Kinh Thiên như thế nào không biết quân nếu trời không nghĩ tới chạy đây, tiểu tử này dĩ nhiên còn muốn truy sát Lục gia tu sĩ, chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Lục gia những người khác đồng quy vu tận sao? Nhìn thấy Quân Nhược Hoan bộ dáng, Lục Kinh Thiên trong lòng không biết tại sao đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi, đồng thời, hắn cũng có chút may mắn tiểu tử này chỉ là cổ thần cảnh, nếu là thần vương cảnh, còn đến mức nào? Hắn bây giờ có thể làm, liền là cực lực ngăn cản Quân Nhược Hoan đổ sát hắn Lục gia đệ tử, có thể cứu một cái tính một cái. Đáng tiếc Lục Kinh Thiên hay là quá xem thường Quân Nhược Hoan quyết tâm, Quân Nhược Hoan thế nhưng là một bộ ắt phải hủy diệt Lục gia tư thế, dù là hắn thân thể cũng đã lung la lung lay, cũng vẫn như cũ đang đau khổ kiên trì. Rốt cục nhanh tiếp nhận không được, không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Lục Kinh Thiên hàn quang xâm xâm nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan, hắn lửa giận cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Lục gia vô số tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại 1.000 không đến. Cái này đối hắn tới nói, thế nhưng là trọng đại đả kích. Mà tạo thành tất cả những thứ này, lại chỉ là một cái cổ thần cảnh tiểu tử mà thôi, muốn không phải là tận mắt nhìn thấy, Lục Kinh Thiên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này sự tình. Sống sót chừng 1.000 tu sĩ, cũng đã gần như tuyệt vọng, bọn họ không ngừng chạy trốn, đối thần lực tiêu hao, cũng đồng dạng rất lớn, đoán chừng không thể so với Quân Nhược Hoan nhỏ. Giờ phút này, Thiên Võ Phong hỏa quang trùng thiên, ngọn núi vỡ nát không chịu nổi, trong không khí lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí, hoàn toàn một mảnh tận thế cảnh. Đây chính là ta cực hạn sao? Quân Nhược Hoan ánh mắt có chút tự do, tràn ngập sự không cam lòng, Lục gia còn có nhiều người như vậy sống sót, hắn mục đích còn không có đi đến. Phải biết, hắn mục tiêu cuối cùng nhất, thế nhưng là muốn Lục gia chó gà không tha, vì báo năm đó hủy diệt quân gia mối thù. Hắn nghĩ lại kiên trì chốc lát, nhưng bây giờ hắn thân thể đã đến cực hạn, da rẻ đều cạn điệp vô cùng, lại làm sao có thể khống chế được Oanh Thiên Chiến Xa đây. Mở cho ta, Lục Kinh Thiên nhìn thấy Quân Nhược Hoan bộ dáng, bỗng thừa dịp bất ngờ giống to một tiếng, một trưởng vỗ ở Oanh Thiên Chiến Xa kết giới phía trên. Lục Kinh Thiên giờ phút này chính đang lửa giận sông não, một kích này cơ hồ là hắn toàn lực một kích, tự nhiên là không lưu tình chút nào. Oanh! Lục Kinh Thiên bá đạo trưởng cương trực tiếp nghiền nát Oanh Thiên Chiến Xa kết giới, Quân Nhược Hoan thân thể cũng rốt cục bại lộ đi ra, dư ba chấn động đến hắn thổ huyết không ngừng, cả người tính cả Oanh Thiên Chiến Xa bay ngược mà ra. Quân nếu trời thực lực không yếu, nhưng bỏ qua một bên Oanh Thiên Chiến Xa, hắn ở thần vương cường giả trước mặt, lại giống như run rế, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Gia chủ, giết hắn, vì ta Lục gia chết đi người báo thù. Không nên tùy tiện để hắn chết, ta Lục gia mấy vạn vong linh mối thù, há có thể nhường hắn như vậy thì chết rồi, giết hắn quá tiện nghi hắn. Không sai, muốn đem hắn thiên đao vạn quả, quất hắn điểm linh hồn thiên đăng vạn năm, vĩnh thế không được luân hồi. Lục gia tu sĩ nhìn thấy Quân Nhược Hoan thụ thương, màu đỏ tươi lấy hai mắt bắt đầu kêu lên. Lục gia mấy vạn người bị Quân Nhược Hoan giết chết, khẩu khí này, bọn họ lại như thế nào có thể tùy tiện nuốt xuống. Mặc dù Lục gia chiến lực vẫn còn, nhưng Quân Nhược Hoan điên cuồng báo thù, diệt sát cơ hồ tất cả thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, đây chính là tương đương với gãy mất Lục gia mấy trăm năm tương lai. Lục Kinh Thiên nhe răng trợn mắt nhìn xem Quân Nhược Hoan, qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ có như thế phẫn nộ qua. Giờ phút này, hắn sát tâm nổi lên, nhưng vẫn như cũ áp chế lý trí, bởi vì hắn cũng không muốn nhường Quân Nhược Hoan cứ như vậy tùy tiện liền chết. Lấy hắn thần vương cảnh tu vi,
muốn tra tấn một người, quá dễ dàng. Chỉ thấy Lục Kinh Thiên từng bước một hướng về Quân Nhược Hoan đi đến, Quân Nhược Hoan giờ phút này ngay cả đứng đều đứng không vững, quỳ một gối xuống ở trên Oanh Thiên Chiến Xa, miệng lớn thở phì phò. Ở Lục Kinh Thiên cường đại khí thế áp bách dưới, Quân Nhược Hoan thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu tươi, lấy hắn hiện tại lực lượng, hoàn toàn không cách nào thôi động Oanh Thiên Chiến Xa. Tiểu tạp chủng, năm đó để ngươi chạy, là bản vương kiếp này to lớn nhất sai lầm, đồng dạng sai lầm, bản vương sẽ không phạm lần thứ hai. Bản vương nhất định phải để ngươi cái gì gọi là hối hận. Lục Kinh Thiên sát khí nặng nề nói. Mấy vạn người a, chỉ là ngẫm lại, hắn Lục Kinh Thiên tâm liền một trận sửa chữa đau nhức, dù là đem Quân Nhược Hoan thiên đao vạn quả đều khó có thể nhường hắn phát tiết trong lòng hận ý. Như ngươi Lục gia như vậy âm ân vong nghĩa người, đừng nói giết mấy vạn, liền là giết mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn, ta cũng sẽ không hối hận. Quân Nhược Hoan cười lạnh liên tục. Hắn lung lay thân thể, lần nữa chậm rãi đứng lên, dù là thần lực suy kiệt, cũng vẫn như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, ngạo nhiên mà đứng. Yên tâm, bản vương chỉ có thể diệt ngươi nhục thân, ngươi linh hồn, bản vương sẽ trấn áp vạn vạn năm. Lục Kinh Thiên thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Bỗng nhiên, một mảnh hỏa diễm hải từ dưới chân hắn lan tràn mà ra, nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm, đáng sợ hỏa diễm đem Quân Nhược Hoan vây ở trung ương, cực nóng nhiệt độ thiêu đốt lấy Quân Nhược Hoan nhục thân cùng linh hồn. Bây giờ không có Oanh Thiên Chiến Xa kết giới hộ thể, Quân Nhược Hoan chỗ nào hay là Lục Kinh Thiên đối thủ. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, hắn nửa bên thân thể liền bị cuồn cuộn hỏa diễm thiêu đốt cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương, nhưng mà, hắn quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Dưới chân Oanh Thiên Chiến Xa cũng nháy mắt thoát ly hắn trưởng khống, hướng về mặt đất rơi xuống, chỉ có nhục thân của hắn vẫn như cũ bị cuồn cuộn hỏa diễm phần luyện lấy. Ha ha, Lục Kinh Thiên, điểm ấy hỏa diễm tính cái gì, chẳng lẽ ngươi đường đường thần vương, liền không có lợi hại điểm bản lãnh. Quân Nhược Hoan ngửa mặt lên trời cười to, cười mười phần buồn bã. Hừ, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, thần vương cảnh uy áp nghiền ép mà ra. Thình thịch, Quân Nhược Hoan xương cốt nổ tung, chỉ có thấu xương bên trong một đoàn lam sắc hỏa diễm còn tại nhảy lên. Ngươi muốn chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lục Kinh Thiên giờ phút này lại là lạ thường tỉnh táo, nhìn chăm chú Quân Nhược Hoan nói, ngươi quân gia mặc dù diệt, bản vương không cách nào lại diệt ngươi quân gia. Nhưng là, phàm là cùng ngươi có quan hệ người, đều phải chết. Chiếu ngươi ý tứ, đó là ngay cả ta đều muốn giết sao. Lục Kinh Thiên thoại âm rơi xuống, nơi xa bỗng một tiếng quát như sấm chuyển đến, lại là hai đạo lưu quang gào thét, nháy mắt đi tới Lục Kinh Thiên trước người. Tiêu Phàm, Lục Kinh Thiên cau mày nhìn xem người tới, bị áp chế sát ý tựa như lần nữa bộc phát ra, cười gằn nói, tiểu tử, ngươi rất có gan, lần trước tha cho ngươi một mạng. Lần này ngươi cũng sẽ không vận tốt như vậy. Tha ta một mạng, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khịt mũi coi thường nói, lần trước hình như là ta tha cho ngươi một mạng a, đáng tiếc ngươi bản tôn lúc ấy chưa tới, bằng không cũng chưa hẳn có thể đứng ở nơi này cùng ta nói chuyện. Làm càn, Lục Kinh Thiên còn không có mở miệng, Lục gia tốt mấy vị trưởng lão liền lách mình xuất hiện ở Lục Kinh Thiên trước người, trong đó một người phẫn nộ quát, Tiêu Phàm, ngươi muốn minh bạch bản thân thân phận, vực chủ không giết ngươi. Là đối với ngươi nhân từ. Nhân từ là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, không phải sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói, cũng không có bất luận cái gì sợ sợ hãi nghĩ. Cũng không phải Tiêu Phàm cuồng vọng đến có thể cùng Lục Kinh Thiên chiến đấu cấp độ, mà là hắn nhất định phải bảo trụ Quân Nhược Hoan, đây là hắn đã từng đáp ứng Quân Nhược Hoan sự tình. Thực lực, Lục gia những cái kia trưởng lão tựa như nghe được to lớn nhất cười nhạo một dạng. Tiêu Phàm không có để ý tới, trong tay lại là lần xuất hiện một cái huyết sắc hạp tử, cười tủm tỉm nhìn xem Lục Kinh Thiên nói, vực chủ đại nhân, phải chăng nguyện ý thử lại một lần. Lục Kinh Thiên nhìn thấy cái kia huyết sắc hạp tử lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn thế nhưng là rất rõ ràng cái này huyết sắc hạp tử đáng sợ. Lúc trước, chính là cái này huyết sắc hạp tử, dễ như trở bàn tay giết hắn thần vương pháp thân, còn có thiên võ phong tốt mấy vị trưởng lão. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa lấy ra, hắn lại như thế nào không kiêng kỵ đây? Ngươi muốn phản bội Thiên Võ Thần Sơn, cùng Thiên Võ Phong là địch. Lục Kinh Thiên lạnh như băng nói ra. Những người khác nhìn thấy, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc, bọn họ nghĩ không ra, tại sao Lục Kinh Thiên không đúng Tiêu Phàm xuất thủ,
Tiêu Phàm cho dù là mạnh, lại có thể mạnh đi nơi nào? Hôm nay Lục gia tử vong mấy vạn người, thù này không báo, Lục gia còn như thế nào độc bá thiên vũ vực? Chưa nói tới phản bội a, ta vốn là không xem như thiên võ thần sơn người. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm nơi xa chỉ còn lại bộ xương quân Nhược Hoan nói, hơn nữa hôm nay, hắn, ta chắc chắn bảo vệ. Ngươi tính thứ gì, ta Lục gia muốn giết người, ai cũng cứu không được. Làm càn, nho nhỏ cổ thần cảnh, ngươi cho rằng ngươi cũng có oanh thiên chiến xa sao? Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng tử như cuồng coi trọng ngươi, chúng ta liền không dám động tới ngươi, người này giết ta Lục gia mấy vạn người, hôm nay, chúng ta giết định hắn. Lục gia còn sót lại những cái kia tu sĩ lên cơn giận dữ, đáng sợ khí tức từ trên người bọn họ nở rộ mà ra, hướng về Tiêu Phàm nghiền sát mà tới. Tiêu Phàm kích động thể nội vô tận chiến huyết, không lọt vào mắt bọn họ uy áp, huống chi, bên cạnh hắn có thể còn có Bạch Ma đây. Bây giờ Bạch Ma đột phá bán bộ thần vương, thực lực coi như không bằng thần vương tiền kỳ, nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu, nếu như biến thành bản thể mà nói, đoán chừng ngăn lại một cái thần vương trung kỳ, cũng không phải là vấn đề. Đây cũng là Tiêu Phàm hiện tại lớn nhất ỷ vào. Về phần cái kia huyết sắc hạp tử, Tiêu Phàm chỉ là dùng để hù dọa Lục Kinh Thiên mà thôi, cái này huyết sắc hạp tử chỉ có hai cái, một cái ở trong tay hắn, mà một cái khác cũng là bị thần vô tâm chiếm đi. Có thể mấu chốt là Lục Kinh Thiên không biết a, lần trước hắn thế nhưng là được chứng kiến cái này huyết sắc hạp tử uy lực, chính hắn ngược lại là không sợ, nhưng Lục gia những người này, có thể chưa hẳn có thể sống sót a. Tiêu Phàm dùng cái này huyết sắc hạp tử, liền là dùng để trấn nhiếp Lục Kinh Thiên mà thôi, về phần những cái kia cổ thần cảnh, cho dù là phong hầu cường giả, Tiêu Phàm cũng căn bản không để trong mắt. Hắn muốn đi, trừ phi thần vương, nếu không căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Vực chủ đại nhân, cân nhắc như thế nào? Tiêu Phàm không lọt vào mắt những người khác, nhàn nhạt nhìn về phía Lục Kinh Thiên nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn bản thân, Lục gia đám người phẫn nộ vô cùng, bọn họ dù sao cũng là thế hệ trước tu sĩ, hơn nữa có không ít cổ thần cảnh cường giả. Có thể Tiêu Phàm căn bản liền con mắt đều không có nhìn bọn họ một cái, ở trong mắt Tiêu Phàm, bọn họ giống như rác rưởi một dạng. Lan, đám người còn muốn nói cái gì? Nhưng mà không chờ bọn hắn mở miệng, Lục Kinh Thiên lại là một tiếng quát lớn, nháy mắt thu hồi hỏa diễm lực lượng. Gia chủ, Lục gia tu sĩ sắc mặt biến đổi, bọn họ nơi nào nghĩ đến, Lục Kinh Thiên dĩ nhiên thật đáp ứng thả quân Nhược Hoan. Chẳng lẽ bản thân Lục gia mấy vạn người chết vô ích sao? Nếu quả thật là dạng này, ở trong mắt đám người, đoán chừng sớm đã trở thành cười nhạo, vậy sau này Lục gia còn như thế nào độc bá thiên vũ vực đây? Đều câm miệng cho ta. Lục Kinh Thiên hung ác trợn mắt nhìn Lục gia đám người một cái, tất cả mọi người vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục mở miệng. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Lục Kinh Thiên trên người ngập trời sát khí, cái này sát khí không phải châm đối bọn họ, nhưng là Lục Kinh Thiên nếu như đã mở miệng, vậy bọn hắn liền không dám có bất luận cái gì ngỗ nghịch ý. Đừng nói nhường bọn họ im miệng, liền là nhường bọn họ đi chịu chết, cũng có một số người không có bất luận cái gì chần chờ. Một màn này, cũng đem vừa mới chạy tới tử như cuồng khiếp sợ đến, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay huyết sắc hạp tử lúc, nháy mắt hiểu cái gì. Lúc ấy Tiêu Phàm dùng cái này huyết sắc hạp tử âm sát Lục Kinh Thiên một màn, tử như cuồng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử này, thật đúng là cả gan làm loạn a. Tử như cuồng trong lòng thầm nói, chỉ là, hôm nay sự tình, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đi qua. Lão Tam. Công tử, cũng liền ở lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu, Ảnh Phong, Tiếu Thiên Tà, Quỷ Thiên Cừu mấy người cũng chạy tới, đề phòng nhìn xem Lục gia tu sĩ. Ảnh Phong, đem quân Nhược Hoan mang tới. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại phẫn nộ quát, hắn con ngươi, một mực rơi vào Lục Kinh Thiên trên người, chú ý đến hắn nhất cử nhất động. Là, công tử, Ảnh Phong lách mình xuất hiện ở chỉ còn lại một bộ xương quân Nhược Hoan bên người. Chiến. Chiến xa, quân Nhược Hoan chỉ phía dưới phế tích bên trong thanh sắc cổ chiến xa, con người kiên định lắc lắc đầu. Đồ vật ngươi liền đừng muốn. Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn một cỗ khí thức một mực tập trung vào oanh thiên chiến xa, đáng tiếc, chiến xa phía trên có một cỗ cường hoành lực lượng đẩy lui hắn. Cho dù như thế, Lục Kinh Thiên cũng sẽ không nhường quân Nhược Hoan mang đi oanh thiên chiến xa,
thật sự là oanh thiên chiến xa uy lực quá kinh khủng. Nếu như ta nhất định muốn mang đi đây, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, một cái tay ước lượng lấy trong tay huyết sắc hạp tử, một cái tay khác đột nhiên lại xuất hiện một cái. Một cái uy lực tất nhiên không cách nào trấn nhiếp Lục Kinh Thiên, hai cái kia đây. Nhìn thấy Lục Kinh Thiên không có mở miệng, Tiêu Phàm lại nói, lão nhị, giúp quân Nhược Hoan đem vật này thu hồi đến. Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng mà, Lục Kinh Thiên trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Liên thần vương cảnh đều cầm không được đồ vật, hắn một cái cổ thần cảnh muốn lấy đi. Thực sự là cười nhạo, Lục gia một cái tu sĩ càng là cười lạnh giễu cợt nói. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt ý tứ cũng viết rõ, cái kiệu anh thiên chiến xa, coi như cho các ngươi cũng cầm không đi. Người ở đây, chỉ có quân Nhược Hoan một người có thể khống chế, mà quân Nhược Hoan bây giờ người bị trọng thương, hiển nhiên cũng không có khả năng mang đi oanh thiên chiến xa. Đây cũng là Lục Kinh Thiên không có mở miệng nguyên nhân, chính hắn vừa mới cũng âm thầm thử nhiều lần, đều không cách nào thành công, huống chi một cái cổ thần cảnh tiểu tử đây. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, lại là làm cho tất cả mọi người cả đời khó quên. Chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu đi đến oanh thiên chiến xa phía trước, trực tiếp một tay quăng lên oanh thiên chiến xa liền đạp không mà lên, tựa như cái kia thanh đồng chế tạo oanh thiên chiến xa không có bất luận cái gì trọng lượng một dạng. Làm sao có thể, người Lục gia đều trợn tròn mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua oanh thiên chiến xa, biết rõ người bình thường không có khả năng làm động đậy, nhưng là hiện tại, một cái cổ thần cảnh tiểu tử dễ dàng liền nhấc lên, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng đây? Các ngươi trước rời đi Thiên Võ Thần Sơn, càng xa càng tốt. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu lực lớn vô tận, nắm giữ chiến tộc huyết mạch, hơn nữa còn là một loại đặc thù lôi thể, có thể cầm động oanh thiên chiến xa, lại là tại hắn trong dự liệu. Tiểu tử này ngược lại cũng nhạy bén, biết rõ nhường bọn họ đi trước. Tử Như Cuồng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Buông xuống oanh thiên chiến xa, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi. Lục Kinh Thiên tức khắc gấp gáp, Lục gia chết mấy vạn người cũng liền bình thường, hiện tại thậm chí ngay cả oanh thiên chiến xa đều muốn mang đi, cái này khiến hắn như thế nào khả năng đáp ứng chứ? Phực chủ đại nhân có thể thử xem, Lục gia hiện tại cũng đã nhân tài điêu linh, cái mạng này của chúng ta lại không thế nào đáng tiền. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tiến lên một bước, một cái tay nắm vuốt huyết sắc hạp tử, tùy thời đều khả năng nổ tung. Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, so với hận quân Nhược Hoan, hắn càng hận Tiêu Phàm. Nắm đấm nắm chặt, ken két thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng âm thầm thề, Lục gia người an toàn sau đó, nhất định muốn đem bọn họ tất cả mọi người sát quang, một tên cũng không để lại. Công tử, thật xin lỗi. Quân Nhược Hoan đi tới Tiêu Phàm bên người, suy yếu phun ra một câu. Ngươi không phải thật xin lỗi ta. Mà là thật xin lỗi bản thân. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, cũng không quay đầu lại nói ra, ta nếu là ngươi, đột phá thần vương cảnh, quang minh chính đại đem Lục gia giết chó gà không tha, mà không phải đem bản thân lâm vào hiểm cảnh. Lời này vừa nói ra, nơi xa Tử Như Cuồng tức khắc trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này, thật đúng là thật lớn sát tính. Mà Lục gia đám người lại là răng mài đến cạc cạc rung động, trên người sát khí không thêm mảy may che giấu. Rất phẫn nộ còn là muốn thuộc Lục Kinh Thiên, hắn muốn cho Tiêu Phàm bọn họ một tên cũng không để lại, đều chỉ có thể ở trong lòng nói ra. Có thể Tiêu Phàm tiểu tử này ngược lại tốt, dĩ nhiên trắng trợn liền kêu gào diệt hắn Lục gia, chẳng lẽ Lục gia thật tốt như vậy diệt sao? Làm càn, Lục gia không ít người phẫn nộ gầm thét lên. Tiêu Phàm lại là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là Lục Kinh Thiên, chỉ cần Lục Kinh Thiên bất động, hắn cũng bất động. Là, công tử, thuộc hạ thụ giáo, quân Nhược Hoan cũng là hơi hơi kinh ngạc, nếu như nói trước đó hắn còn đối Tiêu Phàm trong lòng còn có chút khúc mắc, như vậy hiện tại hắn là thật phát ra từ nội tâm kính phục Tiêu Phàm. Hắn báo thù đều chỉ là vụng trộm đến, mà Tiêu Phàm lại muốn quang minh chính đại đến, hai người cảnh giới liền đã không còn cùng một cái tầng thứ. Đi, Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, ngữ khí không cho phép phủ định. Lập tức phân ra một đạo linh hồn phân thân hướng về ngoại giới bay đi. Hiện tại kéo thời gian càng lâu, Lục Kinh Thiên kiên nhẫn liền không có nhiều như vậy, một khi hắn xuất thủ, qua một lúc muốn đi,
liền thật phiền toái. Công tử, đám người mặc dù biết rõ Tiêu Phàm ý tứ, nhưng bọn hắn không muốn để cho Tiêu Phàm một người đặt hiểm cảnh. Đi, cuối cùng, Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái, hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về ngoại giới phóng đi. Các ngươi đi không nổi. Có một cái lục gia tu sĩ khinh thường nói, giờ phút này cả tòa Thiên Võ Phong đều bị trận pháp vây khốn, đối nội không đối ngoại, bên trong người là không thể nào rời đi. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, nơi xa Tiêu Phàm linh hồn phân thân đột nhiên đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời thần văn bỗng nhiên xuất hiện, cùng cái kia trận pháp màn sáng hòa làm một thể. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trận pháp đã nứt ra một đạo lỗ hổng, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người trực tiếp xuyên ra ngoài, lục ra một đám tu sĩ trực tiếp ngốc trệ ở nguyên địa, trên mặt chỉ cảm giác nóng bỏng đau. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm một phương, nguyên địa liền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Bạch Ma, hai người vẫn như cũ thần sắc đề phòng nhìn xem Lục Kinh Thiên. Lục Kinh Thiên nắm đấm nắm chặt, ngón tay khảm vào trong lòng bàn tay, dường như muốn bóp ra máu. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi, Thiên Võ Phong tức khắc một mảnh tĩnh mịch, lục ra tất cả mọi người hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Bạch Ma, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thật lâu, lục ra đám người tựa như nhận lấy chỉ thị gì, bỗng nhiên hướng về bốn phía tan đi mà đi. Cùng lúc đó, Lục Kinh Thiên một tiếng quát như sấm, liền hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất thình lình một màn, nhưng Tiêu Phàm đều hơi kinh hãi, bất quá, hắn đã sớm thông báo Bạch Ma sớm có chuẩn bị. Oanh, mắt thấy Lục Kinh Thiên một trường sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Bạch Ma móng vuốt bỗng nhiên nghênh đón, hư không đều thật giống như bị một chảo này xé nát một dạng. Ầm một tiếng nổ vang, Bạch Ma thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, mà Lục Kinh Thiên lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Lục Kinh Thiên phẫn nộ đến cực điểm, hắn âm thầm mệnh lệnh lục ra đám người tản ra, vốn định giết Tiêu Phàm một cái trở tay không kịp, có thể không nghĩ đến, Bạch Ma dĩ nhiên ngăn cản hắn. Hắn càng không nghĩ đến là, Bạch Ma bây giờ dĩ nhiên có thể ngăn trở bản thân đường đường thần vương cảnh công kích. Dám đối bản đế vô lễ, người mới tự tìm cái chết. Bạch Ma giận tím mặt. Bây giờ hắn cũng đã khôi phục lại bán bộ thần vương cảnh giới, cho dù đối mặt phổ thông thần vương cảnh tiền kỳ, cũng đồng dạng không sợ hãi, lại có thể cho người một ngụm một câu nghiệt xúc vũ nhục, cho dù thần vương cũng không được. Không đợi Lục Kinh Thiên động thủ, Bạch Ma lần nữa xông tới, hung uy vô hạn. Nói chung, cổ thần cảnh là không thể nào chiến thắng thần vương cảnh. Dù sao thần vương cảnh trưởng khống thế nhưng là pháp tắc lực lượng, cơ bản có thể nghiền ép cổ thần cảnh. Nhưng Bạch Ma khác biệt, hắn bản thân chính là thiên tài, huống chi hắn đã từng cũng đã siêu việt thần vương cảnh, dù là hắn chỉ là bán bộ thần vương, nhưng nhường hắn ngăn lại một cái thần vương trung kỳ, đều khả năng không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, Bạch Ma cùng Lục Kinh Thiên kịch liệt đụng vào nhau, toàn bộ thiên khung đều bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Thần vương cảnh uy thế đủ để cho thiên băng địa liệt, bá đạo tuyệt luân, cho dù là dư ba, đều đủ để chấn thương cổ thần cảnh tu vi. Tiêu Phàm cũng thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới Tử Như Cuồng cách đó không xa. Đại trưởng lão, chúng ta đi giết hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị chạy trốn, lục gia cổ thần cảnh cường giả tức khắc đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Phàm. Lục gia chết mấy vạn người, mà kẻ cầm đầu cũng đã đào tẩu, khẩu khí này. Bọn họ vô luận như thế nào đều nuốt không xuống, chỉ có thể tìm Tiêu Phàm báo trở về. Lục gia đại trưởng lão lông mày hơi nhíu, điểm cuối cùng gật đầu nói, các ngươi sáu người cùng ta cùng một chỗ, những người khác tiếp tục tản mở, không muốn tới gần. Tuy nhiên hắn không biết Lục Kinh Thiên tại sao không cho tập thể tới gần Tiêu Phàm, nhưng hắn cũng có thể đoán được, bao nhiêu cùng Tiêu Phàm trong tay huyết sắc hạp tử có quan hệ. Bọn họ bảy người xuất thủ. Đã có thể tránh khỏi Tiêu Phàm sử dụng huyết sắc ngọc hạp, cũng có đầy đủ thực lực có thể giết chết Tiêu Phàm. Thoại âm rơi xuống, lục gia đại trưởng lão liền mang theo lục đại cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh hướng về Tiêu Phàm đi đến. Không thể không nói, lục gia nội tình không phải bình thường cường đại, nếu như không phải cổ thần cảnh muốn đột phá thần vương cảnh nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, có lẽ lục gia đã sớm thần vương đi đầy đất. Nhìn thấy lục gia thất đại trưởng lão đánh tới. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thu hồi huyết sắc ngọc hạp, trong tay xuất hiện một chuôi tử huyết sắc trường kiếm, đáng sợ túc sát chi khí từ trên người hắn bạo phát ra. Tiêu Phàm,
người cái kia sủng vật ngăn cản Lục Kinh Thiên, người còn không mau đi. Tử Như Cuồng âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm bây giờ muốn đi, nhất định là có thể làm được. Qua một lúc nếu như bị Lục Gia Đông đảo trưởng lão vây công, khả năng liền muốn đi đều không đi được. Hắn Tử Như Cuồng cố nhiên muốn trợ giúp Tiêu Phàm, nhưng đều là Thiên Võ Thần Sơn người, hắn nếu đối Lục Gia xuất thủ, đến lúc đó có thể sẽ gặp mấy đỉnh khác đả kích, cái này cũng không phải Tử Như Cuồng muốn nhìn thấy. Hiện tại còn không đến lúc đó, Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tử Như Cuồng một cái, hắn biết rõ, những ngày qua, nếu như không phải Tử Như Cuồng hỗ trợ, đoán chừng Lục Kinh Thiên đã sớm đối với hắn động thủ. Nhìn thấy cái kia thất đại trưởng lão tới gần, Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại trán phóng nồng đậm chiến ý. Tử tiền bối, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một mai tử sắc lệnh bài. Nhìn thấy tử sắc lệnh bài một sát na kia, Tử Như Cuồng con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nói, đây là... Không chờ hắn kịp phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp đem tử sắc lệnh bài ném cho Tử Như Cuồng, hết sức trịnh trọng nói, vật này cho ngươi, có thể hay không thay ta bảo vệ U Vân Phủ đám người an toàn. Hiện tại cũng đã triệt để đắc tội Thiên Võ Phong, Tiêu Phàm lo lắng nhất cũng không phải bản thân, mà là U Vân Phủ đám người. Hắn cũng không muốn bởi vì bản thân duyên cớ, Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ bọn họ chịu khổ độc thủ. Tử Như Cuồng tiếp nhận tử sắc lệnh bài, trong lòng sớm đã nhắc lên kinh đào hải lãng, hắn tự nhiên biết rõ cái này tử sắc lệnh bài bên trong đồ vật là cái gì, chỉ là hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm sảng khoái như vậy liền cho bản thân. Giờ khắc này, Tử Như Cuồng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến bất đồng. Hắn hít sâu một cái, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng hưng phấn, truyền âm nói tốt, chỉ cần có ta Tử Như Cuồng ở một ngày, U Vân Phủ liền thụ ta Tử Vũ Phong phù hộ. Tốt, Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, giải quyết Thanh Minh bọn họ an nguy, hắn hiện tại cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Tử Phong chủ, người nghĩ bảo vệ Tiêu Phàm, cùng ta Thiên Võ Phong là địch sao? Lục Gia đại trưởng lão thần sắc băng lãnh nhìn xem Tử Như Cuồng. Vâng, người yên tâm, các ngươi điểm ấy phá sự, lão phu lười nhắc nhúng tay. Tử Như Cuồng hừ lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo chớp lóe biến mất ở nguyên chỗ, hiển nhiên là rời đi. Nhìn thấy Tử Như Cuồng rời đi, Lục Gia đại trưởng lão mấy người cũng thở dài một hơi, nếu như Tử Như Cuồng thật muốn bảo trụ Tiêu Phàm, bọn họ cũng không dám tự tiện động thủ. Tiêu Phàm, hiện tại cũng không có ai có thể cứu ngươi. Lục Gia đại trưởng lão Vân cười lạnh một tiếng, phất tay, cái khác Lục đại trưởng lão bỗng nhiên đánh giết mà đến. Không người nào cứu được ta, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn người nào cứu. Tiêu Phàm cười nhạt lắc lắc đầu. Hắn biết rõ một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Hắn Tiêu Phàm bây giờ cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, những người này chỉ là cổ thần cảnh tu vi mà thôi, muốn tính mạng hắn, cơ bản là không thể nào. Càn rỡ, Tử Đáo Lâm đầu còn mạnh miệng, Vân quát mắng một tiếng, quanh thân thần lực bỗng nhiên kích động, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mà lúc này, mặt khác Lục đại trưởng lão cũng đã từ 6 cái phương hướng vây Tiêu Phàm. Đáng sợ thần thông lực lượng từ 4 phía gào thét mà tới, hư không đều tiếp nhận không được cỗ kia uy áp, mãnh liệt lay động. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, mắt thấy 6 người công kích sắp rơi xuống thời khắc, hắn thân thể cũng bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, chỉ thấy từng đạo yêu diễm huyết quang ở hư không tràn ra. Sau một khắc, mấy đạo kêu thảm vang lên, lại là nhìn thấy 6 cái trưởng lão đầu bỗng bay lên, huyết dịch từ cổ vị trí phun ra, giống như máu tươi suối phun. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, tới chết, Lục Gia cái kia Lục đại cổ thần cảnh cường giả đều không biết mình là như thế nào chết. Nơi xa Lục Gia chúng cường nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều cảm giác ra đầu tê dại một hồi, dạng này tốc độ, quá đáng sợ. Cái gì thần thông, thiên phú, ở nơi này cực hạn tốc độ trước mặt, lại tính được cái gì? Làm sao có thể, Vân trợn to hai mắt nhìn xem một màn này, ở hắn nhìn đến. Lục Gia Lục đại cổ thần cảnh đỉnh phong đối phó Tiêu Phàm cũng đã dư xài. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, lúc này mới một cái nháy mắt, Lục đại cổ thần cảnh cường giả dĩ nhiên toàn bộ bỏ mình đạo tiêu. Không biết tại sao, Vân trong lòng dâng lên một loại đáng sợ ý lạnh, người trẻ tuổi này, nhưng hắn cảm nhận được một loại tử vong khí tức. Tiêu Phàm thân hình thoáng hiện mà ra, lạnh lùng nhìn xem 4 phía Lục Gia đám người nói, yên tâm,
cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, Quân Nhược Hoan không có hoàn thành sự tình, hiện tại liền để ta tới thay hắn hoàn thành a. Tiêu Phàm lời nói, lộ ra một cỗ túc sát chi khí, tựa như diệt sát Lục gia tất cả mọi người, chỉ là đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Lục gia đám người không tự chủ được dùng mình một cái, ngay cả cái kia Vân cũng không dám tiến lên. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng miểu sát Lục đại cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, có thể Tiêu Phàm lại làm được, cái này khiến hắn như thế nào không sợ đây? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vân sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn còn nhớ rõ, Tiêu Phàm hơn một tháng trước đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, mới chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Có thể lúc này mới bao lâu, hắn dĩ nhiên cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa diệt sát cổ thần cảnh đỉnh phong, giống như cắt cỏ rác một dạng. Vân nghĩ không ra, cái này tựa như trở thành hắn ma chướng, nhất định muốn biết rõ ràng Tiêu Phàm vì sao sẽ mạnh như vậy một dạng. Một nhóm rác rưởi, bớt nói nhiều lời, tất cả cút tới chịu chết a. Tiêu Phàm lười nhác cùng Vân bọn họ kiến thức. Tất nhiên lời đã ra miệng, Tiêu Phàm không ngại giết thống khoái, không nói Quân Nhược Hoan cùng Lục gia lại diệt tộc mối thù, liền là hắn Tiêu Phàm, cũng đồng dạng cùng Lục gia có không thể ma diệt cừu hận. Đệ nhất thành mấy trăm vạn người bình thường tính mệnh, Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cứ tính như vậy, chỉ là hắn còn không có đầy đủ thực lực báo thù mà thôi. Bây giờ Bạch Ma kéo lại Lục Kinh Thiên, hắn Tiêu Phàm cũng đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ, tự nhiên muốn giết thống khoái. Lục gia chúng cường phẫn nộ đến cực điểm, thế nhưng là ai cũng không dám tiến lên, bọn họ trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Đầu tiên là bị Quân Nhược Hoan trấn nhiếp, diệt Lục gia mấy vạn sơ giai tu sĩ, hiện tại Tiêu Phàm dĩ nhiên chuẩn bị tàn sát bọn họ những cái này cổ thần cảnh cường giả, cái này khiến bọn họ như thế nào không biệt khuất đây. Đã các ngươi không lên, vậy liền ta tới. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lách mình hướng về Vân phóng đi. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn một người, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không chết hắn một cái cổ thần cảnh hậu kỳ sao? Lục gia một vị trưởng lão gầm thét một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giết hắn, những người khác cũng lên cơn giận dữ, tất cả phẫn nộ đều chuyển hóa trở thành cừu hận. Bọn họ thế tất yếu đem Tiêu Phàm lột ra róc xương. So nhiều người sao, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thân ảnh bỗng biến bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên biến thành hai cái, sau đó lại biến thành bốn cái, tám cái. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, hư không liền nắm giữ trên trăm Tiêu Phàm, mỗi một cái trên người phát ra khí tức đều không kém đối cổ thần cảnh hậu kỳ. 100 cái, Lục gia đám người trợn tròn mắt, một cái Tiêu Phàm cũng đã đầy đủ đáng sợ, bây giờ dĩ nhiên nhiều đến trên trăm. Những cái kia nhào giết đến tận người tới, toàn thân run rẩy dữ dội, thân hình bỗng nhiên ngưng một cái, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Giả, nhất định là giả, Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm bản thể cũng đã đi tới hắn trước người cách đó không xa. Tu La kiếm nhấc lên, một đạo màu xám kiếm quang nghịch thiên mà lên, hủy diệt tính khí tức bao phủ tứ phía bát phương. Vân không dám khinh địch, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một mai kim sắc đại ấn, thần lực thôi động thời khắc, kim sắc đại ấn bỗng nhiên biến lớn, hướng về đạo kia kiếm quang đánh giết mà đi. Bang, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm kiếm quang bạo tán mà ra, cái viên kia kim sắc đại ấn cũng bỗng nhiên bay trở về Vân trong tay, hắn thể nội khí huyết sôi trào không chỉ. Thật, Vân trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Mà lúc này, Tiêu Phàm trên trăm cỗ linh hồn phân thân cũng đã xông về Lục gia cái khác cổ thần cảnh cường giả, một thoáng thời gian, kêu thảm tiếng bên tai không dứt. Lục gia cổ thần cảnh tuy nhiều, nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm linh hồn phân thân hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, bọn họ căn bản là gánh không được. Vẻn vẹn chốc lát. Thì có 10 cái cổ thần cảnh cường giả cùng Tiêu Phàm linh hồn phân thân đồng quy vu tận, máu nhuộm hư không. Lục gia đám người lộ ra tuyệt vọng, bọn họ trước đó đối Tiêu Phàm muốn hủy diệt Lục gia mà nói khịt mũi coi thường, nhưng mà cho tới giờ khắc này, bọn họ mới rốt cục biết rõ, Tiêu Phàm không phải khẩu suất cuồng ngôn, mà là hắn thật có thực lực này. Trong lúc nhất thời, Thiên Võ Phong lần nữa loạn thành một bầy, sát phạt chi lực mãnh liệt. Cũng liền ở đám người loạn chiến thời khắc,
có hai cỗ linh hồn phân thân lặng lẽ xuất vào cổ lâm, trong đó một bộ linh hồn phân thân lấy ra một cái khay ngọc, bắt đầu ở bên trên khắc họa lên đến. Một cái khác cỗ linh hồn phân thân thì ở bốn phía bận rộn, hiển nhiên là ở bố trí trận pháp. Tất cả những thứ này tiến hành 10 phần ẩn nấp, người nào cũng không có phát hiện. Chân trời, Lục Kinh Thiên bị Bạch Ma gắt gao ngăn chặn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân tộc nhân bị Tiêu Phàm đổ sát, đôi mắt bên trong hung quang bắn ra bốn phía. Nghiệt xúc, cho bản vương chết đi. Lục Kinh Thiên gầm thét một tiếng, một kiếm giận bổ xuống, muốn diệt sát Bạch Ma. Ngươi chết tê liệt, bản đế nếu là đồng giai, diệt ngươi giống như run rế. Bạch Ma hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng móng vuốt nghênh đón. Bang một tiếng nổ vang, Bạch Ma móng vuốt tựa như thần binh lợi khí, dĩ nhiên sinh sinh chặn lại Lục Kinh Thiên một kiếm, có thể nghĩ nhục thân của hắn đáng sợ. Lục Kinh Thiên sốt ruột vô cùng, cứ tiếp như thế, Lục gia đệ tử, đoán chừng sẽ bị Tiêu Phàm đổ sát không còn một mảnh. Chẳng lẽ muốn vận dụng cỗ kia lực lượng sao? Lục Kinh Thiên trong lòng rét lạnh vô cùng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ bị một cái cổ thần cảnh cùng một đầu thần thú bước đến dạng này cấp độ. Cân nhắc lúc này, Lục Kinh Thiên cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, hắn rất rõ ràng, bản thân nếu là vận dụng cỗ kia lực lượng, xác thực có thể nhẹ nhõm diệt sát Tiêu Phàm. Có thể một khi bại lộ, bản thân Lục gia cũng khả năng gặp tai họa ngập đầu, đây không phải hắn muốn nhìn thấy. Nếu không mà nói, hắn Lục gia đừng nói độc đại thiên võ thần sơn, cho dù nhất thống thiên vũ vực cũng không phải vấn đề. Huống hồ, sự tình đã đến nước này, Lục gia đã chết mấy vạn người, trước đó hắn đều nhịn được, hiện tại lại làm sao có thể vì một cái Tiêu Phàm vận dụng cỗ kia lực lượng đây. Tiêu Phàm, ngươi nếu dám giết ta Lục gia người, ta định diệt ngươi U Vân Phủ. Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hắn hiện tại chỉ có thể tìm đúng Tiêu Phàm nhược điểm, hy vọng có thể ngăn lại Tiêu Phàm. Hắn phát hiện, Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, hiện tại Lục gia vậy mà đều không làm gì được hắn, đợi một thời gian, ai còn có thể trị được hắn. U Vân Phủ cùng ta có liên can gì? Từ ngươi Lục gia diệt ta đệ nhất thành sau đó, thiên vũ vực tất cả thế lực liền không liên quan gì đến ta, giết bọn họ, ta ly khai thiên vũ vực. Ngươi lại có thể làm ta như thế nào? Tiêu Phàm ngông cuồng cười lớn. Đến hiện tại, người nào cũng không có khả năng nhường hắn dừng tay, Tử Như Cuồng đều không được, lại càng không cần phải nói hắn Lục Kinh Thiên. Đây cũng là lúc trước Thanh Khung nhường hắn Tiêu Phàm trùng kiến đệ nhất thành, Tiêu Phàm không có đáp ứng nguyên nhân, bởi vì hắn không muốn thụ người khác uy hiếp. Hiện tại đệ nhất thành, mặc dù Tu La Điện còn đóng quân tại đó, nhưng sớm đã không phải trước kia đệ nhất thành. Tất cả mọi người đều từ bên ngoài đi tới vụng trộm. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm giết càng thêm càn rỡ lên, những nơi đi qua, một màn mưa máu, cụt tay cụt chân chiếu xuống hư không. Ngoại giới, mặt khác tứ phong tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi tim mật phát lạnh, Tiêu Phàm chiến lực quá kinh khủng, một người độc chiến mấy trăm cổ thần cảnh, dĩ nhiên như vào chỗ không người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Gia hỏa này đơn giản chính là một sát thần a. Có người lên tiếng kinh hô, rung động không thôi. Vũ Văn Tiên, Kiếm Tử, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng cấp tuổi một đời thiên tài cũng toàn bộ đều chạy tới, bọn họ nhìn thấy một màn này, thần sắc vô cùng phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cùng bọn họ còn ở cùng một cái xuất phát chạy tuyến trên Tiêu Phàm, cũng đã xa xa giành trước bọn họ. Đám người nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm lập thệ. Nhất định muốn ở bách sát chiến trường đại phóng quang thải, lấy được cơ duyên, trùng kích thần vương cảnh. Mà Tiêu Phàm, lại là không có để ý tới bất luận kẻ nào ánh mắt, vẫn như cũ đại sát tứ phương, một bộ thế tất yếu hủy diệt Lục gia tư thế. Hai tiếng huynh đệ, thiên võ phong phía trên đồ sát đang tiếp tục, Tiêu Phàm linh hồn phân thân đã chết 40-50 cái, nhưng Lục gia cổ thần cảnh cường giả chết càng nhiều. Đồng giai tu sĩ. Nếu là ôm lấy đồng quy vu tận đấu pháp, muốn đào tẩu cũng thành vấn đề. Hiện tại Tiêu Phàm liền là loại trạng thái này, hắn linh hồn phân thân tử thương đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì tổn hại, đây cũng là hắn loại này linh hồn thiên phú nghịch thiên chỗ. Đương nhiên, trên trăm cỗ linh hồn phân thân, đối Tiêu Phàm tiêu hao cũng là cực lớn. Giờ phút này, hắn thể nội hắc sắc vòng xoáy cùng thí thần chính đang điên cuồng luyện hóa thần thạch cùng thần cách, bổ sung bản thân cần thiết. Hiển nhiên,
Tiêu Phàm loại này linh hồn thiên phú, cũng không phải là không có nhược điểm, nếu là đổi lại những người khác, dù là nắm giữ đồng dạng thiên phú năng lực, cũng không có khả năng thời gian dài chiến đấu. Nửa canh giờ sau đó, Tiêu Phàm trên 100 linh hồn phân thân toàn bộ tử vong, Lục gia chết hơn 100 cái cổ thần cảnh cường giả, còn lại người, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ bị thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều biến vô cùng hoảng sợ, đây quả thực chính là một sát thần. Lại nhìn hắn bộ dáng, mặt không hồng, tim không nhảy, tựa như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng, đây mới là kinh khủng nhất. Người nào biết rõ hắn phải chăng còn có thể thi triển ra đồng dạng lực lượng, nếu như đến thêm 100 cái linh hồn phân thân, còn lại người, có thể chưa hẳn có thể chống đỡ được. Hôm nay đùa thật tận hứng, muốn hay không lại đến một lần. Tiêu Phàm một người một kiếm, giết phân cơ hồ chỉ có sức phản kháng. Chơi tận hứng, lại đến một lần, đoàn người nghe được Tiêu Phàm lời nói, khóe miệng có chút co lại. Lại đến một lần, Lục gia đoán chừng thật muốn chết hết, cuối cùng đoán chừng chỉ có thể còn lại Lục Kinh Thiên cái này thần vương cảnh tu sĩ. Người nào cũng không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói tính chân thực, bởi vì hắn thật có thực lực này. Vân Hung giữ nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như toàn lực một trận chiến, hắn ngược lại cũng chưa chắc sẽ sợ hãi Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm chiến tích, sớm đã triệt để trấn nhiếp đến hắn, hắn căn bản là không khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm, người không muốn phách lối, nếu không phải. Vân Hung giữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi một dạng. Nếu không phải cái gì, Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Vân, cầm trong tay tu la kiếm một bước hướng về Vân đi đến. Vân không nói. Trên trán nổi gân xanh, một bước hướng hậu phương thối lui. Tiêu Phàm, không nên ép quá ác, Lục gia không phải ngươi suy nghĩ như thế đơn giản. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm bên tai đột nhiên quanh quẩn một đạo thanh âm. Tiêu Phàm không có quay người, nhưng lại bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân, hắn biết rõ thanh âm này là ai, chỉ là hắn trong lòng rõ ràng có chút không tin. Tử tiền bối, lời này là ý gì? Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Vừa mới nhắc nhở hắn, chính là Tử Như Cuồng. Năm đó quân gia, có bát đại thần vương, có thể cuối cùng vẫn như cũ bị Lục gia diệt. Tử Như Cuồng không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Bát đại thần vương, Tiêu Phàm run lên trong lòng, nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, bất quá mặt ngoài nhưng như cũ 10 phần bình tĩnh. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, bát đại thần vương, đó là cỡ nào chiến lực a? Đoán chừng quét ngang thiên vũ vực là dễ như trở bàn tay, quân gia năm đó cường đại có thể nghĩ. Có thể như thế cường đại quân gia cuối cùng vẫn như cũ bị Lục gia tiêu diệt, cái kia Lục gia lại là cỡ nào đáng sợ đây? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, tự mình nghĩ xác thực quá đơn giản, Lục gia có thể hủy diệt quân gia, trấn áp thiên võ phong, há lại Lục Kinh Thiên một cái này thần vương có thể làm được. Cái khác không nói, liền là Tử Như Cuồng, cũng cực có thể là thần vương cường giả. Hơn nữa, mặt khác tam mạch, cũng hiển nhiên hữu thần vương cường giả tỏa chấn. Thậm chí, Tử Vũ Phong cũng vô cùng có khả năng còn có cái khác ẩn tàng thần vương cảnh lão quái vật, bọn họ chưa thấy qua, có thể cũng không đại biểu không tồn tại. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, hôm nay võ vực, có vẻ như không hề giống tưởng tượng như thế nhỏ yếu. Nếu quả thật là yếu như vậy mà nói, liền nhau mấy vực, đoán chừng đã sớm xuất thủ diệt thiên vũ vực. Há lại sẽ đợi đến hiện tại thế nào? Nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, Tiêu Phàm cũng có chút chù trừ, thật muốn diệt những người này, vạn nhất đem Lục gia những cái kia lão bất tử đưa tới, bản thân muốn làm sao chết đều không biết. Không sai, Lục gia không phải ngươi nghĩ như thế đơn giản, hiện tại bọn hắn cũng đã trốn đủ xa, ngươi cũng đi thôi. Tử Như Cuồng thanh âm lại vang lên lần nữa, hắn không muốn Tiêu Phàm vẫn lạc ở chỗ này. Tiền bối. Cái kia tại sao ta giết Lục gia những người này, Lục gia những cường giả kia lại không động hợp tác đây? Tiêu Phàm lại nghi hoặc nói. Ngươi còn uy hiếp không được Lục gia căn bản, hơn nữa, ngươi giết chết những người này, chỉ bất quá là Lục gia ngoại vi đệ tử mà thôi. Tử Như Cuồng lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Tiêu Phàm nghe vậy, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bản thân giết chết chỉ là ngoại vi lực lượng, hoặc có lẽ là... căn bản không vào Lục gia những cường giả kia pháp nhãn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm khó có thể tiếp nhận cái này sự thật, có thể Tử Như Cuồng hẳn là sẽ không lừa hắn, cũng không tất yếu lừa hắn.
Nếu như bản thân thật muốn đem bọn họ diệt tuyệt mà nói, rất có thể lại có cái khác thần vương cảnh cường giả xuất thủ, bạch ma thực lực nhiều nhất cũng liền có thể ngăn lại Lục Kinh Thiên mà thôi. Lại đến một cái thần vương cảnh cường giả mà nói, hắn có thể bạch ma đều khả năng lưu ở nơi này. Quân Nhược Hoan tại sao không biết đây? Nếu như biết rõ mà nói, hắn khẳng định sẽ nói với ta a. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, hắn hiện tại cũng có chút chù trừ lên, đến cùng giết hay là không giết. Vân nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở hư không, lạnh lùng theo dõi hắn, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang tính toán lấy cái gì, cho dù như thế, hắn cũng không dám tiến lên. Tiền bối, chiếu như lời ngươi nói, ta coi như giết sạch bọn họ, Lục gia cũng khả năng không sử dụng thần vương cảnh cường giả. Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên dương lên, lộ ra một vòng khát máu cười tà. Ngươi, Tử Như Cuồng kinh ngạc không thôi, khuyên nhủ nói, có thể một phần vạn xuất động đây. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, thần sắc không thay đổi, nhìn xem Vân nói, nam nhân nói chuyện, tự nhiên muốn giữ lời. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, đột nhiên, một cổ lại một cổ linh hồn phân thân xuất hiện, lần này, so vừa rồi còn muốn bao nhiêu, dĩ nhiên đạt đến 200 nhiều. Tê đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh. 100 cái Tiêu Phàm cũng đã đầy đủ đáng sợ, bây giờ dĩ nhiên lần nữa tăng gấp đôi, chẳng lẽ tiểu tử này, thật muốn đem Lục gia diệt tộc sao? Lục gia đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tựa như chết cha mẹ đồng dạng, lập tức bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên. 100 cái Tiêu Phàm bọn họ còn có thể kháng một hồi, nhưng bây giờ đến 200, bọn họ căn bản liền không có khả năng là đối thủ. Lại đến một lần, cái này đâu chỉ lại đến một lần. Gia chủ, Vân cũng bàng hoàng lớn hống, cho dù hắn cái này bán bộ thần vương, cũng có chút tim mật phát lạnh. Tiêu Phàm, người tự tìm cái chết. Lục Kinh Thiên toàn thân thiêu đốt lên phẫn nộ khí diễm, khí thế lần nữa tăng nhiều, một kiếm đánh lui bạch ma. Bạch ma gầm thét, thiếu chút nữa thì nhìn không được bại lộ ra bản thể, lần nữa nghênh đón. Bạch ma, 10 hơi sau đó, đi tới bên cạnh ta. Tiêu Phàm âm thầm cho bạch ma truyền âm nói, đồng thời, hắn trong lòng cũng bắt đầu mặc niệm lên. Rầm rầm rầm, kinh khủng nổ vang từ tứ phương vang lên, giao chiến âm thanh, kêu thảm tiếng liên miên không dứt, thiên võ phong đều kinh hồn sụp đổ, loạn thành một bầy. Bốn phía trận pháp vẫn như cũ không có biến mất, người Lục gia cho dù muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, ở 200 Tiêu Phàm linh hồn phân thân oanh sát phía dưới, người Lục gia một mảnh kêu rên, cho dù bán bộ thần vương phong hầu cường giả, cũng không có tử thương thảm trọng. Tiêu Phàm, hôm nay không giết ngươi, bản vương thề không phải người. Lục Kinh Thiên nhìn thấy một màn này, hai mắt đỏ bừng, trong mắt hung quang lộ ra, tựa như làm cái nào đó quyết định đồng dạng, nhè răng trợn mắt giận dữ hét. Hai tiếng huynh đệ, Lục Kinh Thiên thoại âm chưa rơi, hắn đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, hư không một trận chấn động, từng đạo gợn sóng từ hắn trước người khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, một cỗ hủy diệt tính khí tức từ cái kia liệt phùng bên trong sông ra, hư không đều run rẩy dữ dội lên, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm nhìn qua không trung bên trong Lục Kinh Thiên động tác, trong lòng hơi hơi chấn động. Chỉ thấy cái kia gợn sóng trung ương, dĩ nhiên đã nứt ra một đạo lỗ hổng, một mảnh huyết sắc quang mang chút xuống, xuyên thấu qua cái kia lỗ hổng, đám người tựa như nhìn thấy vô số ma ảnh loạn vũ. Ở cổ này khí thế phía dưới, cho dù là thần vương, cũng sợ hãi không thôi. Bạch ma cách nhau gần nhất, làm hư không vỡ ra thời khắc, hắn toàn thân lông dựng đứng phát dựng thẳng, con người kịch liệt thu rụt một cái. Mặc dù còn chưa đến 10 cái hô hấp thời gian, nhưng hắn vẫn gánh không được, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí phương hướng bay đi. Tiêu Phàm, đi mau. Bạch ma kêu sợ hãi một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ hốt hoảng. Tiêu Phàm, nhanh chóng rời đi. Tử Như Cuồng thanh âm cũng đang Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính khí tức, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, không cần bọn họ nhắc nhở, hắn liền cực tốc hướng về phía dưới cổ lâm bỏ chạy mà đi. Nhanh, ngăn lại hắn. Vân nhìn thấy, trong lòng đại hỉ, một cỗ chưa bao giờ có tự tin xuất hiện ở trên mặt, dẫn đầu phóng tới Tiêu Phàm bản tôn. Giết, Lục gia đám người mặc dù không biết vì sao, nhưng giờ phút này cũng toàn bộ đều không muốn sống đồng dạng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi.
Giết, Tiêu Phàm đồng thời một tiếng gầm thét, hắn nhiều như vậy linh hồn phân thân, đối phương muốn bắt được hắn bản tôn, lúc đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn mang theo Bạch Ma, người Lục gia tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Mẹ, may mắn tiểu gia đã sớm nghĩ kỹ đường lui, bằng không lần này thật muốn cắm. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này đáng sợ khí tức. Quay đầu nhìn lại thời khắc, Tiêu Phàm nhìn thấy hư không đạo kia lỗ hổng càng ngày càng lớn, ngay sau đó, một đạo huyết sắc ma ảnh từ cái kia liệt phùng bên trong vọt ra. Huyết sắc ma ảnh không sai biệt lắm cũng liền 10 trượng lớn nhỏ, nhưng phát ra khí tức, lại căn bản không kém đối Lục Kinh Thiên cái này thần vương cảnh, thậm chí so Lục Kinh Thiên còn muốn cường đại mấy phần. Cảm nhận được cỗ kia khí thế, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, hắn trước đó còn có chút hoài nghi tử như cuồng lời nói, nhưng là hiện tại, hắn là phát ra từ nội tâm tin tưởng. Lục gia coi như không có cái khác thần vương cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối có hủy diệt thần vương cảnh lực lượng. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã không cố được nhiều như vậy, nháy mắt hướng về sơn lâm bên trong phóng đi, về phần hắn linh hồn phân thân, vẫn ở chỗ cũ ra sức oanh sát Lục gia những người khác. Giết hắn, Lục Kinh Thiên gầm thét một tiếng, chỉ chạy trốn Tiêu Phàm bản tôn nói. Hống cái kia huyết sắc ma ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, tức khắc dương nanh múa vuốt hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi, khí thế kinh người. Bạch Ma, đi mau. Tiêu Phàm nháy mắt ngồi ở Bạch Ma trên lưng. Bạch Ma trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là không dám chần chờ mảy may, cái này huyết sắc ma ảnh cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy, Lục Kinh Thiên còn có thể triệu hồi ra càng nhiều huyết sắc ma ảnh. Việc cấp bách là thoát đi Thiên Võ Thần Sơn lại nói. Chỉ là hắn không biết là, Tiêu Phàm vì sao muốn nhường hắn trốn vào sơn lâm, lấy thần vương cường giả chi uy. Dù là đánh nát hôm nay võ phong cũng sẽ không khó khăn a. Bất quá Bạch Ma cũng biết rõ, Tiêu Phàm khẳng định sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, hắn có lẽ còn có hậu chiêu gì cũng nói không chừng. Bạch Ma tốc độ rất nhanh, nhưng so với huyết sắc ma ảnh tới nói, vẫn như cũ rất chậm. Mắt thấy cái kia huyết sắc ma ảnh sắp đuổi theo thời khắc, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Bảo, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Hai cái kia bách linh hồn phân thân bỗng nhiên nổ tung, thanh thế kinh người. 200 linh hồn phân thân, thế nhưng là tương đương với 200 cổ thần cảnh trung hậu kỳ cường giả đồng thời bạo tạc, uy lực của nó có thể nghĩ. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cả tòa Thiên Võ Thần Sơn bắt đầu sụp đổ ra, đáng sợ khí thế bao phủ tứ phía bát phương, cái kia trận pháp cũng run lẩy bẩy. Cũng liền không đến một cái hô hấp thời gian. Trận pháp sốt cục ngăn cản không nổi cỗ kia áp lực, trực tiếp nổ tung. Về phần Lục gia những cái kia cổ thần cảnh cường giả, càng là chết đến không thể lại chết, dù là bán bộ thần vương cảnh phong hầu cường giả, cũng ngăn cản không nổi cỗ kia uy áp. Huyết sắc ma ảnh cũng nhận lấy rất lớn trùng kích, kém chút liền muốn bạo tán ra, thân hình cũng bỗng ngưng một cái, bị chấn động đến hướng về hậu phương bay đi. Hỗn trướng, Lục Kinh Thiên phẫn nộ đến cực điểm. Hai mắt đỏ bừng như máu, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch thời khắc, 200 linh hồn phân thân tự bạo, cho dù hắn cũng gặp rất lớn bị thương. Bất quá cũng may Bạch Ma cũng đã mang theo hắn tiến nhập cổ lâm, hắn vị trí địa phương phù văn lưu chuyển, tựa như đưa thân vào một mảnh khác hư không một dạng. Cả tòa Thiên Võ Phong, cũng chỉ hắn hiện tại đứng ở địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Ở bên người Tiêu Phàm, còn có một bộ linh hồn phân thân, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma đứng ở một cái khay ngọc phía trên, khay ngọc quang mang hừng hực. Hắn muốn chạy trốn, đoàn người có người kinh kêu ra tiếng. Tất cả mọi người nội tâm đều rung động vô cùng, ai cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà ở thần vương cường giả công kích đến, trực tiếp đem cả tòa Thiên Võ Phong đều hủy diệt. Hơn nữa không chỉ hủy diệt, chính hắn dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị chạy trốn phương pháp. Lục Kinh Thiên nơi nào sẽ nhường Tiêu Phàm đào tẩu, Lục gia mấy trăm cổ thần cảnh, bây giờ chỉ còn lại số ít mấy cái còn sống, hôm nay không giết Tiêu Phàm, hắn thể không bỏ qua. Lục Kinh Thiên liền cùng đạo kia ma ảnh đáp xuống, cũng liền một cái hô hấp thời gian, liền đi tới Tiêu Phàm không trung. Đoàn người toàn bộ đều nín thở ngưng thần, bọn họ tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm bị Lục Kinh Thiên oanh sát một màn. Tiêu Phàm mặc dù chuẩn bị rất nhiều,
nhưng vẫn như cũ quá xem thường thần vương cường giả. Đoàn người cảm khái không thôi. Dù là Vũ Văn Tiên bọn họ, đều không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại, có thể bọn họ đều không tin, Tiêu Phàm có thể từ hai đại cổ thần cảnh cường giả trong tay thoát đi. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, cái kia trắng bệch trên mặt ngược lại lộ ra một tia tiếu dung, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay vung lên, từng đạo huyết sắc lưu quang hướng về Lục Kinh Thiên bay đi. Lấy đám người nhãn lực, tự nhiên thấy rõ cái kia huyết sắc lưu quang là vật gì, cũng chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người lộ ra cổ quái. Huyết sắc hạp tử, đây là thứ gì, chẳng lẽ hắn còn muốn dùng những cái này huyết sắc hạp tử đập chết Lục Kinh Thiên hay sao? Có người kinh ngạc nói, trong lòng mười phần không hiểu. Chẳng lẽ, Tử Như cuồng tựa như nháy mắt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cùng lúc đó, Lục Kinh Thiên con người kịch liệt co rút lại mấy lần, ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy Lục Kinh Thiên nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trốn, đoàn người kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng mắt mình hoa, Lục Kinh Thiên thế nhưng là thần vương cảnh A, dĩ nhiên chạy trốn. Lục Kinh Thiên mặc dù chạy trốn, nhưng là cái kia huyết sắc ma ảnh lại là đánh tới Tiêu Phàm, một cái ma chảo nháy mắt đánh phía những cái kia huyết sắc hạp tử. Dừng tay, Lục Kinh Thiên kêu to, trong giọng nói đều là sợ hãi. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, lúc ấy một cái huyết sắc hạp tử liền tương đương với thần vương một kích, giết hắn pháp thân, bây giờ nhiều như vậy, coi như thần vương cường giả, cũng không chắc chống đỡ được a. Nhưng mà sau một khắc, Lục Kinh Thiên liền trợn tròn mắt, chỉ thấy cái kia huyết sắc hạp tử ở huyết sắc ma ảnh đánh xuống, toàn bộ nổ tung, có thể hư không lại là cái gì đều không phát sinh. Danh con, ngươi dám gạt ta, Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn hiện tại nơi nào còn không biết chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm dùng cái này huyết sắc hạp tử chỉ là dọa hắn đến tranh thủ chạy trốn thời gian mà thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thật đúng là bị giật mình. Lừa gạt liền là ngươi, lần sau lại đến Thiên Võ Thần Sơn, định diệt ngươi Lục gia. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, khinh thường nhìn xem Lục Kinh Thiên nói. Hai tiếng huynh đệ. Hỗn trướng, Lục Kinh Thiên gầm thét, tốc độ cực nhanh nhanh phóng tới Tiêu Phàm vị trí. Bất quá vừa mới một sát na kia thời gian, Tiêu Phàm cũng đã khởi động truyền tống khay ngọc, thân hình cũng đã biến bắt đầu mơ hồ. Số 99, giết hắn cho ta. Lục Kinh Thiên gào thét một tiếng. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng đối với cái kia huyết sắc ma ảnh. Dù sao, huyết sắc ma ảnh vừa mới cũng không có lui lại, cự ly Tiêu Phàm chỉ có hơn 10 trượng cự ly. Hống, lấy được Lục Kinh Thiên mệnh lệnh, huyết sắc ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua một vòng vẻ băng lãnh, đưa tay vung lên, một đầu mấy chục trượng cao hung thú lăng không xuất hiện, dùng nó cái kia to lớn thân thể chặn lại huyết sắc ma ảnh. Tất cả những thứ này, đều phát sinh ở TV hỏa quang, làm đoàn người lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma cũng đã biến mất ở trong cổ lâm. Hiển nhiên, ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm cũng đã thành công trốn. Huyết sắc ma ảnh không nhìn đầu kia mấy chục trượng cao hung thú, ở truyền tống trận quan bế cuối cùng trong nháy mắt, cũng một đầu cắm vào truyền tống trận. Một tiếng nổ vang, lại là Lục Kinh Thiên công kích đã đến. Hung hăng một quyền nổ tung mà ra, Tiêu Phàm bố trí trận pháp và cái kia truyền tống khay ngọc nổ tung, cổ lâm hủy diệt hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại, không có bất kỳ tung tích nào mà theo. A Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời gào to, đáng sợ sát khí bao phủ hư không, chân trời đám mây bỗng nổ tung, khí trùng vân tiêu. Bốn phía tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Kinh Thiên trên người đáng sợ sát ý, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm dĩ nhiên thành công chạy trốn, đoàn người thật lâu mới lấy lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Thiên Võ Phong phế tích, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Ở hôm nay trước đó, ai có thể nghĩ đến, một cái cổ thần cảnh tu sĩ, diệt Lục ra mấy trăm cổ thần cảnh cường giả, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Nhưng mà bây giờ lại chân chính phát sinh, ở đây mỗi người, đều xinh xinh nhớ kỹ Tiêu Phàm một cái này danh tự. Nhất là Tiêu Phàm rời đi trước đó thả ra ngoan thoại, càng làm cho đám người tim mật phát lạnh. Chờ lần sau Tiêu Phàm lại đến Thiên Võ Thần Sơn,
nhất định diệt Lục gia. Nếu như là trước đó, mọi người sẽ không cho rằng Tiêu Phàm có thực lực này, nhưng là hiện tại, không có người đi hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Nhận biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm ở một năm trước đó, vẫn chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, mà bây giờ, cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ. Đợi một thời gian, Tiêu Phàm nếu như có thể đột phá thần vương cảnh, thậm chí mạnh hơn, lấy hắn thực lực, diệt Lục gia, xác thực không phải nói bừa. Đây cũng là Lục Kinh Thiên phẫn nộ nguyên nhân, Lục gia mấy vạn người ở mắt hắn ra phía dưới chết thảm, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem địch nhân rời đi, khẩu khí này, nhường hắn như thế nào có thể nuốt xuống đây. Phốc, Thiên Võ Phong, Lục Kinh Thiên bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đau thương. Đoàn người nhìn thấy một màn này, trong lòng một trận kinh ngạc, đường đường thần vương cường giả, lại bị Tiêu Phàm khí khí huyết công tâm. Làm mọi người nhìn thấy cũng đã không sai biệt lắm hủy diệt hầu như không còn Thiên Võ Phong, cùng chỉ còn lại không đến 10 cái Lục gia đệ tử còn sống thời điểm, bọn họ lúc này mới lờ mờ có thể cảm nhận được Lục Kinh Thiên giờ phút này cảm thụ. Một canh giờ phía trước, Lục gia đệ tử hưng thịnh, cỡ nào uy phong. Có thể một canh giờ thời gian, Lục gia liền tựa như từ trong mây đánh rớt thung lũng, chỉ còn lại Lục Kinh Thiên cùng mấy người còn sống, cái này đả kích, cũng không phải bình thường lớn. Khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn xem một màn này, người nào cũng không có mở miệng, người nào cũng không có rời đi. Thật lâu, Lục Kinh Thiên lúc này mới phát tiết xong, cả người tựa như già mấy chục tuổi, hai mắt huyết hồng, cưỡng ép bình phục lại suy nghĩ. Đại trưởng lão, các ngươi trước khôi phục thương thế, mau chóng đem Thiên Võ Phong khôi phục như lúc ban đầu. Lục Kinh Thiên nhìn về phía nơi xa còn sống vân nói. Lần này, hắn vì đối phó quân Nhược Hoan, lại là quá giang Lục gia mấy vạn đệ tử, hắn cũng không biết là đúng hay sai. Nhưng hắn nhưng trong lòng 10 phần hối hận, sớm biết rõ hôm nay, lúc trước nên đem quân Nhược Hoan đuổi tận giết tuyệt, cũng liền không có hôm nay sự tình phát sinh. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng, huyết sắc ma ảnh có thể giết chết Tiêu Phàm, trước thay chết đi Lục gia đệ tử thu chút lợi tức. Là, gia chủ, vân máu me khắp người. Sắc mặt trắng bạch vô cùng, hai cái Tiêu Phàm linh hồn phân thân ở bên cạnh hắn tự bạo, hắn cũng người bị trọng thương. Đi thôi, Lục Kinh Thiên khoát khoát tay, sắc bén con người đảo qua bốn phía người vây quanh, trong mắt chán phóng lãnh mang, bất quá hắn lại không dám tìm tử như cuồng bọn họ phiền phức. Lục gia mặc dù không phải mặt ngoài như thế đơn giản, nhưng là, tử gia cùng mặt khác ba tòa sơn phong há lại như thế đơn giản đây. Tử Vũ Phong tu sĩ nghe lệnh. Phối hợp chủ phong chữa tốt Thiên Võ Phong. Tử Như Cuồng đột nhiên mở miệng nói. Là, Tử Vũ Phong đám người mặc dù không biết vì sao, nhưng không dám vi phạm Tử Như Cuồng mệnh lệnh. Ngay sau đó, mặt khác ba tòa sơn phong phong chủ cũng nhao nhao hạ lệnh, bọn họ mặc dù không có nhúng tay Lục gia cùng quân gia ở giữa chiến đấu, bởi vì quyền kia liền là thuộc về Lục gia cùng quân gia ở giữa cửu hận. Nhưng là, đều là Thiên Võ Thần Sơn người. Bọn họ tự nhiên muốn vì Thiên Võ Phong tận một phần lực. Lục Kinh Thiên chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có bao nhiêu nói cái gì, bất quá hắn ánh mắt lại là ở tứ phong tu sĩ bên trong liếc nhìn lên, nhìn đám người tê cả ra đầu. Nhất là Thanh Minh chờ U Vân Phủ tu sĩ, bọn họ sợ bị Lục Kinh Thiên ghi hận. Báo cũng liền ở lúc này, hét dài một tiếng từ phía chân trời truyền đến, lại là một cái thủ sơn đệ tử vội vã chạy đến, quỳ gối chân núi. Đầu cũng không dám nhắc nói, Huyền Nguyệt cổ vực sứ giả cầu kiến. Huyền Nguyệt cổ vực, đám người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này Huyền Nguyệt cổ vực người đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là đến xem Thiên Võ Thần Tử xấu mặt sao? Nhưng bọn họ tiến đến, Lục Kinh Thiên có thể không có gì tốt ngữ khí, lạnh như băng phun ra một câu. Là, thủ sơn đệ tử rời đi, chốc lát sau đó, liền mang theo mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới. Đoàn người nhìn lại, thần sắc cũng thay đổi sắc vô cùng ngưng trọng lên, người tới dĩ nhiên đều là cổ thần cảnh đỉnh phong trở lên tu vi, cầm đầu một cái càng là phát ra một cỗ khó có thể địch nổi uy áp, nhưng ở đây đại bộ phận người đều không ngẩng đầu lên được. Thần vương cảnh, cầm đầu cái kia ăn mặc hắc bào trung niên nam tử, lại là thần vương cảnh. Coi như Huyền Nguyệt cổ vực muốn xuất khiến Thiên Vũ vực, cũng không tất yếu phái thần vương cảnh cường giả a. Nguyệt Trấn Nam. Tử Như Cuồng híp híp hai mắt, nói ra cái kia hắc bào trung niên nam tử thân phận, trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng.
nhìn đến bản vương bỏ qua một chút thú vị sự tình. Lúc này, cầm đầu nam tử trung niên Nguyệt Trấn Nam đột nhiên mở miệng cười, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Nhìn thấy Thiên Võ Phong sụp đổ, hắn dĩ nhiên lộ ra một bộ xem trọng hí bộ dáng. Hiển nhiên, cái này Nguyệt Trấn Nam cùng Thiên Vũ Vực ở giữa quan hệ, cũng không tốt như vậy. Trấn Nam thần vương tới đây, không biết có gì muốn làm. Lục Kinh Thiên áp chế trong lòng lửa giận, trầm giọng hỏi, đối Nguyệt Trấn Nam, hắn cũng không có quá nhiều tôn trọng. Lục Vực Chủ, đã lâu không gặp, Nguyệt Trấn Nam ở Thiên Võ Phong mấy trăm trượng bên ngoài ngừng thân hình, nhàn nhạt nhìn xem Lục Kinh Thiên nói, bản vương tới đây, chỉ vì một kiện sự tình. Có chuyện nói thẳng, cần làm chuyện gì, Lục Kinh Thiên như thế nào không biết, cái này Nguyệt Trấn Nam căn bản chính là đến gây chuyện. Người Thiên Vũ Vực nhưng có một cái tên là Tiêu Phàm đệ tử. Nguyệt Trấn Nam sắc mặt đột nhiên biến băng lạnh, bản vương tới đây, chính là dẫn hắn đi Huyền Nguyệt Cổ Vực. Hướng Tam công tử thỉnh tội. Ngươi nói cái gì? Lục Kinh Thiên bỗng trợn to hai mắt, băng lãnh sát khí nở rộ mà ra. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ hắn hay sao? Cùng ta Nguyệt gia là địch, ngươi cần phải hiểu rõ, ta Nguyệt gia diệt ngươi Thiên Vũ Vực, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Nguyệt Trấn Nam nhìn thấy, tức khắc làm xong khai chiến chuẩn bị. Phốc, Lục Kinh Thiên nghe vậy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ngất đi. Hư lộ. Một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Vì Tiêu Phàm cùng Huyền Nguyệt Cổ Vực khai chiến, đoàn người nghe được lời này, cũng là khóe miệng giật một cái, vừa mới Tiêu Phàm còn cùng Lục Kinh Thiên chém giết một trận, diệt lục ra mấy trăm cổ thần cảnh cường giả đây. Lục Kinh Thiên sẽ vì Tiêu Phàm cùng Huyền Thiên Cổ Vực khai chiến. Đơn giản liền là thiên đại cười nhạo, Lục Kinh Thiên ước gì Nguyệt Trấn Nam mang đi Tiêu Phàm còn không kịp đây. Há lại sẽ trợ giúp Tiêu Phàm. Lục Kinh Thiên cũng là bị tức không nhẹ, trong lòng đem Nguyệt Trấn Nam tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, gia hỏa này nhất định là cố ý tức giận bản thân. Mở em gái ngươi chiến, ngươi nhà nếu là tới sớm một chút nơi này, ta Lục gia cũng sẽ không tổn thất như thế thảm trọng, càng thêm sẽ không bại lộ huyết sắc ma ảnh tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt, Tiêu Phàm chạy trốn, ngươi lại chạy tới cùng ta muốn người. Chỉ là ngẫm lại, Lục Kinh Thiên trong lòng liền giận, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Nguyệt Trấn Nam nhìn thấy một màn này, cũng là một mặt mộng bức, bất quá hắn rất nhanh nhớ tới cái gì, lại nói, Lục Vực Chủ, người cũng không muốn lo lắng, Tam công tử cùng Tiêu Phàm mặc dù có chút cừu hận, nhưng là chưa chắc sẽ để hắn chết. Lo lắng, Lục Kinh Thiên thiếu chút nữa thì nhìn không được một cái tát chết Nguyệt Trấn Nam, ta sẽ vì Tiêu Phàm lo lắng. Cho dù ta sẽ lo lắng, cũng chỉ là lo lắng nhường hắn đi chết mà thôi. Đoàn người muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ tiếu dung, khuôn mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Nhìn thấy Lục Kinh Thiên trầm mặc không nói, nhất là nhìn thấy Lục Kinh Thiên một mặt hung tượng, Nguyệt Trấn Nam còn tưởng rằng hắn thể sống chết đều muốn bảo vệ Tiêu Phàm đây. Lục Kinh Thiên, người cần phải nghĩ kỹ. Nguyệt Trấn Nam ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh, bắt đầu gọi thẳng tên Húy. Tựa như chỉ cần Lục Kinh Thiên không đáp ứng hắn, hắn liền thật chuẩn bị khai chiến một dạng. Lan, Lục Kinh Thiên hai mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên đem Nguyệt Trấn Nam xé xác. Người đây là muốn vì Tiêu Phàm cùng ta Huyền Nguyệt Cổ Vực là địch. Tất nhiên như thế, vậy cũng đừng trách bản vương tâm ngoan thủ lạt. Nguyệt Trấn Nam cũng không phải cái gì tốt tính tình, lạnh lẽo sát ý từ trên người hắn nở rộ. Lục Kinh Thiên cũng dám trách mắng hắn, nhưng hắn lăn, Nguyệt Trấn Nam không có ngay tại chỗ bộc phát, cũng đã xem như hàm dưỡng không tệ. Lục Kinh Thiên trợn mắt nhìn, lười nhác để ý tới Nguyệt Trấn Nam, mà là nhìn về phía cái khác Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ nói, từ hôm nay, ta Thiên Võ Thần Sơn cùng Tiêu Phàm không chết không thôi, Phàm là nhìn thấy Tiêu Phàm người, giết không tha. Thiên Võ Thần Sơn tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Kinh Thiên trên người đáng sợ sát ý. Tiêu Phàm cùng quân Nhược Hoan giết Lục gia nhiều người như vậy, đây đúng là không chết không thôi cừu hận. Có thể lời này ở Nguyệt Trấn Nam nghe tới, lại không phải chuyện như thế, chỉ thấy hắn con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Kinh Thiên nói, đừng tưởng rằng ngươi đùa nghịch điểm ấy thủ đoạn nhỏ, liền có thể lắc lư bản vương. Ngươi nếu lại không giao ra Tiêu Phàm, bản vương hôm nay định để những người khác tứ phong cũng cùng Thiên Võ Phong đồng dạng. Lắc lư ngươi, đoàn người cổ quái nhìn xem Nguyệt Trấn Nam. Người nhà cũng quá tự luyến, Lục Kinh Thiên căn bản không tất yếu lắc lư ngươi,
hắn là phát ra từ nội tâm cừu hận a. Lục Kinh Thiên cũng không nghĩ đến, bản thân nói như vậy, lúc đầu xem như phân rõ mình cùng Tiêu Phàm chỉ thấy giới hạn, có thể Nguyệt Trấn Nam lại cho rằng bản thân là vì bảo hộ Tiêu Phàm. Phốc, Lục Kinh Thiên lửa giận công tâm, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc đều biến trắng bệch lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhe răng trợn mắt nhìn xem Nguyệt Trấn Nam, giết sạch lạnh lẽo, tựa như giận dữ phía dưới, hắn chuẩn bị đem Nguyệt Trấn Nam làm thịt rồi. Mà Nguyệt Trấn Nam lại là chậm rãi giơ lên hai tay, chuẩn bị nhường hắn thuộc hạ tiến công Thiên Võ Thần Sơn. Trấn Nam Thần Vương, cũng liền ở nơi này thời khắc mấu chốt, Tử Như Cuồng thanh âm đột nhiên vang lên. Tử Như Cuồng, nơi này có người nói chuyện phần sao? Nguyệt Trấn Nam lông mày nhíu lại, hắn không cho rằng Tử Như Cuồng có tư cách cùng hắn chính diện nói chuyện với nhau. Hắn chính là đường đường thần vương, lại là đại biểu Huyền Nguyệt cổ vực, mà Tử Như Cuồng chỉ là một cái cổ thần cảnh tu sĩ mà thôi. Ta không cho rằng cùng ngươi Nguyệt Trấn Nam nói chuyện muốn cái gì tư cách, ngươi nếu động thủ, có tin ta hay không đem ngươi lưu ở nơi này. Tử Như Cuồng con ngươi cũng biến băng lạnh. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn phồng lên lấy một cỗ đáng sợ thần lực ba động, chung quanh hư không đều biến vặn vẹo, có pháp tắc thần liên ở hư không xuyên toa. Theo lấy trên người hắn khí tức nở rộ, tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi. Thần vương cảnh, Tử Phong chủ lại là thần vương cảnh, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ kinh hãi không thôi, ai cũng không nghĩ đến, Tử Như Cuồng lại là thần vương cảnh cường giả. Hơn nữa, bằng trên người hắn khí thế phán đoán, có vẻ như so sánh Lục Kinh Thiên cùng Nguyệt Trấn Nam đều chỉ mạnh không yếu. Lục Kinh Thiên thần sắc như thường, tựa như đã sớm biết rồi Tử Như Cuồng thực lực bình thường. Nguyệt Trấn Nam lông mày hơi nhíu, giờ khắc này, hắn phát hiện bản thân quá xem thường Thiên Võ Thần Sơn. Chỉ là, hắn vẫn như cũ khó có thể áp chế trong lòng phẫn nộ, Lục Kinh Thiên không nhìn hắn cũng liền bình thường, nhất mạch phong chủ Tử Như Cuồng, dĩ nhiên cũng dám uy hiếp hắn. Thiên Võ Thần Sơn không có người muốn tìm đến người, hiện tại lăn ra Thiên Võ Thần Sơn. Tử Như Cuồng nguyên bản muốn theo Nguyệt Trấn Nam hảo hảo giải thích một cái. Nhưng là hiện tại, Tử Như Cuồng cũng đã không có tâm tư, trực tiếp lấy cường ngạnh trạng thái cùng Nguyệt Trấn Nam đối chọi tương đối. Tốt, 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 Nguyệt Trấn Nam liên tục nói ra ba chữ tốt, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ, việc này bản vương sẽ không đến đây thì thôi, lần tiếp theo đến người ở đây, nhưng không có bản vương như thế dễ nói chuyện. Lan, Tử Như Cuồng gầm thét một tiếng. Đáng sợ sóng âm trùng kích từ trên người hắn nở rộ, hung mãnh uy áp sông Nguyệt Trấn Nam sau lưng mấy chục cổ thần cảnh cũng đứng không được thân hình. Ta biết rồi, người cái này phong tử tên điên, người dĩ nhiên giải phong ngươi thể nội phong ấn. Nguyệt Trấn Nam tựa như nháy mắt nhớ tới cái gì, tức khắc nhe răng cười nói, Tử Như Cuồng, không cần ta động thủ, người hiện tại cũng không sống nổi mấy năm. Còn dám nói nhảm, ta muốn mạng ngươi. Tử Như Cuồng loạn phát bay tứ tung. Thể nội truyền đến từng tiếng tiếng long ngâm, trên người hắn khí thế vẫn như cũ còn đang kéo lên. Thậm chí, cái kia già nua dung mạo, cũng chậm chậm khôi phục trung niên nhân bộ dáng, một màn này, nhường người ở đây đều kinh hãi không thôi. Bất quá, bọn họ nghe được Nguyệt Trấn Nam mà nói, tựa như nháy mắt cũng hiểu cái gì. Tử Như Cuồng giải phong bản thân thể nội phong ấn, chẳng lẽ hắn trước kia là phong ấn bản thân tu vi sao? Nhưng bọn họ càng thêm chấn kinh là, Nguyệt Trấn Nam dĩ nhiên thật không dám nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi mang theo Huyền Thiên cổ vực người giống như trốn rời đi, phải sợ sợ chậm, sẽ chết ở nơi này một dạng. Vẻn vẹn mấy tức sau đó, Huyền Thiên cổ vực tu sĩ liền không thấy bóng dáng, đến nhanh, đi cũng nhanh. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Tử Như Cuồng trên người, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đây chính là Huyền Thiên cổ vực sứ giả A. Hơn nữa còn là thần vương cường giả, lại bị Tử Như Cuồng quát lui. Phực chủ, đột nhiên, Tử Như Cuồng thanh âm vang lên, hắn sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Lục Kinh Thiên nói, từ hôm nay, U Vân phủ tất cả mọi người gia nhập Tử Vũ Phong. Lục Kinh Thiên lông mày ngưng tụ, hắn nháy mắt đoán được Tử Như Cuồng ý nghĩ, thần sắc lấp lóe chốc lát sau đó, cuối cùng cắn răng nói, ta nếu giết Tiêu Phàm, ngươi không thể ngăn ta. Tốt, Tử Như Cuồng nhẹ gật đầu. Hai người đạt thành chỉ có bọn họ bản thân mới biết được hiệp nghị. Tử Như Cuồng nội tâm cũng thở dài một hơi, trong lòng trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, ngươi để ta làm sự tình, ta tạm thời làm được, bất quá,
nhiều nhất cũng liền có thể bảo vệ U Vân Phủ 10 năm thời gian, sau đó liền phải dựa vào ngươi bản thân tạo hóa. Việc này, Nguyệt Trấn Nam một nhóm chật vật rời khỏi Thiên Võ Thần Sơn, sắc mặt khó xử thời khắc, hắn đường đường huyền nguyệt cổ vực Trấn Nam Thần Vương, lại bị Thiên Võ Thần Sơn cho đuổi ra. Nếu là đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ lại chân thực phát sinh. Mọi người tại Thiên Võ Thần Sơn mấy ngàn dặm bên ngoài ngừng lại, Nguyệt Trấn Nam càng nghĩ càng không thích hợp, trầm giọng nói, người tới, đánh cho ta dò xét rõ ràng, Thiên Võ Thần Sơn trước đó đến cùng phát sinh cái gì? Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Lại nói Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người thông qua truyền tống khay ngọc thoát đi Thiên Võ Phong, lần nữa xuất hiện, đã là ở một mảnh sơn lâm. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm trong lòng thất kinh, còn tốt hắn nhường một bộ linh hồn phân thân cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chính như Tử Như Cuồng nói, Lục gia xác thực không phải mặt ngoài như thế đơn giản. Cái kia huyết sắc ma ảnh nở rộ thực lực, nhưng Tiêu Phàm một trận sợ hãi. Nếu như không phải bản thân trốn được nhanh, có lẽ liền lại cũng cách không ra Thiên Võ Phong. Công tử, lão tam, làm hai người xuất hiện một sát na kia, Ảnh Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đám người vội vàng vọt lên, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Lui ra phía sau, đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, hắn chỉ cảm giác tê cả da đầu, ngay sau đó, hắn sau lưng truyền tống trong mâm ngọc đột nhiên lại xông ra một đạo huyết sắc ma ảnh. Huyết sắc ma ảnh đến quá nhanh, trực tiếp bao phủ Tiêu Phàm, cho dù bên người Bạch Ma cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cỗ đại lực tung bay. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét, cực tốc hướng về Tiêu Phàm phóng đi, có thể cái kia huyết sắc ma ảnh phát ra khí tức, căn bản không phải bọn họ có thể tới gần. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, cái kia huyết sắc ma ảnh dĩ nhiên cũng thông qua truyền tống trận cùng đến nơi này, hơn nữa còn giết hắn một cái trở tay không kịp. Không có bất luận cái gì chần chờ, Tiêu Phàm triệu hồi ra vô tận chi hỏa, đỉnh đầu càng là hiện ra vô tận động thiên, cuồn cuộn hỏa diễm đốt cháy huyết sắc ma ảnh. Vội vàng ở giữa, Tiêu Phàm chỉ có thể thi triển vô tận chi hỏa phản kháng, trước đó nhìn thấy huyết sắc ma ảnh xuất thủ, hắn biết rõ huyết sắc ma ảnh đáng sợ. Phổ thông thủ đoạn là tuyệt đối không đối phó được huyết sắc ma ảnh, chỉ có linh hồn công kích mới có thể đối phó nó. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ quá xem thường huyết sắc ma ảnh cường hoành, ma ảnh bên trong phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Phàm não hải. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm chỉ cảm giác ý thức có chút bắt đầu mơ hồ, kịch liệt đau nhói cảm giác truyền khắp toàn thân. Huyết sắc ma ảnh mặc dù không có thực thể, nhưng hắn lại là chân thật thần vương linh hồn, không cẩn thận, liền đầy đủ nhường Tiêu Phàm bỏ mình đạo tiêu. Thậm chí, nếu như không phải Tiêu Phàm linh hồn bản thể cùng thí thần đợi ở trong hắc sắc vòng xoáy, có lẽ vừa mới liền đã bị hắn đánh lén thành công. Đều không được qua đây. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người không ngừng đánh thẳng vào huyết sắc ma ảnh, cắn chặt răng hét lớn một tiếng, hai mắt bên trong lộ ra ngoan tuyệt. Nguyên lai chỉ là một bộ quỷ dị linh hồn mà thôi. Lại có thể làm gì ta? Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng phun ra một câu. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp từ bỏ chống lại, mặc cho cái kia huyết sắc ma ảnh đánh thẳng vào tự thân. Khặc khặc, huyết sắc ma ảnh phát ra một tiếng lạnh lẽo quái tiếng kêu. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm cũng đã không có sức phản kháng. Một thoáng thời gian, huyết sắc ma ảnh điên cuồng xuyên vào Tiêu Phàm mi tâm, cuồn cuộn huyết sắc vũ khí thật giống như bị một đám lực lượng thôn phệ đồng dạng, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phù phù, Tiêu Phàm thân thể mất đi khống chế, nháy mắt ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đó là oán linh, Liễu Chu Hồn nhìn chằm chằm tràn vào Tiêu Phàm lông mày tâm huyết sắc ma ảnh, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi, cũng thuận tiện từ Tử Vũ Phong mang tới nó, nếu không mà nói, Liễu Chu Hồn hạ chàng đoán chừng chẳng tốt đẹp gì. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu trước tiên lao đến, ôm lấy Tiêu Phàm thân thể, nổ đom đóm mắt, đôi mắt bên trong trán phóng hai đạo huyết quang, Thiên Võ Thần Sơn, lão tử cùng ngươi không xong. Ảnh Phong, Quân Nhược Hoan, Long Thần, Tiếu Thiên Tà cùng Quỷ Thiên Cửu mấy cái cũng sát khí bừng bừng. Toàn bộ cổ lâm nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ thấp hơn mấy chục độ. Bạch Ma đứng ở một bên, trong lúc nhất thời không biết làm sao, lần này, cũng không phải hắn cố ý không có xuất thủ,
mà là hắn cũng không nghĩ đến huyết sắc ma ảnh sẽ cùng xuống tới, đánh hắn và Tiêu Phàm một cái trở tay không kịp. Mà hiện tại, cái kia huyết sắc ma ảnh rõ ràng là tiến nhập Tiêu Phàm ý thức không gian, lấy Tiêu Phàm linh hồn lực lượng, tuyệt đối không phải ma ảnh đối thủ. Ở Bạch Ma nhìn đến, Tiêu Phàm cũng đã hầu như bất tử không thể nghi ngờ. Không đúng, hắn liền Trường Sinh tiểu nhi linh hồn đều có thể diệt sát, cái này nho nhỏ oán linh, có lẽ không cần mạng hắn. Bạch Ma đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn một tia chờ mong. Ta tới thử xem, Liễu Chu Hồn hít sâu một cái, từng đầu nhánh cây tới gần Tiêu Phàm, đâm vào Tiêu Phàm da rẻ. Đám người còn không kịp ngăn cản, lại là phát hiện, từng tia huyết sắc phụ khí, dĩ nhiên từ Tiêu Phàm trong da thịt lan tràn ra, theo cảnh liễu bị sinh sinh rút ra. Nhìn thấy một màn này, đám người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc. Liễu Chu Hồn, nhanh, đem cái kia huyết sắc ma ảnh rút ra. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng kêu to, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, trước mắt thấy được hy vọng, cái này khiến hắn như thế nào không kích động đây. Ta khuyên mọi người tốt nhất đều không nên nhúng tay. Bạch Ma đột nhiên hít sâu một cái, hết sức trịnh trọng nói. Bạch Ma, ta biết rõ ngươi, ngươi muốn hại chết Lão Tam hay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn, kẻ khác không biết Bạch Ma lai lịch, nhưng Tiêu Phàm lại nói cho hắn. Bây giờ nhìn thấy Bạch Ma mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu tức khắc đề phòng đến cực điểm. Lời này vừa nói ra, Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu cùng Ảnh Phong bọn họ toàn bộ đều đề phòng nhìn xem Bạch Ma, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ta nếu muốn hại hắn, hiện tại liền có thể giết hắn, các ngươi ai cũng không ngăn cản được ta. Bạch Ma đạm mạc nói ra. Đám người trong lúc nhất thời không biết nói gì, lấy Bạch Ma thực lực, nếu là muốn giết hôn mê Tiêu Phàm, bọn họ xác thực không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Trầm mặc lúc này, Liễu Chu Hồn đột nhiên thu hồi cái kia đầy trời cành nói, ta tin tưởng ngươi. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm thể nội điên cuồng tuôn ra huyết sắc phụ khí, một đạo kêu thảm tiếng từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, không, không có khả năng. Nghe được thanh âm này, đám người hơi hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn đều minh bạch, đây là cái kia huyết sắc ma ảnh kêu thảm âm thanh, chỉ là vẻn vẹn trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm thể nội, huyết sắc ma ảnh chính đang điên cuồng giãy giụa lấy, ở nó quanh thân, xuất hiện một đạo càng lớn hắc sắc ma ảnh, gắt gao cuốn lấy nó. Hắc sắc ma ảnh nhìn như phổ thông không thể lại phổ thông, nhưng là, cái kia huyết sắc ma ảnh ở tại áp chế xuống, lại giãy giụa không được mảy may. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên xâm nhập ta thể nội, liền Trường Sinh đại đế đều không trốn thoát được, huống chi ngươi. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào linh hồn bản thể, lạnh lùng nhìn phía xa huyết sắc ma ảnh. Nếu như là chân chính thần vương cảnh tu sĩ, Tiêu Phàm thật đúng là không phải đối thủ, nhưng là một đạo thần vương cảnh oán linh, Tiêu Phàm còn có cái gì có thể e ngại đây? Không nói tu la ma ảnh, liền là hắn dựa vào tự thân thủ đoạn, cũng có thể cùng huyết sắc ma ảnh dây dưa một đoạn thời gian. Hống Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, thí thần đột nhiên gầm thét một tiếng, mở ra bồn máu miệng lớn, một ngụm nuốt vào tu la ma ảnh cùng huyết sắc ma ảnh. Không, không có khả năng. Huyết sắc ma ảnh gào rít giận dữ, nhưng mà lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị thí thần thôn phệ xuống dưới. Chốc lát sau đó, thí thần há mồm phun ra một đạo hắc sắc ma ảnh, đồng thời, nó trên người khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Tiêu Phàm đột phá cổ thần cảnh sau đó, thí thần vẫn luôn dừng lại ở cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, bây giờ thôn phệ cái này huyết sắc ma ảnh, dĩ nhiên lần nữa phát sinh đột phá. Oanh, một tiếng nổ vang, thí thần rốt cục bước vào cổ thần cảnh hậu kỳ, phát ra khí thế càng đáng sợ hơn lên. Nhưng mà, cái này đột phá cũng không có kết thúc, phải biết, huyết sắc ma ảnh thế nhưng là thần vương cảnh linh hồn, dù là thí thần đầy đủ cường đại, cũng xa xa không chỉ đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ như thế đơn giản. Oanh, lại là một đạo tiếng vang truyền ra, giống như kinh lôi, khí thế khiếp người vô cùng, thí thần xông thẳng cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, so Tiêu Phàm đều muốn cao một cái tiểu cảnh giới. Lục Kinh Thiên, lần này ngươi thật đúng là bồi thường phu nhân lại gãy binh, lần tiếp theo lại về Thiên Võ Thần Sơn, chính là ta diệt ngươi Lục gia thời điểm. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, quanh thân sát khí bành trướng. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.